Mời các bạn nghe phần 3. Lưu Tự bước chân vội vàng chạy đến bên ngoài cung điện An Bình đang cư ngụ, định cầu kiến nhưng lại bị Song Cửu chặn ở ngoài cửa. Thiếu phó đại nhân dừng bước, điện hạ đã đặc biệt can dặn, hiện giờ không tiếp khách. Là không tiếp khách hay là không muốn gặp ta? Nếu là trước đây, đối mặt với chất vấn thế này của hắn, Song Cửu mặc dù qua loa nhưng cũng sẽ nói vài câu. Nhưng hôm nay hắn lần đầu tiên thẳng thắn trả lời, ngữ khí cũng có vài phần dứt khoát, thiếu phó đại nhân nếu đã biết, vậy xin đừng làm khó thuộc hạ nữa. Từ lúc biết An Bình có thể sẽ lựa chọn một nam tử thuộc quý tộc Thanh Hải Quốc để thành thân thì tâm trạng lưu tự chẳng tốt chút nào. Không ngờ song cửu lúc này còn thêm dầu vào lửa, lập tức liền muốn nổi cáo. Bởi tâm tình lúc này của song cửu cũng không vui, thấy hắn giống như sắp phát tác thì tay cũng đặt lên bội kiếm rắt bên hông. Đại khái là có xu thế tái diễn tình hình lưu tự xông vào điện giống lúc trước. Đương lúc đôi bên rằng co thì chợt nghe thấy sau lưng vang lên tiếng nói của viên hỉ, cùng quay đầu, thấy viên hỉ xa xa đang dẫn hai người đi tới, vừa đi vừa niềm nở nói gì đó tới khi đến gần lưu tự mới nhận ra hai người kia chính là sứ thần tây nhung hôm trước đã đến tham dự đại lễ đăng cơ của an bình viên hỉ trông thấy hắn đứng ở cửa điện lập tức định giới thiệu thì một vị sứ thần trong đó đã tự động bắt chuyện với hắn lưu đại nhân lại gặp rồi lưu tự liếc mắt nhìn đối phương một cái qua loa hành lễ đúng vậy sứ thần đại nhân hữu lễ sứ thần kia cũng không để bụng thái độ của hắn cười gật gật đầu rồi liền theo viên hỉ trực tiếp đẩy cửa bước vào trong nội điện nếu như an bình muốn tiếp kiến sứ thần đương nhiên lưu tự không tiện cầu kiến đành phải đợi ở bên ngoài cùng song cửu mắt to chừng mắt nhỏ mà an bình ở trong nội điện lúc này thế nhưng lại đang xem tranh đứng bên cạnh là thái thượng vương đông đức bệ hạ cùng hiền vương đông đức trác y lúc hai vị sứ thần tây nhung bước vào thì vừa đúng lúc nàng xem tới bức họa cháu trai của đông đức trác y chính là biểu đệ của nàng đông đức bệ hạ vô tình hay hữu ý ho một tiếng ra ý với nàng đây là có thể để tâm một chút an bình nở nụ cười cuộn tranh lại liếc nhìn hai vị sứ thần một cái rồi mỉm cười bất đắc dĩ với mẫu hậu và dì tổ mẫu biểu thị sau này lại nói nhị vị trưởng bối mỗi người đứng một bên giống như môn thần đồng niên trong tranh cũng không định rời đi rõ ràng là thật sự đợi nàng sau đó tiếp tục sứ thần tây nhung hành lễ với ba người họ trái lại rất quy củ nề nếp rất có sự khiêm tốn của một quốc gia bại trận sau đó lại nói một đống lời ca tụng an bình đại ý là đã nghe đại danh đan châu công chúa đã lâu hiện giờ được gặp mới biết người thật niên kỷ dung mạo thế nào khi thế nghiêm nghị ra sao quả thật chính là minh châu trong chúng nữ tử nhân vật vạn lý khó tìm đăng cơ vị trí nữ vương thanh hải quốc đích thực là xứng với trí tuệ bản lĩnh gì gì đó an bình càng ngay càng cảm thấy thú vị câu nào câu nấy cũng đều là đan châu công chúa thanh hải quốc nữ vương hoàn toàn không hề nhắc đến đại lương quả nhiên rất thích hợp với bản tính gian xảo của tây nhung nàng cũng không ngắt lời họ mãi đến khi hai người đã chẳng còn từ ngữ nào để tán dương nữa mới cười nói nhị vị sứ thần hôm nay cầu kiến không biết là vì chuyện gì người đứng bên trái cuối cùng đã có thể nói tới hữu nghị lập tức chắp tay nữ vương bệ hạ đăng cơ không bao lâu chuyện này vốn không nên vội nhắc đến nhưng vương thượng nước chúng tôi quả thực ngưỡng mộ nữ vương bệ hạ nên đặc biệt lệnh cho chúng thần đến dâng thư cầu thân mong muốn mối quan hệ hai nước vĩnh kết tần tấn đông đức bệ hạ cùng đông đức chắc y liếc mắt nhìn nhau đôi bên đều sửng sốt hai người họ đang ở đây tuyển chọn đối tượng thành thân cho an bình mà bên kia không ngờ lại nhảy ra một tây nhung vương Ồ chuyện này đích thực khiến cô kinh ngạc vô cùng ý cười trên mặt an bình càng sâu tây nhung vương chưa từng gặp cô sao lại nảy sinh ý định cầu thân chứ trung nguyên có câu cưới thê cưới người hiền một nữ tử kinh tài tuyệt thế như nữ vương bệ hạ đây đương nhiên vương thượng nước chúng tôi cầu còn không được không cần gặp người thật thì từ sớm đã ngưỡng mộ không thôi rồi sứ thần nói đến đây thì vội vội vàng vàng dâng lên một phong thư an bình mở ra xem lướt qua một lượt bắt đầu lớn tiếng cười ha 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 hay cho một từ cưới thê cưới người hiền Tây Nhung Vương thì ra lại thú vị đến thế, cô nhớ rồi, xin nhị vị trước hãy quay về bẩm báo, nói cô sẽ cẩn thận suy nghĩ rồi hồi đáp sau. Nhị vị sứ thần lập tức lộ vẻ mừng rỡ, liên tục bái tạ rồi lui ra. An Bình ngồi đấy nhìn cửa điện khép lại cười lạnh một tiếng, hiện thời dùng liên hôn làm kế hoãn binh, đích thực không còn gì tốt hơn. Tây Nhung Vương vốn định đến Đại Lương cầu thân, có điều không ngờ sẽ đụng phải mình ở Thanh Hải Quốc đăng cơ. Hiện giờ đã thế, có thể nói thành là liên hôn với Thanh Hải Quốc đến lúc khai chiến lần nữa với đại lương thì trên lưng cũng không gánh quá nhiều tiếng xấu đúng là mưu mô thật có điều đề xuất lúc này đối với nàng mà nói thế nhưng cũng là một cơ hội tốt để kim thiền thoát xác an bình vừa như chưa từng có chuyện gì xảy ra tiếp tục mở cuộn tranh ra xem nhưng bị đông đức bệ hạ đưa tay ngăn lại con vì sao đồng ý sẽ suy nghĩ mẫu hậu lẽ nào muốn nữ nhi thẳng thừng từ chối an bình cầm phong thư đưa cho bà cho dù là quốc gia chiến bại nhưng điều kiện cực tốt thế này vẫn đáng để suy nghĩ chứ ạ à? đông đức bệ hạ không vui hừ lạnh thanh hải quốc lấy quốc gia làm xính lễ con còn chế ít điều đó cũng không phải chỉ là tây nhung mặc dù bại nhưng vẫn là mối đe dọa như từ trước đến giờ nếu không ổn định e rằng sẽ thêm nhiều phiền toái an bình thở dài đứng dậy nắm lấy tay bà mẫu hậu đối phương vừa tới cầu thân nữ nhi lại nói toạc là chiêu vương phu vậy rõ ràng tát thẳng vào mặt người ta rồi à Hùng, bổn vương trái lại thấy rất rõ bệ hạ đây là đang thoái thác thôi đông đức chắc y cười lạnh tiếp lời an bình tủm tỉm cười nhìn bà dì tổ mẫu nói thế ngài nếu như cảm thấy thích hợp thì quyết định biểu đệ là được được rồi đông đức bệ hạ phất tay quay người bước ra ngoài đêm nay khế ước nội các soạn thảo sẽ được đưa đến tay con con có thể ký vào rồi nói tiếp đi đông đức chắc y cắn cắn môi cũng nối gót ra ngoài an bình cúi mắt nhìn biểu đệ chưa từng gặp mặt kia nét mặt trong tranh thật sự không phải là ôn hòa bình thường đâu nàng cười trước sau tấn công thúc ép như vậy mẫu hậu cuối cùng vẫn là mềm lòng mà là nàng không đúng trước điều có thể hồi đáp cũng chỉ có quyết tâm trị vì thanh hải thật tốt đẩy cửa ra ngoài lưu tự và song cửu đứng hai bên trái phải cửa đích thực càng giống môn thần trong tranh hai người thấy nàng đi ra thì đều không hẹn mà cùng nhìn nàng rõ ràng là có lời muốn nói thế nhưng an bình lại không hề dừng lại phất tay ý bảo hai người đừng đi theo rồi liền cất bước hướng xa xa mà đi lưu tự đứng tại chỗ thở dài hắn vừa mới nghe được điều sứ thần tây nhung nói đương nhiên không khỏi lo lắng nhưng trông thấy bóng dáng nàng thì vẫn cảm thấy bản thân đi quá giới hạn rồi, ắt hẳn nàng cũng đang khó xử lắm. Song Cửu đứng bên cửa, cúi đầu trầm mặc không lên tiếng, phảng phất như thể lại trở về là vị thị vệ cần cẩn trọng trọng trước kia. An Bình dọc theo một con đường mòn trong vương cung đi mãi, xuyên qua hoa viên thì tới cung điện sùng đức bệ hạ cư ngụ. Thị vệ canh cửa là binh sĩ đại lương, thấy nàng liền lập tức cung kính hành lễ, điện hạ cuối cùng đã tới, bệ hạ chờ người lâu lắm rồi. An Bình cười gật đầu, cất bước vào trong sùng đức bệ hạ người mặc thường phục trắng đang ngồi trong viện thong thả nhắm mắt phơi nắng dưỡng thần trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh đặt một cái lò con ấm trà bên trên đang ủng ục ủng ục bốc hơi nóng phụ hoàng thực có nhã hứng ngày tháng thật nhàn hạ a à, sùng đức bệ hạ nhớn mí mắt một bên nhìn nàng một cái biếng nhác ngồi dậy chỉ chỉ chỗ trống trước mặt qua đây an bình ngoan ngoãn đi qua quỳ xuống an bình nhìn ông không một chút cảm thấy ngạc nhiên cũng không biện bạch tranh luận chảy vạt áo quỳ xuống sống lưng thẳng tắp nét mặt nghiêm nghị. Con ở kinh thành từng bước đều là kiếm tẩu thiên phong, nhìn thì có vẻ liều lĩnh, nhưng lại bước bước cẩn trọng mưu tính. Hiện giờ đến Thanh Hải Quốc cũng sớm đã nắm chắc kế hoạch, trẫm rất vui mừng. Nhưng kêu con quỳ xuống không phải vì điều này. Sung Đức bệ hạ thở dài, kẻ làm vua, ai lại không hy vọng mở mang bờ cõi, cho nên với tư cách là đế vương đại lương. Chấm muốn cảm kích những gì con đã làm hôm nay, hiện giờ, nhưng với tư cách là một phụ thân, vi phụ phải trách con nữ nhi bất hiếu đã làm đau lòng mẫu thân kiếm và đao ngoại hình tuy tương tự nhau, nhưng bởi vì trọng lượng khác nhau, chiêu thức cũng không giống, thân đao dày nặng, đao pháp lấy tĩnh làm chủ, thiên về phòng thủ. Người dùng đao chú trọng bộ pháp vững vàng, chiêu thức ổn trọng. Thân kiếm mỏng nhẹ, kiếm pháp lấy tốc độ làm chủ, thiên về tấn công, người dùng kiếm chú trọng thân pháp linh hoạt, chiêu thức tinh diệu. Nghĩa rộng, không theo quy tắc thông thường, mà tìm một hướng đi mới, dùng một phương pháp khác với trước giờ giải quyết vấn đề. An bình rũ mắt, phụ hoàng giáo huấn rất phải thế con định thu hồi mệnh lệnh đã ban ra sao đương nhiên sẽ không sùng đức bệ hạ bất đắc dĩ mỉm cười lắc đầu như vậy cũng không còn cách nào có một nữ nhi bất hiếu như con cũng chỉ có vi phụ đi an ủi mẫu thân thôi lời phụ hoàng nói nhất định là có tác dụng an bình cười nịnh nọt được lắm thế cứ như vậy đi sùng đức bệ hạ đưa tay đỡ nàng dậy khi khê ước xong rồi thì liền trở về đi an binh gật đầu nó nữ nhi cũng định như vậy nhưng phụ hoàng mẫu hậu thì sao khi nào thì quay về chấm tạm thời không quay về ông vỗ vai an bình để phúc quý trở về cùng con an bình ngần ra kế đó thì liền thông suốt lùi về sau một bước chỉnh lại trang phục hành đại lễ dập đầu bái lại nữ nhi tuân chỉ lúc từ trong cung điện đi ra an bình lại liếc nhìn phụ thân lần nữa ông vẫn như cũ thông thả hí mắt tắm nắng chờ nước trong ấm sôi thì pha trà có điều rõ ràng ở một nơi địa hình cao thế này thì vẫn phải chờ một lúc lâu ông vậy mà không chút sốt ruột dáng vẻ này so với khi ở đại lương thì có tinh thần hơn rất nhiều mấy chục năm cần mẫn xử lý chính vụ đột nhiên thoải mái như vậy nhưng ông rất nhanh đã thích ứng phúc quý theo sau ra ngoài ở bên cạnh nàng cười nói điện hạ ngài quyết định khi nào thì về an bình nhìn bầu trời một lúc xem tình hình thì thời tiết ngày mai không tệ chi bằng ngày mai đi à phúc quý chớp chớp mắt có phải là hơi nhanh rồi không tốt xấu gì cũng phải cho chúng tùy tùng chút thời gian chuẩn bị chứ quay trở về viên hỉ sớm đã đợi nửa ngày trời thấy an bình bước vào cửa thì lập tức chạy tới đưa lá thư cầm trong tay đã lâu đến trước mặt nàng điện hạ tề thiếu sư có thư gửi tới an bình nghe thế thì trái tim chợt căng thẳng nàng trước khi đi đã từng căn dặn tiêu thanh dịch hiện giờ tề tốn chi gửi thư tới liệu có phải thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi không thế nhưng đợi đến khi mở thư nàng lại không khỏi ngần ra mọi sự bình an nếu như bình an hà cớ gì lại gửi thư thoáng ngẫm nghĩ nàng liền hiểu ra ắt hẳn có chuyện nhưng đã được giải quyết ổn thỏa có điều với tính cách mọi sự đều chu toàn của tế tốn chi lại bẩm báo sự việc một cách ngắn gọn đến thế thì quả thật là có hơi kỳ lạ nàng nhịn không được lại đem thư xem một lần nữa chợt nhìn thấy một góc bên dưới bị gấp lại mở ra xem thế nhưng lại là một hàng chữ với nét bút tiêu sái chữ mặc dù nhỏ nhưng vẫn toát lên nét mạnh mẽ khẳng khái an bình chỉ liếc một cái đã nhận ra đây là bút tích của lâm giật đợi xem xong nội dung thì sắc mặt dần dần trở nên lạnh lẽo về chuyện thanh hải quốc bỏ đi hàng rào ngăn cách thì khế ước đương nhiên âm thầm được ký kết mặc dù là mẹ con nhưng đông đức bệ hạ vẫn không hề thủ hạ lưu tình dù sao cơ nghiệp tổ tiên có thể bị mất đi trong tay nàng nhu cầu lợi ích vì thanh hải vẫn là cần thiết một vài điểm an bình đương nhiên cũng không khỏi cò kè mặc cả nhưng đại đa số đều thông qua cuối cùng lúc ký khế ước kỳ thực còn nhượng bộ rất nhiều chẳng qua có thể thuận lợi hòa bình giải quyết như vậy cái gì cũng đáng giá về phần chọn vương phu bởi vì Tây Nhung tham dự nên cứ tự nhiên bị rời lại về sau. Đông Đức Trác Y cùng đại thần nội các đương nhiên không vui, nhưng An Bình mặt dày nói cái gì mà có thể dẫn người họ đã tuyển chọn về lương đồ. Nhưng lại cười đến cực kỳ gian ác, đại để có ý tứ hàm xúc đưa dê vào miệng cọp lại còn không nhả xương, khiến một nhóm đại thần liền rút lui. Quên đi quên đi, tới lúc đó hãng nói, dù sao ngài cũng không nhất định có thể ngồi lên bảo tọa hoàng đế lương quốc mà. Ừ, ngày khởi hành ấn định là một tháng sau khi ký kết khế ước, dân chúng không biết nội tình nhiệt tình mà bịn dịn đưa tiễn xa giá của tân nữ vương rời khỏi đô thành một tháng này an bình vẫn luôn bận rộn bất luận là quốc sự hay cái gọi là hôn sự cho nên mãi đến bây giờ lưu tự mới xem như tìm được cơ hội đơn độc cùng an bình nói chuyện tốc độ xe ngựa không nhanh hắn cưỡi ngựa đến sát bên cửa sổ hướng bên trong gọi một tiếng điện hạ bên trong xe không có người trả lời lưu tự thấy có chút kỳ lạ đành phải lại đề cao giọng gọi lần nữa điện hạ lần này cũng thế không trả lời hắn nhíu mày Kỳ quái, sao có thể như vậy? Đánh ngựa lên đằng trước xe, nhưng thấy Song Cửu trước nay vẫn tận trung canh giữ đang ngồi bên ngoài, bộ dạng không giống như có chuyện gì xảy ra, nhưng lưu tự vẫn như cũ không an tâm, dứt khoát lớn tiếng lệnh cho xe ngựa dừng lại, quay người xuống ngựa, ở phía trước xe ôm quyền hành lễ nói, không biết Điện Hạ liệu có phải thân thể không khỏe, vi thần quả thực lo lắng, hy vọng Điện Hạ thứ tội, vi thần muốn vào trong xem thử. Nói rồi người thật sự leo lên xe, vừa đẩy rèm xe thì liền thần ra. Viên Hỉ mặc nữ trang hoa mỹ, đoan đoan trang trang ngồi đấy, mặt như đưa đám nhìn hắn, "Thiếu phó đại nhân, ngài thật sự khiến nô tài khó xử mà. Điện, điện hạ đâu? Về nước rồi? Cái gì? Chuyện lúc nào?" Viên Hỉ chớp chớp mắt, cẩn thận ngẫm nghĩ, "Sau khi ký xong khế ước hai ngày ấy, cùng với Phúc Quý công công trở về, để xem xem. Hiện giờ đại khái cũng sắp về tới kinh thành rồi á?" Hai, điện hạ nói không cho thiếu phó đại nhân biết là để che giấu tai mắt, cho nên ngay cả Song Cửu cũng không dẫn theo viên hỉ nói tới đây thì đích thực rất thỏ thẻ người bên ngoài cơ hồ không biết bên trong xe ngựa xảy ra chuyện gì lưu tự quay đầu liếc xong cửu một cái phát hiện nét mặt hắn cũng kinh ngạc xem ra an bình điện hạ sớm đã chuẩn bị muốn đi trước thời hạn rồi sợ chúng quý tộc trong thanh hải quốc truy cùng đuổi tận a hắn hạ màn nhảy xuống xe lên ngựa ngập ngừng trong chốc lát thì bất đắc dĩ phất tay một cái tiếp tục đi thôi bên ngoài đô thành đại lương một đoàn người giả dạng thương lữ chậm rãi thong thả vào thành tựa như rất nhàn nhã thế nhưng tùy tùng ai nấy đều kỳ cương có trật tự nét mặt nghiêm nghị rất giống quân nhân bên trong xe ngựa có hai người một nam tử trung niên người mặc cẩm bào màu lam mặt trắng bóc nét mặt kính cẩn trái lại tiểu bối bên cạnh mặc chiếc áo trắng rộng thùng thình mắt sáng như nước thần thái thong dong sau khi xe ngựa vào tới phố chợ thì nam tử trung niên nhấc rèm liếc nhìn bên ngoài một cái thấp giọng nói với người bên cạnh công tử không phải lão nô chẹp không phải không phải lão phu nói chứ Ngài nhìn bên ngoài thử coi mấy người kia nào có chút bộ dạng của tùy tùng chứ? Ngươi không phải cũng thế, suốt đoạn đường cứ lo lắng mãi, có lẽ dáng vẻ như vậy càng khiến người ta trái lại cảm thấy đáng nghi ấy. A, à, chuyện này, lão, lão phu cũng chỉ là lo lắng cho an toàn của công tử mà thôi. Nếu đã vào thành thì không bao lâu sẽ có người tới tiếp ứng, thế nên an tâm rồi chứ? A, à, thế thì tốt, thế thì tốt. Qua một lúc lâu, âm thanh náo nhiệt bên ngoài dần dần trở nên yên tĩnh, Sa phu thấp giọng nói, công tử đến cửa cung rồi vừa dứt lời thì rất nhanh đã chuyển tới tiếng vó ngựa đến khi tới gần mới chậm lại tách thành hai bên để xe ngựa tiếp tục đi về phía trước coi như tới rồi điện hạ nô tài có thể không cần cải trang nữa rồi chứ an bình liếc nhìn phúc quý bên cạnh cười gật đầu đoạn đường này ngươi cực khổ rồi phúc quý vội nói không dám cẩn thận sờ sờ đồ vật dán sát trong ngực lại vén màn nhìn ra bên ngoài thoáng kinh hãi điện hạ cửa cung có rất nhiều đại thần đến liên tiếp ngày đó hai viết thư cho thủ phụ đại nhân đúng là thất sách mà ông ấy đúng thật là cái gì cũng làm chu toàn quá an bình buồn cười lắc đầu xe ngựa đã chậm rãi dừng lại cung minh điện hạ hồi cung bên ngoài xe ngựa vang lên tiếng hành lễ phúc quý xuống xe trước rồi lại khom người dìu an bình bước ra thấy bên ngoài có gió còn không quên cẩn thận khép áo choàng lại cho nàng chúng đại thần đa số đều cúi đầu cho nên chỉ một vài người thấy điện hạ của họ trang phục nam nhi áo trắng nhẹ nhàng tâm tư đương nhiên không khỏi cho rằng nàng là dạng ham chơi an bình đi về phía mọi người vừa đi vừa quan sát cơ hồ các đại thần đều có mặt cũng không khác cho lắm với khi đưa tiễn nàng đi chỉ thiếu một người nàng dừng bước nhíu mày lẽ nào đã lâu như vậy còn chưa khỏi ánh mắt quét qua một vòng rơi trên người lâm giật người kia nhận thấy ánh mắt của nàng cũng chỉ mỉm cười bất đắc dĩ rõ ràng đang nói đừng hỏi ta ta cái gì cũng không biết an bình thu lại tầm mắt cao giọng nói chư vị đứng dậy đi ắt hẳn chuyện bổn cung đăng cơ vị trí nữ vương thanh hải quốc các vị đều đã nghe rồi bổn cung tạm thời không nói lời thừa ngày mai sáng sớm nghị sự hiện giờ các vị có thể trở về mặc dù đại sự triều chính tồn động không ít việc cần nàng định đoạt nhưng chúng thần cũng thông cảm nàng đường xá mệt nhọc nghe thế thì đồng loạt hô dạ sau khi cung kính tiễn an bình hồi cung thì lần lượt rời đi lâm giật không chút gấp gáp chỉ nhìn theo bóng lưng nàng sơ cằm nét mặt thâm trầm thấp giọng nói điện hạ vì sao không hỏi thử ta chuyện trong thư nhỉ Thế nói rõ là nội dung ngươi viết nhất định chẳng quan trọng gì, điện hạ ngay cả hỏi cũng lười hỏi. Lâm giật sừng sốt, quay qua nhìn, đứng bên cạnh chính là thẩm thanh tuệ vẫn không rời đi. Thấy hắn nhìn mình, nàng có hơi mất tự nhiên mím mím môi, quay người bước đi. Hề, thẩm đại nhân vội đi như vậy định làm gì? Lâm giật hí ha hí hửng bám theo, ngươi theo ta làm gì? Thẩm thanh tuệ không vui quay qua chừng hắn một cái, bước chân càng lúc càng nhanh. Lâm giật bám sát không tha, hai, thẩm đại nhân đối với hạ quan hờ hững lạnh nhạt lâu như vậy khó khăn lắm mới lộ ra nét mặt tươi cười với hạ quan hạ quan cảm kích a à, a à, ta khi nào thì cười với ngươi đúng rồi cho nên nàng đừng chạy nhanh như vậy nữa cười đi rồi đi nhà thẩm thanh tuệ tức giận tiếp tục gia tăng tốc độ người sau lưng vẫn như cũ hớn hở bám theo ngày xuân tươi đẹp mới vừa vào cửa cung không bao lâu thì đã ngửi thấy hương hoa thoang thoảng an bình chậm rãi thả bước nhớ tới năm ngoái cơ hồ cũng là lúc này nàng cưỡi tật phong đi tham dự yến hội ngày xuân ở phủ triệu vương hiện giờ chỉ mới một năm ngắn ngủi mỗi một người đều đã có những biến chuyển rõ rệt đương nhiên chỉ có người đó là không hề thay đổi nàng khép vạt áo cất bước đi vào ngự hoa viên suy nghĩ vẫn là tranh thủ thời gian tới tề phủ thăm một chút mới được thế nhưng ý định này vừa nảy sinh thì nàng liền dừng bước cách đó vài trượng bên dưới cây tùng bách xanh biếc một người ngồi trên xe lăn quay lưng về phía nàng dường như đang thưởng thức phong cảnh xung quanh nghe thấy tiếng bước chân hắn quay đầu nhìn tia ngạc nhiên trong mắt lóe qua rồi biến mất kế đó khẽ cười chắp tay cung nghênh điện hạ hồi cung an bình cong môi cười lạnh ngươi trốn ở đây cung nghênh bổn cung chuyện này đừng trách vi thần vi thần đích thực muốn đích thân mười dặm nghênh đón tiếc là lâm tiên sinh nói gió lớn kiên quyết bắt vi thần ở trong cung ồ nói vậy trái lại bổn cung không hợp tình hợp lý rồi tề tốn chi khép mắt điện hạ cũng không cần ái náy vi thần quen rồi an bình mỉm cười cũng không bác lại cất bước về phía trước đến gần mới phát hiện hắn gầy đi rất nhiều, cằm cũng nhọn hơn không ít, sắc mặt lại càng tái nhợt, khiến đôi mắt kia được phụ trợ, càng trở nên đen bóng. Gầy đi rất nhiều, đúng vậy, diện hạ không ở trong kinh, vi thần nhất thời đắc ý vinh váo, đêm đêm sinh ca, tự nhiên cả người cũng tiểu tụy. Hắn nặng nề thở dài một tiếng, yêu thương nhìn xa xa, điện hạ ngài về sớm quá, vi thần quả thật lưu luyến cuộc sống như vậy mà, đêm đêm sinh ca, chật chật. An Bình lắc đầu cảm khái, nghĩ không ra đường đường là thiếu sư mà cuộc sống lại tệ hại như vậy a à. tề tốn chi nghe thế lập tức che cổ áo điện hạ đừng hiểu lầm vi thần thế nhưng vẫn trong sạch đó truyền ra ngoài ảnh hưởng danh tiếng không tốt đâu an bình trên trên dưới dưới đánh giá hắn một phen cố ý xoa cảm cười gian ai biết chứ tề tốn chi quay đi căn cứ theo tình hình trước giờ khẩu chiến giữa hai người họ có thể sẽ phát triển theo chiều hướng không mấy văn nhã cho nên hắn quyết định ngậm miệng nếu đã gặp rồi thì cùng đánh ván cờ đi An Bình tự mình đẩy hắn đi về phía Đông cung, Tề Tốn Chi vừa định ngăn cản thì thấy nàng lại dừng bước. Cởi áo choàng khoác lên người hắn, mặc ít thế này cũng chả có gì để nhìn đâu, còn không bằng quấn kín mít một chút. Tề Tốn Chi ngẩn ra, đưa tay vuốt áo choàng trên vai, cười nhạt, đây là lần thứ hai điện hạ khoác áo choàng cho vi thần. Hắn quay đầu liếc nhìn ngón tay thon dài của An Bình đang gác trên xe lăn, điện hạ biết gì rồi? Ừm, biết ngươi đêm đêm sinh ca, tha hồ tử sắc nhưng lại vướng phải cảnh cáo ngày trước của bổn cung còn muốn thành thành thực thực bẩm báo rõ sự việc với bổn cung đáng tiếc đã mệt mỏi đến độ sức lực cầm bút cũng không có vì thế đành phải ở trong thư nhẹ nhàng bay bổng viết bốn chữ mọi sự bình an an bình bất đắc dĩ thở dài bỏ đi bổn cung tốt bụng lắm lần này không thèm truy cứu nhất định là lâm giật tiết lộ rồi tề tốn chi bật cười thành tiếng vậy thì đa tạ điện hạ rồi vi thần sau này nhất định sẽ tận lực sửa chữa an bình thâm trầm gật đầu rất tốt được rồi vẫn còn chưa chúc mừng điện hạ kế nhiệm vị trí nữ vương Thanh hải quốc nói tới chuyện này còn có một chuyện ngươi cần phải chúc mừng bổn cung an bình cười dí dỏm không chỉ có mẫu hậu dự định để biểu đệ của bổn cung làm vương phu ngay cả tây nhung vương kim giác cũng cầu thân với bổn cung a à, vậy cũng thật là đáng vui đáng mừng tề tốn chi không chút ngạc nhiên xoa xoa tay miễn là mỹ mạo điện hạ hẳn là đều không bỏ qua có điều ngài cần phải tính toán cho tốt rốt cuộc muốn lập ai làm chính thất ai làm thiếp thất nha ừm bổn cung đang định thời gian này suy nghĩ cho kỹ một chút thiếu sư không ngại cũng cho chút chủ ý đi an bình vừa đi vừa cười biết hắn sẽ không nói được lời hay ho gì quả nhiên đúng như dự đoán mà màn đêm buông xuống nhà nhà đóng cửa quản gia thục vương phủ đang định đóng cửa thì bị một đôi tay chặn lại hắn đẩy cửa ra trông thấy triệu vương tiêu linh đang đứng bên cửa ý cười chan hòa thục vương ngủ rồi bổn vương tìm hắn có chút chuyện quan trọng quản gia vội vàng dẫn hắn vào vương gia vẫn chưa ngủ triệu vương điện hạ xin mời theo lão nô tiêu linh theo hắn đi thẳng tới viện tử tiêu tĩnh cư ngụ bên trong quả nhiên vẫn còn sáng đèn hắn cho quản gia lui đi tự mình vào trong đi thẳng đến phòng ngủ chính vừa đẩy cửa ra đã thấy tiêu tĩnh người mặc thường phục ngồi bên bàn yên lặng lau chùi trường kiếm yêu quý thục vương đang làm gì đấy tiêu tĩnh ngước mắt nhìn hắn ngừng động tác mỉm cười không có gì làm chiều cố bằng hữu lâu năm chút thôi triệu vương đêm khuya sao lại tới đây hai bổn vương cũng không phải vì ngươi hà tiêu linh oán trách liếc hắn một cái chạy tới bên cạnh hắn ngồi xuống thấp giọng nói an bình trở về rồi ngươi định làm thế nào có thể làm sao vụ náo động lần trước ở cổng thành chỉ sợ vẫn phải nhận tội thôi không sai con bé bây giờ vậy mà còn lấy thân phận nữ vương trở về lại cướp trở về phần lớn binh mã trước đó còn dẫn theo phúc quý bên cạnh bệ hạ tiêu linh nhìn trái nhìn phải ghé sát bên tai hắn nhỏ giọng nghe nói phúc quý hãy còn mang theo vật quan trọng gì đó nếu đoán không nhầm e rằng chính là tiêu tĩnh đột nhiên buồn cười tin tức của Triệu Vương quả thật nhanh nhạy, là ngươi không quan tâm mới đúng, Bổn Vương vẫn là câu nói đó, chỉ cần Thục Vương nói một câu, Bổn Vương nhất định sẽ ủng hộ ngươi tới cùng. Nói rồi hắn lại thấp giọng bổ sung thêm một câu, Tiêu đại nhân cũng đặc biệt phái người đi thông báo nhiếp chính vương rồi. Khoan nói nhiếp chính hoàng thúc có để tâm việc này hay không? Tiêu Tĩnh bưng chung trà lên hớp một ngụm, cười nói, Triệu Vương lại dự định ủng hộ Bổn Vương như thế nào? Bổn Vương nói rồi, chỉ cần Thục Vương ngươi nói một câu. Tiêu Linh đưa tay chậm rãi đón lấy trường kiếm của hắn con ngươi tiêu tĩnh khẽ đảo hiểu ý gật đầu một cái bổn vương hiểu rồi nhưng ngươi cũng biết đó chuyện lần trước vừa mới xảy ra không bao lâu bổn vương cho dù muốn điều động binh sĩ cũng không có khả năng đâu tiêu linh lại trở về nét mặt vui vẻ trước nay chỉ cần có thể kéo dài thời gian một tháng bổn vương sẽ có biện pháp đừng quên ít nhất ngoài thành còn có năm ngàn binh mã của bổn vương đó được tiêu tĩnh quyết đoán gật đầu dù sao phần lớn còn chưa trở về lương đô sao còn phải đợi khoảng một tháng Mặc dù nói vậy, trên thực tế Lưu Tự và Song Cửu trở lại Lương Đô so với dự tính còn sớm hơn vài ngày. Đường về là lộ tuyến do Song Cửu chỉ, mặc dù lúc đi cũng là đường tắt, nhưng rất nhiều đường tắt lần này Lưu Tự thậm chí còn chưa bao giờ nghe qua, trong lòng không khỏi nhìn Song Cửu bằng cặp mắt khác. Một thị vệ như hắn thế nhưng lại biết nhiều đến thế. Có điều bọn họ gấp rút lên đường không ngày không đêm như thế, đích thực là khổ chết thái giám viên hỉ yếu ớt mà. An Bình khoảng thời gian này quả thật vô cùng bận rộn, khoan nói tới sự vụ tồn động trong chiều còn liên tục mấy đêm triệu kiến mấy vị trọng thần như thủ phụ thương nghị sự vụ quan trọng, có mấy lần thậm chí bàn bạc đến khi trời sáng. Sau đó, Tần Tôn và Tiêu Thanh Dịch vẫn luôn ở trong quân doanh cũng nhiều lần được triệu kiến vào cung. Cho nên Lưu Tự trở về cũng vẫn chưa được triệu kiến, kim nén một bụng mà không nói được, sầu não vô cùng. Tề Tốn Chi dạo dày cũng rất siêng năng ra vào cung, có điều so với những thần tử khác thì hắn vẫn nhàn nhã hơn rất nhiều. An Bình phê xong tấu chương cuối cùng, phát hiện trước mặt đã đặt thêm một ngọn đèn, lại nhìn về phía trước bàn tròn, quả nhiên thấy hắn đang ngồi đấy, an tĩnh hí hoáy tàn cục bàn cờ. Từ đô, có biết ngày tốt gần nhất là ngày nào không? Tề tốn chi nghe thế lập tức dừng động tác trên tay, ngước nhìn trần nhà, lại làm bộ bấm bấm ngón tay, chững chạc đường hoàng nói, ngày mai. Thật sự, hắn nhún nhún vai, chọn ngày chi bằng đụng ngày thôi. An bình liếc hắn một cái, đứng dậy đi tới cửa điện, hoàng hôn bốn phía, tới ngày mai cũng chẳng còn tới mấy canh giờ. Nói cũng phải, chọn ngay chi bằng đụng ngày ngày mai đi tề tốn chi đẩy xe lăn đến bên cạnh nàng điện hạ định làm gì ngày mai an bình nở nụ cười với hắn ngày mai nhớ ăn mặc chỉnh tề lúc tảo triều lại nói triều đình kể từ sau khi giám quốc chấp chính thì chưa từng tảo triều bây giờ đột nhiên nói muốn tảo triều phần lớn mọi người đều không ngờ tới chúng đại thần ai nấy đều thập phần khó hiểu an bình điện hạ về nước một tháng cả ngày bận rộn đến độ không thấy bóng dáng bất chợt nói muốn tảo triều lẽ nào có chuyện gì quan trọng muốn tuyên bố có người thậm chí liên tưởng đến lúc trước nàng dẫn lưu tự đi thanh hải quốc nhất thời không ngừng phỏng đoán phải chăng đã chọn được người lập làm phò mã thế nên thái phó lưu kha ù ù cạc cạc nhận được rất nhiều lời chúc mừng trời vừa tờ mờ sáng thì đã tới lúc vào cung chư vị đại nhân theo thứ tự tiến vào đại điện tiêu tĩnh và tiêu linh sóng đôi với nhau đối với chuyện ngày hôm nay đột nhiên tảo chiều trong lòng đều có chút phỏng đoán đứng nghiêm trang trong điện tiêu linh kéo tay áo tiêu tĩnh hướng hắn gật đầu một cái biểu thị mọi việc đều đã sắp xếp ổn thỏa để hắn yên tâm tề tốn chi và lưu tự đều là quan văn hai người mặc dù làm quan cũng đã gần một năm nhưng đây là lần đầu tiên nghiêm chỉnh mặc quan bảo xanh thẫm như vậy xuất hiện trong đại điện nói ra thì đại khái tề tốn chi là quan viên đầu tiên ngồi xe lăn đẩy vào đại điện a mọi người trong điện thì thảo bàn tán liền nghe một giọng nói lanh lảnh cất lên giám quốc đại nhân tới lúc ai nấy thấy rõ công công phía trên là phúc quý thì có hơi kinh ngạc à ngoại trừ tề tốn chi được ân điển thì đều đồng loạt quỳ xuống trong lòng vẫn phỏng đoán sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì miễn lễ an bình ở bên trên chậm rãi bước ra trên người là chiều phục đen huyền hiếm khi mặc mọi người trông thấy một lần nữa lại kinh ngạc đó là chiều phục thái tử nói cách khác chính là chỉ người kế vị mới có thể mặc tiêu nghĩa đức nhíu mày nhìn mấy lượt xem ra sự việc không khác mấy so với dự đoán của bọn họ quả nhiên trước đó tường trình cho nhiếp chính vương là quyết định chính xác an bình đứng phía trên nét mặt mỗi người một vẻ của mọi người bên dưới đều thu hết vào trong mắt. Nàng yên lặng đảo mắt khắp một vòng, sau đó lớn tiếng nói, hôm nay tảo chiều, chính là có chuyện muốn tuyên bố. Dứt lời liền hướng Phúc Quý đưa mắt ra hiệu. Phúc Quý khom người hành lễ, bước lên trước một bước, từ trong tay áo lấy ra một cuốn lụa màu vàng, từ từ mở ra, ở trước mặt mọi người cao giọng đọc, bệ hạ có thánh chỉ. Chúng đại thần nghe thế thì liền lập tức quỳ xuống. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, chấm bệnh chưa lành, không thể để ý đến quốc sự, lo lắng vô cùng. Như nước một ngày không thể không vua, duy chỉ có nhanh chóng truyền ngôi, tiếp tục cơ nghiệp vạn thế của đại lương. May có hoàng nữ tư duệ, nhân phẩm quý trọng, nhân hậu trung thực, rất giống với chấm, nhất định có thể kế thừa sự nghiệp, đăng cơ kế tục chấm, tức ngôi vị hoàng đế, không thử. Thánh chỉ tuyên xong, ai nấy đều nghiêm cẩn, trong điện lặng phát như tờ. Tề tốn chi vô cùng kinh ngạc, trả trách thời gian qua cứ luôn thấy an bình bận rộn, thì ra là đang sắp xếp chuyện này. Lưu Tự đứng bên cạnh hắn rõ ràng hãy còn chưa hoàn hồn, lần trước ở Thanh Hải quốc đã bị chấn kinh một lần, không ngờ vừa trở về nước không lâu lại thêm lần nước. Chuyện lần này từ khi nào đã được an bày thỏa đáng, hắn một chút cũng không biết. Quả nhiên thâm tàng bất lộ, trả trách ngay cả Sùng Đức bệ hạ cũng yên tâm nhường đế vị cho nàng. Tiêu Nghĩa Đức lặng lẽ liếc mắt về phía Tiêu Tĩnh, Tiêu Linh, đầu mày vẫn luôn nhíu lại vẫn chưa giãn ra, quả nhiên là bị bọn họ đoán chúng rồi. Điện hạ chậm đã, lão đứng dậy, chắp tay nói, lão thần cả gan hỏi một câu vì sao chuyện trọng đại như vậy nhưng bệ hạ lại không về nước đích thân tuyên bố an bình chỉ liếc ông một cái không nói gì phúc quý nhìn nhìn an bình tiếp lời nói bệ hạ có chỉ sau khi tuyên chỉ xong để thủ phụ thái phó và ngự sử đại nhân ba vị trọng thần kiểm tra thánh chỉ thật hay giả tiêu nghĩa đức sửng sốt thấy thủ phụ chu hiền đạt đã cùng lưu kha bước ra khỏi hàng lão cũng đành phải theo đó đi lên phúc quý hạ thánh chỉ xuống giao tận tay chu hiền đạt sau khi ông cẩn thận xem qua đưa cho lưu kha lưu kha gật đầu nói đích thực là bút tích của bệ hạ ông là thầy của thiên tử đương nhiên là người quen thuộc nhất bút tích của bệ hạ mọi người nghe thế thì đa số đều đã tin tưởng thánh chỉ bình thường đều do người khác thảo ra bệ hạ thế nhưng lại tự mình viết có thể thấy ngài cực kỳ thận trọng tiêu nghĩa đức tâm tình phức tạp tiếp nhận thánh chỉ từ con chữ đầu tiên cho đến lạc ấn cuối cùng đều nhìn rõ mồn một tuyệt không thể ngụy tạo ba vị đại nhân kiểm định thế nào rồi an bình đứng phía trên nét mặt bình thản chu hiền đạt chắp tay hồi bẩm điện hạ đích thực là bệ hạ tự tay viết đã thế không có dị nghị gì chứ e rằng sẽ không thuận lợi như vậy đâu nhỉ âm thanh chợt vang lên khiến tất cả mọi người đều sửng sốt nhưng thấy thục vương bước nhanh ra khỏi hàng cười lạnh đứng giữa điện đại lương chưa bao giờ có tiền lệ cho nữ tử đăng cơ bệ hạ làm vậy chỉ sợ vô cùng bất công tiêu linh thấy thế thì cũng bước ra khỏi hàng phụ họa nếu đã như vậy nhân tiện nhắn dùng ý kiến của ta luôn vừa hay để bệ hạ biết được nơi lòng dân hướng về cho dù là đại thần không có khả năng quan sát thì cũng nhìn ra bầu không khí trong điện hiện tại có chút không ổn trong số họ đương nhiên sẽ không ít người phản đối nữ tử đăng cơ nhưng thủ phụ và thái phó đã nói không có vấn đề lại thêm thánh chỉ ai dám lỗ mãng chứ thật sự đã quên trong hoàng thất cũng có người phản đối an bình nhìn phía trước bước lên hai bước cười với hai người đã vậy nhị vị hoàng thúc muốn nhắn nhủ đến phụ hoàng thế nào tiêu tĩnh lạnh lùng liếc nàng phất tay một cái người đâu ngoài điện chợt vang lên tiếng bước chân nhịp đều rầm rập lập tức có hai tướng lĩnh trẻ tuổi người mặc khôi giáp eo mang kiếm sắc nhanh chóng chạy vào bên trong điện chúng đại thần hoang mang vô cùng nét mặt tiêu tĩnh lộ vẻ đắc ý nhưng trong lúc mọi người tay chân còn đang luống cuống thì hai tướng lĩnh đó đã quỳ một chân xuống hành lễ với an bình đứng bên trên mà tướng tham kiến điện hạ tiêu tĩnh và tiêu linh đều đồng thời chết chân tiêu lão cẩn thận quan sát hai người vài lần suýt nữa thì la hoảng lên Người đang quỳ bên trái kia không phải chính là con trai bảo bối Tiêu Thanh Dịch của lão à? An Bình nhấc tay, miễn lễ, Tần Tôn, Tiêu Thanh Dịch, vì sao lại tự ý vào điện? Tần Tôn cung tay làm lễ, hồi bẩm điện hạ, ngoài thành có binh mã muốn xông vào thành, mà tướng đã lệnh cho hạ cổng thành, vì bảo vệ sự an toàn của hoàng thành, đặc biệt thống lĩnh binh sĩ tới, bảo vệ triều đình. À, thì ra là vậy. An Bình cong môi nhìn Tiêu Tĩnh, đừng vì chút chuyện nhỏ này mà chậm trễ chủ đề vừa rồi hoàng thúc nói muốn nhắn nhủ cho phụ hoàng biết thế nào bổn cung không nghe rõ lắm sắc mặt tiêu tĩnh xanh mét tiêu linh bên cạnh mặt cũng trắng bệch yếu ớt khiến người ta không nỡ nhìn điện hạ tiêu nghĩa đức thấy tình hình gần như đã đi đến bước đường không cách nào dàn xếp cuối cùng sử dụng đòn sát thủ chuyện này can hệ trọng đại lão thần cảm thấy nên thử xin ý kiến của nhiếp chính vương an bình nghe vậy thì cười lạnh tiêu đại nhân không phải đã bẩm báo rồi đó ư ừ. tiêu nghĩa đức kinh hãi đến độ lùi về sau một bước Tiêu Thanh Dịch ở cạnh thấy thế không đành lòng, gần như định bước lên, nhưng bị ánh mắt trấn an của An Bình ngăn lại. Bầu không khí trong điện đã đến thời khắc như chỉ mảnh treo chuông, lưu tự theo bản năng siết chặt vạt áo. Nhìn thiếu nữ đứng bên trên, cũng không biết nàng cuối cùng liệu có thể thuận lợi ứng phó tới phút cuối hay không. Quay đầu đưa mắt nhìn Tề Tốn Chi, phát hiện hắn cũng đang chăm chú nhìn An Bình, đầu mày khẽ nhíu, lần đầu tiên để lộ vẻ lo lắng rõ rệt như vậy. Nhất Chính Vương Thế Tử tới ngoài điện chờ truyền tới tiếng sướng danh, Chư vị đại nhân vô cùng kinh ngạc, đồng loạt quay đầu hướng về phía Tư Nghĩa Đức, trong lòng cảm thán, thì ra lão sớm đã mời viện binh rồi. Thực ra bản thân Tư Nghĩa Đức cũng cực kỳ ngạc nhiên, dù thế nào cũng không ngờ Nhiếp Chính Vương thế tử lại tự mình đến. Tiêu Tĩnh cũng vô cùng sửng sốt, trái lại sắc mặt của Tiêu Linh thì dịu đi không ít, Nhiếp Chính Vương đối với Tiêu Tĩnh vậy mà khá tốt, dù nhìn thế nào thì đều có lợi cho hắn đúng không. Ngoài điện rất nhanh đã có người mau chóng đi vào, chư phục đen huyền, kim quan buộc tóc, khí thế nghiêm nghị, khiến rất nhiều lão thần thoáng chốc còn tưởng mình trông thấy vị nhiếp chính vương một tay che trời năm đó tiêu chữ chân không dừng bước đi thẳng đến bậc thang rồi ngừng lại từ trong tay áo lấy ra một quyển sổ con nhẹ nhàng gõ gõ trong lòng bàn tay phụ vương từ lâu đã không quan tâm đến triều chính thế nhưng vẫn luôn nhận được sự nhớ nhung của chư vị đại nhân đành phải nhúng tay một phen an bình nghiêm mặt nhìn hắn mở quyển sổ trong tay tiêu chữ thế nhưng chỉ lướt qua đại khái một lượt rồi liền gấp lại phất phất tay nói nói ngắn gọn đi đại lương chưa bao giờ có nữ tử đăng cơ cho nên việc làm lần này của bệ hạ thực sự là kinh hãi thế tục chúng thần nhao nhao gật đầu xem ra nhiếp chính vương cũng cảm thấy không thỏa đáng có điều phụ vương cảm thấy an bình điện hạ từ khi nhận chức giám quốc thận trọng cẩn thận có dũng có mưu có thể đảm nhận việc lớn cho nên hắn ngừng lại trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người lại nhanh chóng mở sổ ra liếc một cái sau khi gấp lại thì khụ một tiếng cho nên ý của phụ vương là nếu nhất định muốn ông cho ý kiến thì chính là mọi người giỏng lỗ tai vạn phần căng thẳng nhìn vị nhất chính vương thế tử cố ý thừa nước đục thả câu kia đồng ý tiêu chữ giải quyết nhanh gọn dứt khoát an bình ở bên trên lộ ra ý cười trong điện lại một lần nữa lặng phát sự thay đổi liên tục khiến ai nấy đều không biết rốt cuộc nên phản ứng như thế nào lưu tự hãy còn ngớ ra đột nhiên cảm thấy khủy tay chữ xuống tề tốn chi ở cạnh đã nương vào cánh tay hắn cố gắng đứng dậy trong sự kinh ngạc lưu tự vội vàng đỡ tề tốn chi nhưng thấy hắn cười lắc đầu một cái sau đó xốc vạt áo từ từ quỳ xuống vi thần tham kiến bệ hạ ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế một tiếng lễ bái này giống như kình lôi nổ tung trong tai mọi người ong ong nhức nhối nháy mắt khiến họ thanh tỉnh lập tức đồng loạt quỳ xuống tung hô vạn tuế tiêu nghĩa đức nhìn trái nhìn phải nhíu mày cuối cùng vẫn là vén vạt áo quỳ xuống chỉ có tư tĩnh lạnh lùng nhìn chằm chằm an bình cuối cùng dứt khoát phất tay áo rời đi cũng không thèm bận tâm tội thất lễ tiêu linh nhìn bóng lưng hắn do dự một hồi, cũng quỳ bái. Người ở trước mắt đều quỳ trên đất, tiêu linh cũng chỉ đành phải theo đó cúi lại, trong khoảnh khắc tiếng hô vạn tuế vang vọng khắp cung điện. Ánh mắt an bình quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên người tề tốn chi. Tiếng cúi đầu lễ bái đầu tiên này, nàng nhớ rõ. Tiêu chữ phát huy phẩm chất đặc biệt tới vô ảnh đi vô tung trước giờ của mình, sự việc vừa định liền cởi chiều phục chạy lấy người, An Bình ngay cả đuổi theo cũng không kịp nhìn thấy bóng dáng hắn, chỉ biết hắn trước khi đi bày đặt ra vẻ ta đây, ở trước mặt chúng thần thập phần trịnh trọng căn dặn một câu phụ vương có câu nhất định phải chuyển tới các vị sau này ngàn vạn ngàn vạn ngàn vạn lần đừng có lại đem chuyện đại sự triều chính tới làm phiền người nữa chư vị đại nhân đưa mắt nhìn nhau mọi người tản đi an bình trở lại đông cung viết thư thông báo tình hình hiện tại cho phụ mẫu rồi ngồi bên án thư không chút động đậy từng bước từng bước đi đến ngày hôm nay nàng không cảm thấy mệt mỏi cũng không thấy vất vả chỉ là dành giang sơn dễ giữ giang sơn khó trong triều vẫn có rất nhiều đại thần không phục nàng muốn thu phục cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai hiện giờ nếu đã cật lực loại bỏ ý kiến phản đối để đăng cơ vẫn là rèn sắt lúc còn nóng mới được nàng nghĩ nghĩ lên tiếng gọi viên hỉ phân phó hắn đi thông báo cho lễ bộ chuẩn bị mọi thứ đều giản lược ba ngày sau liền đăng cơ lúc viên hỉ đáp lời thì trong lòng cũng không nhịn được nói thầm hiện giờ điện hạ làm việc thực sự vẫn rất chi hùng hổ mau lẹ lúc ở thanh hải quốc lên ngôi là vậy trở về nước lên ngôi cũng như vậy cho nên nói đi theo một chủ tử như an bình điện hạ phải có tâm lý cùng sức chịu đựng cực lớn a à. chư vị đại nhân lúc nhận được tin liền nảy sinh suy nghĩ như vậy trong đầu tiêu tĩnh cùng tiêu linh đều ở trong phủ đệ của mình không tiếp khách nữa tiêu lão gia tử cũng bị con trai tẩy não một phen an phận hơn không ít dù sao cũng không thể ầm ĩ đến mức cha con thù địch chẳng phải sao huống hồ ngoại trừ thân phận nữ tử khiến người ta không cách nào tiếp nhận những việc làm của an bình trong khoảng thời gian này tiêu lão gia tử vẫn thấy vừa mắt đúng lúc thi hội một năm một lần vừa kết thúc tài tử khắp thiên hạ tề tựu trốn kinh thành nghe được tin an bình sắp sửa đăng cơ đương nhiên không khỏi có thơ từ châm chọc nói móc nữ tử làm vua lưu truyền ra ngoài vốn dĩ lễ bộ thượng thư trương đại nhân còn cảm thấy muốn chuẩn bị kỹ càng một phen định bẩm báo an bình kéo dài thời gian cử hành điển lễ thấy tình hình như vậy cảm thấy vẫn là đăng cơ sớm ngày nào hay ngày đó tránh khiến cho xôn xao càng lúc càng lớn an bình trong ba ngày này cực kỳ an tĩnh không gặp bất kỳ người nào cũng không cùng chúng đại thần thương nghị sự vụ ngày ngày ngoại trừ xem tấu trương thì cũng chỉ ở trong đông cung đi đi lại lại trong lúc bên ngoài bởi vì nàng lên ngôi mà mưa gió gió mưa nàng thế nhưng lại vẫn như cũ vô cùng an tĩnh không giống như ngày đăng cơ ở thanh hải quốc ngày lên ngôi hôm ấy sắc trời lương đô cũng không coi là tốt mới sáng ra đã u ám càng khiến đám mọt sách mê tín tự đại cảm khái không dứt trong cung lụa đỏ phủ đất trải khắp con đường sau khi ở thái miếu tế cáo trời xanh an bình ngồi ngự liễn đi đến trước chính điện thì dừng lại bách quan dựa theo phẩm cấp xếp thành hai hàng từ ngoại điện kéo dài đến tận nội điện nàng bước xuống ngự liễn không nhìn biểu cảm của bất kỳ người nào chỉ là từng bước từng bước vững vàng bước lên đài cao ánh mắt xung quanh đều dồn hết lên người nàng mái tóc đen nhánh của an bình búi cao đội mão đăng quan trước và sau có hai mươi chuỗi ngọc rũ xuống trên người là lễ phục đế vương huyền y tựa trời hoàng thường tựa đất tay áo rộng vẽ hoa văn nhật nguyệt tinh tú váy lụa hình tôn di tảo hỏa lễ khí trên chiếc áo choàng thì ẩn hiện hoa văn hình rồng thêu chìm bằng chỉ vàng bay lượn mặt trước váy là màu đỏ chu sa đến gối trên đó vẽ long văn eo thắt giải lụa gắn thêm ngọc bội thế nhưng điểm đặc biệt nhất là bên hông nàng lại có thêm trường kiếm vào thời khắc đăng cơ trang nghiêm thế này nàng hoa y phết đất một đường vững vàng bước lên vị trí cao nhất ấy thế nhưng còn giữ một thanh kiếm suốt đoạn đường đi vào nội điện chúng đại thần đều nhất loạt cúi đầu cục mắt nhưng vẫn như cũ có người nhịn không được len lén quan sát biểu cảm của vị nữ đế đầu tiên của đại lương này. Trên thực tế nàng chẳng có bất kỳ biểu cảm nào, Ngọc Châu rũ xuống trước mặt chắn đi ánh mắt nàng, càng khiến người khác cảm thấy cao thâm khó dò. Mãi đến khi bước lên bậc thềm, nàng xoay người đối diện với mọi người, từ từ ngồi lên long ỷ như một dạng tuyên cáo, tất cả mọi việc đều đã định. Chúng thần nhất tề quỳ xuống, đồng loạt tung hô, mô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, bình thân. Như thể thời khắc này sớm đã được định sẵn, giọng nói nàng vô bi vô hỉ bình thản không chút gợn sóng như lại mơ hồ toát lên khí thế khó mà xem thường lưu tự ngẩng đầu nhìn nàng chợt phát hiện khoảng cách giữa đôi bên lại thêm một khoảng lớn nhưng tự đáy lòng vẫn vui mừng thay cho nàng nhân lúc này hắn đảo mắt một vòng trong lòng thấy kỳ lạ sao không thấy tử đô huynh trên đài quan sát trong cung một người từng bước từng bước đi lên chóp đài lúc nhìn thấy bóng người ngồi trên long ỉ thì bật cười làm hạ nhân của tề phủ quả thật cực khổ đài quan sát cao như vậy vậy mà vẫn phải từng bước từng bước cõng tề đại công tử đi lên tề tốn chi quay đầu liếc người đó một cái cười đáp tiên sinh nói không sai cho nên không phải người thân thể cường tráng thì thực sự sẽ không vào được cửa lớn tề phủ ha ha lâm giật cười lớn bước tới đứng bên cạnh hắn đưa mắt nhìn về tiền điện xa xa bên dưới đang cử hành đại điển hôm ấy ngươi là người đầu tiên thừa nhận bệ hạ vì sao hôm nay lại không dự lễ tề tốn chi nhìn theo ánh mắt của hắn lắc đầu thở dài không quen mà thôi lâm giật nhìn hắn xoa cằm nói tại hạ chợt nhớ trước đây trong dân gian từng nghe một câu chuyện người nuôi chim nọ nuôi một con sơn ca dốc lòng chăm sóc đến lúc lớn thì phát hiện đó là một con diều hâu sớm đã không có cách nào điều khiển chẳng lẽ tâm tình ngươi hiện giờ cũng giống người nuôi chim này đương nhiên không phải tề tốn chi nháy mắt bật cười lắc đầu ta không phải người nuôi chim bệ hạ càng không phải là diều hâu hắn ngước đầu nhìn về phía chân trời mân đen tầng tầng lớp lớp phảng phất như ẩn chứa sức mạnh nghiền nát tất cả bệ hạ là côn bằng bay lượn tứ hải côn bằng có cánh che cả thiên hạ. Có điều nói đi cũng phải nói lại, An Bình trước đây thật sự cũng giống một con chim sơn ca. Mặc dù sớm đã quen với hành vi cử chỉ của An Bình, nhưng đến một ngày quan trọng như vậy, Tề Tốn Chi vẫn nhịn không khỏi nhớ lại quá khứ. Hắn từng nghĩ không dưới một lần, nếu như An Bình tuân theo quỹ đạo những năm thơ ấu mà trưởng thành, nàng hẳn là sớm đã trở thành một hoàng chữ được người người yêu thương. Lùi một vạn bước mà nói, cũng sẽ trở thành một vị công chúa trốn thâm cung nề nếp, cực kỳ quy củ. Tóm lại, tuyệt đối không phải hình tượng phong lưu cợt nhà, bị chúng đại thần chất vấn sau này đại khái là đã thay đổi từ lúc nào ước chừng là vào năm thứ ba lúc hắn nhập cung đọc sách cùng nàng năm đó an bình bị người ta hạ độc suýt nữa thì không cứu được hắn thậm chí đến bây giờ vẫn còn nhớ như in tình cảnh lúc đó hoàng đế hoàng hậu mấy đêm liên tục không hề chợp mắt sau đó thì gặp phải chuyện ngoài ý muốn nàng suýt ngã từ trên lưng tật phong xuống nếu không phải hắn xả thân cứu giúp hậu quả không cách nào lường được thế nhưng rất nhiều người kể cả sùng đức bệ hạ đều biết đó cũng không phải là ngoài ý muốn trải qua sự việc lần ấy an bình trở nên tinh quái hơn rất nhiều cũng không còn dáng vẻ an phận thủ thường trước đây nữa cách biệt mấy năm gặp lại tề tốn chi bất ngờ phát hiện nàng sớm đã trở thành an bình điện hạ vô cùng bướng bỉnh khiến người ta đau đầu đến sợ mất mật khi nghe thấy những âm mưu quỷ kế những sóng ngầm dữ dội kia không phải không tồn tại chỉ là đều bị giấu sau nụ cười ngả ngớn của nàng hôm ấy hắn sở dĩ là người đầu tiên trên đại điện thừa nhận nàng càng nhiều hơn chính là thừa nhận những gian khổ mà nàng đã đi từng bước đến lúc này sung đức bệ hạ cũng như vậy nếu không cũng sẽ không an tâm để nàng một mình trở lại đăng cơ tất cả mọi người đều chỉ nhìn thấy sự phong lưu ngày thường cùng huy hoàng ngày hôm nay của nàng lại có mấy người biết nàng đã bỏ bao nhiêu nỗ lực mà đăng cơ đế vị tương lai vẫn còn rất nhiều gian khổ đang chờ nàng ngươi nói thử xem bệ hạ vì sao lại mang bội kiếm trong đại điển đăng cơ nghi thức đăng cơ lương chiều vốn chưa từng có tiền lệ cho nên lâm giật tò mò cũng không có gì kỳ lạ. Mà hắn lên tiếng, đương nhiên cũng kéo tâm trí tề tốn chi trở về. Người kia suy nghĩ một lúc, trầm ngâm nói, có lẽ là một kiểu thị uy, hiện giờ Tây Nhung vẫn đang uy hiếp, điện hạ lại là vua của hai nước, vũ lực đe dọa thiên hạ cũng là điều đương nhiên. Lâm giật nghe thế thì nhíu mày nói, nếu đã như vậy, vì sao bệ hạ lại không suy nghĩ đến lời cầu thân của Tây Nhung chứ? Tề tốn chi sửng sốt, hôm ấy nghe ngữ khí của An Bình, rõ ràng chỉ xem như chuyện cười mà nói, lẽ nào nàng nghiêm túc tâm tình của sứ thần tây nhung sau khi đến lương đô chỉ có thể dùng hai từ để hình dung chấn động vị nữ vương bệ hạ kia hiện giờ thế nhưng đã trở thành hoàng đế đế quốc vậy chuyện cầu thân kia nên làm thế nào bây giờ nhị vị sứ thần thập phần lo lắng cơ hội chỉ ở trong dịch quán nghỉ ngơi một đêm liền muốn cầu kiến an bình nhưng an bình cũng không lập tức tiếp kiến bọn họ chỉ kêu người truyền lời nói bản thân dạo gần đây quốc sự bận rộn sau này lại nói xin nhị vị sứ thần an tâm ở lương đô làm khách kỳ thực nàng cũng không thật sự bận bịu thậm chí còn có thời gian quan tâm đến trung thân đại sự của lâm giật sau buổi tảo chiều thẩm thanh tuệ đang định xuất cung thì được viên hỉ mời đến ngự thư phòng mặc dù đã xưng đế nhưng an bình vẫn không mặc long bào dày nặng vẫn một bộ thường phục màu trắng như cũ ngồi sau án thư xem tấu trương thấy thẩm thanh tuệ từ cửa đi vào nàng lập tức phất tay thẩm ái khanh miễn lễ đi hôm nay triệu khanh tới chỉ là bàn chút chuyện riêng thẩm thanh tuệ khó hiểu nhìn nàng dám hỏi bệ hạ là chuyện riêng gì vậy Ừm, An Bình gấp tấu trương, cười nói, chính là liên quan đến chuyện của Khanh và Lâm tiên sinh ấy mà. Nhìn bộ dạng ngượng ngùng không nói của nàng, An Bình càng cảm thấy buồn cười, Lâm tiên sinh trước kia ngao du tứ hải. Tới bây giờ mới gặp được người vừa ý, luận nhân phẩm tướng mạo, mọi thứ đều không tồi, thẩm ái Khanh vì sao không chịu cho hắn một cơ hội chứ. Bệ hạ nặng lời rồi, thẩm thanh tuệ ấp úng, chính vì y cái gì cũng tốt, nên vi thần mới không thể đồng ý, vì sao? thẩm thanh tuệ thở dài khoa nói vi thần tướng mạo tầm thường tài thô học thiển chỉ tuổi tác thôi cũng đã lớn hơn y vài tuổi thực sự không hợp an bình cười lắc đầu trẫm còn tưởng khanh gai mắt hắn chứ khanh đừng tự coi nhẹ mình hú chi lâm tiên sinh nếu như để ý mấy điểm này thì từ sớm đã không nhìn chúng khanh rồi nhưng mà thẩm thanh tuệ muốn nói lại thôi ấp a à, ấp úng hết nửa ngày mới tiếp lời tuổi tác hiện giờ của vi thần vốn không cách nào kéo dài hương hỏa cho nên không thể làm lỡ y nữ tử làm quan có rất nhiều khổ cực cũng gặp phải rất nhiều khinh khi cho nên ngày hôm đó từ lúc bước vào quan trường nàng đã có dự tính xấu nhất có cho tất có nhận hiện giờ có thể cống hiến sức lực của mình vì quốc gia cuộc đời này thế là đủ những việc khác lý nào còn dám mơ tưởng xa xôi an bình yên lặng nhìn nàng nở nụ cười thản nhiên đều là nữ tử nàng đương nhiên hiểu được những vất vả gian nan mà nàng ấy đã từng bước từng bước trải qua cho nên mới càng hy vọng có thể có người vì nàng ấy mà che gió chắn mưa nàng đứng dậy đi đến bên cạnh thẩm thanh tuệ cười nói nếu là vì nguyên nhân này khanh càng không cần lo lắng nếu không có con nối dõi thì có thể nhận con nuôi lâm tiên sinh nếu như bận tâm con thân sinh và huyết thống thì hiện giờ thân đã không ở quan trường rồi thẩm thanh tuệ ấp úng nhìn nàng vi thần không hiểu ý của bệ hạ trẫm có thể nói với khanh đợi đến sau khi khanh biết thân thế của hắn lại quyết định có cần hay không cần tiếp nhận hắn đi ở cửa cung lâm giật đã đợi một lúc lâu an bình đặc biệt gọi hắn đến đợi ở đây nói sẽ cho hắn một kinh hỉ. Thành thật mà nói, hắn thật lòng vẫn cảm thấy chỗ cửa cung này chả có kinh hỉ gì sất. Đến khi mặt trời lên ba xào vẫn không có bất kỳ chuyện gì xảy ra, Lâm Giật đã thăm dò rõ ràng ba đời trước sau của thủ vệ đứng cạnh cửa, cuối cùng đành phải ôm cánh tay nhàn chán thở dài. Đang định vào cung hỏi thử rốt cuộc là chuyện gì thì trông thấy một bóng dáng từ từ đi về phía cửa cung. Bộ triều phục trên người ấy hắn đích thực quen thuộc vô cùng, cho nên gần như ngay lập tức nở nụ cười bước tới cất tiếng gọi, thẩm đại nhân, thật khéo quá. Nếu như ngày thường, thẩm thanh tuệ khẳng định sẽ ngoảnh đầu mà đi, nhưng hôm nay gặp hắn, chỉ có ánh mắt khẽ lóe rồi liền gật đầu, mặt còn đỏ bừng. Lâm giật cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, hôm nay mặt trời mọc từ phía tây à. Thẩm thanh tuệ cất bước đến cạnh xe ngựa của mình, quay đầu thấy hắn hãy còn ngẩn ngơ đứng ở đó, ngựa ngùng ho một tiếng, tức giận nói, sao còn không đi. Hả, lâm giật hoàn hồn, thấy nàng dường như còn đang đợi mình, vội vàng chạy tới, nếu thẩm đại nhân không để ý, hạ quan có thể ngồi xe ngựa của ngài chứ thẩm thanh tuệ không lên tiếng vén vạt áo định lên xe nhưng không biết vì sao lại căng thẳng một chân đạp vào khoảng không kinh hoàng kêu lên một tiếng suýt nữa thì ngã xuống vừa vặn rơi vào vòng tay đang mở ra của lâm giật nàng hoảng hốt không thôi quay đầu đối diện với ánh mắt hàm chứa ý cười của hắn vội đẩy hắn ra đứng vững lại vài bước đã leo lên xe ngay cả vành tai cũng đỏ rực lâm giật vẻ mặt vô tội đứng ngoài xe còn tưởng rằng nàng đây là đã cự tuyệt nhưng lại thấy nàng vén màn tức giận nói một câu không phải muốn đi sao sao còn không lên xe hắn sửng sốt thư thái nở nụ cười lúc bước lên xe cuối cùng hiểu được kinh hỉ mà an bình nói là gì bệ hạ nơi cửa ngự thư phòng chợt truyền tới một tiếng gọi trầm thấp an bình nhớn mắt nhìn thấy song cửu đứng bên cửa cúi đầu chỉ thấy được vầng trán chân láng vào đi có chuyện gì song cửu cất bước vào điện hành đại lễ bệ hạ đăng cơ đã mấy ngày thuộc hạ còn chưa chúc mừng ngài an bình cười cười ngươi có lòng rồi không cần đa lễ bổn cung biết tâm ý của ngươi rồi ạ à. song cửu đứng dậy cũng không gấp gáp rời đi mà ngập ngừng do dự dường như có lời muốn nói an bình chú ý thấy hai má hắn phiếm hồng đoán được là có chuyện cũng không hối thúc chỉ kiên nhẫn nhìn hắn đợi đến lúc hắn tự mình lên tiếng quả nhiên không bao lâu hắn đã nhịn không được bệ bệ hạ thuộc hạ quá phận muốn vì bệ hạ chúc mừng không biết bệ hạ liệu có cho phép hửm trong mắt an bình thoáng qua tia kinh ngạc chúc mừng thế nào Chính là thuộc hạ chuẩn bị chút rượu nhạt Chỉ sợ bệ hạ không thích Nói gì vậy An Bình lập tức tiếp lời Nếu ngươi đã có hảo ý Chấm há có thể bận tâm đến mấy thứ ngăn cách thân phận này Buổi tối ngươi mang rượu tới là được Chấm sẽ căn dặn viên hỉ chuẩn bị thức ăn Song cửu dù thế nào cũng không ngờ nàng sẽ dễ dàng đồng ý như vậy Trên mặt thoáng chốc lộ nét vui mừng Bái lại rồi mới lui ra An Bình ngồi sau án thư không hề động đậy Ý cười trên mặt thoáng chốc biến mất không để lại dấu vết đêm đến song cửu quả nhiên mang theo một bình rượu đến tầm cung hiếm khi cởi bỏ bộ khôi giáp trên người chỉ có bộ thường phục màu xanh lam vóc người cao giáo tiêu sái tuấn tú có điều gương mặt dễ thương khiến người ta không khỏi cảm thấy hắn vẫn còn rất trẻ con an bình mặc thâm y màu trắng mái tóc dùng một mảnh vải gấm cột lên thả sau lưng thoải mái như một nữ tử gia đình bách tính bình thường thấy song cửu đi vào ánh mắt đặc biệt quét qua nơi cổ áo hắn lần này mặc đúng rồi song cửu cung cung kính kính hành lễ đứng dậy nói rượu là thuộc hạ lần trước mua ở thanh hải quốc vốn định chúc mừng bệ hạ đảm nhận vị trí nữ vương không ngờ bây giờ lại có tác dụng càng lớn như vậy ha ha quả nhiên vẫn là song cửu quan tâm ta nhất bên cạnh trẫm cũng không có ai khác muốn chúc mừng cho trẫm đâu an bình vẻ mặt ôn hòa ngoắc tay bảo hắn đến gần chỉ cái bàn tròn trước mặt không cần câu nệ ngồi đi trên bàn quả nhiên đã chuẩn bị thức ăn viên hỉ ngồi trùng hổ ngoài cửa vẽ vòng tròn song cửu tên gia hỏa này lại bám cành cao quá đáng Mỹ tử màu xanh nhạt trong trung ngọc óng ánh trong suốt, cũng không biết liệu có phải do căng thẳng hay không mà song cửu ngay cả rót rượu cũng có hơi run rẩy. Một chung rượu đầy, An Bình vỗ mu bàn tay hắn, được rồi, đừng để ý những thứ khác, hôm nay chỉ coi chẫm như một người bạn cũ là được. Song cửu nghe thế thì ngạc nhiên, kế đó mỉm cười gật đầu, đa tạ bệ hạ. Dứt lời hắn nâng chung rượu, kính An Bình, vi thần chúc mừng bệ hạ, chúc đại lương mãi mãi hương thịnh. Ha ha ha, An Bình cười chạm cốc với hắn, nói rất hay. Trung rượu kia rời đến bên môi, nàng lại không vội uống, cụp mắt nhìn trong thoáng chốc, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, "Bệ hạ, sao vậy?" An Bình ngước mắt nhìn Song Cửu, cười cười, "Không có gì, mùi rượu của Thanh Hải quốc có chút đặc thù, chấm nhất thời không quen mà thôi." Nàng ngửa cổ uống cạn, nhếch môi, lật chiếc cốc với hắn. Song Cửu thấy thế, cảm thấy thất lễ, vội vàng định uống cạn thì bị An Bình đưa tay đè cánh tay hắn lại, "Ngươi còn phải trực, đừng uống, chấm uống chung này." coi như là nhận tâm ý chúc mừng của người song cửu sửng sốt đành phải đặt chung rượu xuống nhưng không cáo lui vẫn ngồi đấy chỉ là không ngước mắt nhìn nàng an bình bất động thanh sắc nhìn hắn mãi đến khi cảm thấy chân tay nóng lên mới nhíu đầu mày dược tính phát tác đích thực rất nhanh rượu này hình như có hơi kỳ lạ nàng nhìn song cửu lời nói ra bất giác mang theo một tầng quyến rũ song cửu rốt cuộc ngước lên thân sắc trên mặt phức tạp đứng dậy đến bên cạnh nàng quỳ xuống cầm lấy tay nàng bệ hạ nếu như khó chịu thuộc hạ sẽ giúp người an bình bật cười đưa tay xoa mặt hắn vẫn là song cửu tốt với chậm nhất làn da dưới tay mát rượi vừa hay giảm bớt đi lửa nóng trong lòng bàn tay thế nhưng an bình lại không chút lưu luyến rút tay về phẩy phẩy chậm rất mệt ngươi đi chuyển một người tới cho chậm song cửu kinh ngạc chuyển ai đúng ha chuyển ai nhỉ song mắt an bình lưu chuyển nhìn hắn nụ cười càng toát lên mị hoặc nhưng lại thốt ra tên của một người khác tề tốn chi đi chuyển hắn tới đây Song cửu thả tay nàng, đứng dậy loạn trọng lùi về sau một bước, đi đi. An Bình vẫn khẽ mỉm cười như cũ, nhưng lời nói ra lại không cho phép phản bác, thuộc hạ, tuân chỉ. Song cửu cuối cùng quay người rời đi, bóng lưng mang theo một tia cô độc cùng bối rối khó mà phát hiện. Cửa điện vừa khép lại, An Bình liền đứng dậy đi tới nội điện, từ bên trong ngăn kéo bàn trang điểm lấy ra một cái lọ, mở nắp ngửa cổ uống cạn. Nàng ngồi nơi mép giường, nhắm mắt điều tức trong chốc lát, nhưng vẫn cảm thấy có chút không thoải mái như trước nàng mở mắt phát hiện cảnh tượng xung quanh đều đã trở nên có chút mông lung mơ hồ thời điểm này song cửu lại bất ngờ đi bước này quả thực là ngoài dự liệu của nàng chẳng qua tránh cho đánh rắn động cỏ cũng chỉ đành làm như ngoài ý muốn không biết là qua bao lâu ý thức vẫn như cũ thanh tỉnh nhưng lửa nóng trên người thì còn chưa rút ngoài cửa điện chợt phát ra tiếng động nhẹ viên hỉ chạy vào bệ hạ ngài đã nghỉ chưa ừm an bình đáp lời không có gì thì đừng làm phiền chấm bên ngoài điện thoáng chốc vắng lặng vang lên giọng nói của một người khác, "Vậy bệ hạ chịu kiến vi thần là vì việc gì?" An Bình thoáng sửng sốt, bật cười, "Vào đi." Tê Tốn Chi đẩy xe lăn vào nội điện, thấy nàng ngồi bên mép giường, trên mặt còn vương mồ hôi, không khỏi có chút kỳ quái, bệ hạ sao rồi? An Bình liếc nhìn bên ngoài một cái, cao giọng nói, "Viên Hỉ, lui ra đi, bảo song cửu ở bên ngoài canh gác là được." Viên Hỉ lập tức vâng dạ, rất nhanh đã truyền tới tiếng đóng cửa. Đây là chuyện thế nào? Tề Tốn Chi vừa định hỏi thì cánh tay đã bị níu chặt, người cũng bị An Bình kéo lên giường. Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của hắn, An Bình nhếch nhếch môi, ghé sát tai hắn thấp giọng, ngoan ngoãn phối hợp. Cảm nhận được độ ấm nóng cháy nơi cánh tay, Tề Tốn Chi nhăn mày, bệ hạ có chút không ổn. Ừm, chúng bị dược, Tề Tốn Chi ngạc nhiên, lập tức nhíu mày, ai làm? Song Cửu. Nhìn dáng vẻ bệ hạ là ở trong tình hình đã biết chuyện mà trùng kế, không sai, chấm không nắm rõ động cơ hành động của hắn, chỉ cho rằng là một tiết mục tranh giành sủng ái. Cho nên là tâm phúc, thiếu sư ngươi cũng phải phối hợp diễn cho tốt màn này. An Bình gián sát bên tai hắn thủ thỉ, hơi thở nóng rực lướt qua sườn mặt hắn, tê tốn chi hơi hơi nghiêng đầu, che giấu vẻ ngượng ngùng. Nơi ngạch cửa có tiếng bước chân khe khẽ, mâu quang An Bình chợt lóe, chụp lấy chiếc bình không nơi đầu giường ném về phía ngọn nến, lúc chiếc bình vỡ toang trên nền đất, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Bệ hạ, ngoài cửa lập tức truyền tới tiếng gọi đầy lo lắng của song cửu không có gì, chấm ngủ rồi, đứng bên ngoài canh giữ cho tốt, ngoài điện lại trở nên yên tĩnh. An Bình nghiêng người đè lên Tề Tốn Chi, thấp giọng uy hiếp, thiếu sư, ngươi vẫn là phối hợp chút đi chứ. Tề Tốn Chi quay đầu không lên tiếng, mãi đến khi bàn tay An Bình sờ đai lưng hắn, bất ngờ kéo ra, hắn mới bất đắc dĩ lớn tiếng kêu lên một câu, bệ hạ, ngươi dịu dàng chút. Hai người rất nhanh đã thích ứng với bóng tối trong phòng, ngoài cửa sổ ánh trăng sáng tỏ, Tề Tốn Chi có thể nhìn thấy ý cười trong đôi mắt thâm thúy của An Bình hắn liếc mắt xem thường, ảo não nói, bệ hạ vậy mà còn có tâm trạng để cười. An Bình nhắm mắt, có chút vô lực nằm phịch xuống bên cạnh, đúng đó, tìm niềm vui trong khổ cực mà. Tề Tốn Chi quay đầu nhìn nàng, chút ánh sáng yếu ớt không nhìn rõ nét mặt nàng, chỉ có thể thấy sườn mặt hơi tái của nàng. Hắn nhếch môi, bật cười, cố ý áp sát bên tai nàng thổi khí, dùng ngữ khí mị hoặc nhất nói, bệ hạ, khổ cực như vậy, hà cớ gì lại nhẫn nhịn chứ? An Bình nghiêng đầu nhìn hắn, nhíu mày, ngươi đây là đang dụ dỗ chấm. Làm gì có, vi thần chỉ là không nhẫn tâm thấy bệ hạ quá khổ cực mà thôi. Yên tâm, chấm nếu như ngay cả chút mị dược này cũng chịu không nổi, há chẳng phải là quá kém cỏi rồi sao. Nàng bất ngờ nghiêng người đè lên hắn, chóp mũi đôi bên gần như chạm nhau, bắt đầu cười gian, đổi lại là ngươi. Trước giờ vẫn giữ bộ dạng sóng yên biển lặng, chấm trái lại muốn xem thử ngươi liệu có thể chống đỡ nổi không. Cùng với giọng nói trầm thấp, bàn tay nàng đã thăm dò vào cổ áo tề tốn chi, đai lưng cũng bị rút ra y phục đơn giản liền bị mở tung bàn tay nàng nóng hừng hực lúc đặt lên lồng ngực tề tốn chi cảm giác như bị nhiệt thiết in lên lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve còn an bình thì vẫn dùng ánh mắt trêu tức nhìn hắn tề tốn chi cho mày nhưng không hề hé răng không tệ nhỉ an bình cười cười người càng trở nên không chút sức lực cuối cùng nằm gục trên người hắn hơi thở ái muội lượn lờ nơi cổ hắn tay vẫn không quên chậm chạp di chuyển đến bên hông tề tốn chi ưm tề tốn chi rên lên một tiếng lập tức chặn tay nàng lại, tức giận nói, bệ hạ, vi thần có thì chỉ tàn tật ở chân, những nơi khác đều bình thường đó. Vậy ngươi cứ kêu lên, để song cửu bên ngoài nghe thấy. Tề tốn chi co rút khóe miệng, thời điểm này thì, hình như hẳn là nữ nhi kêu chứ. Ngón tay an bình vẽ vòng tròn trước ngực hắn, lời nói ra đã không chút khí lực, thế à? Thiếu sư đúng là rất rành, tề tốn chi quay đầu, vi thần trước đây ở trong cung từng nghiên cứu xuân cung đồ. Nói vậy ngươi nghiên cứu còn chưa đủ, mấy cái chẫm xem cũng không phải thế không kêu à an bình bất ngờ chống người bật dậy tề tốn chi kinh ngạc cũng theo đó ngồi dậy vừa định hỏi nàng sao rồi thì cầm chợt bị nàng đưa tay ra giữ lấy cánh tay cũng bị tay kia của nàng đột ngột kéo đến gần môi nàng liền rắn lên tựa như sóng lớn nháy mắt cuộn trào đầu óc trống rỗng của tề tốn chi một khắc sau mới quay trở lại cánh môi an bình tỉ mỉ cọ sát môi hắn thế nhưng ánh mắt từ đầu chí cuối vẫn thấp thoáng ý cười nhìn hắn chằm chằm như một hồ nước thăm thẳm kéo mọi vật vào trong, lại khó mà dãy dụa. Đáng sợ quá, rõ ràng người chúng bị dược là nàng, nhưng ý thức rõ ràng nhất đến tận bây giờ cũng là nàng. Tề tốn chi chợt cảm thấy bản thân đã trầm luân vào ánh mắt thâm thúy của nàng. Tay bất giác ôm lấy nàng, đôi môi hé mở, tựa như nghênh đón, an bình liền không chút khách khí công thành chiếm đất. Ưm, uhm, bệ hạ. Tề tốn chi siết chặt người trước mặt, y phục trên người cởi phân nửa, người cũng từ từ chìm đắm, lời nói cũng hàm hồ không rõ như người nói mê. Môi An Bình dọc theo cằm hắn rơi trên xương quai xanh, bàn tay thì lần theo bả vai chân láng của hắn chậm rãi vuốt ve, thấp giọng cười, chính là như vậy. Từ đâu? Ngươi phối hợp rất tốt. Tề Tốn Chi chợt tỉnh táo, mở mắt nhìn nàng, nhưng chỉ thấy gương mặt đầm đìa mồ hôi của nàng. Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân đi qua đi lại khẽ khàng. Hắn nhếch môi, cuối cùng chủ động ôm An Bình nằm xuống, nở nụ cười với nàng, bắt đầu ra sức diễn kịch. A, à, bệ hạ ngài nhẹ chút, đừng, đừng sờ chỗ đó. An Bình vùi đầu vào gáy hắn hài lòng mỉm cười, bàn tay từ bả vai hắn di chuyển đến sống lưng, từng chút từng chút ma sát, phối hợp với tiếng hắn tận lực rên rỉ hồn hển. Thế nhưng ngay sau đó hắn lại bất ngờ phát ra một tiếng rên khẽ. Bàn tay An Bình chợt dừng lại, đường nét lồi lõm nơi tay rõ ràng là một vết sẹo. Hai người nháy mắt trở nên yên lặng, Tề Tốn Chi lại oán trách gào lên một câu, "Bệ hạ, ngài làm vi thần bị thương rồi." Tay An Bình nhẹ nhàng lướt qua nơi đó, thấp giọng nói, "Đây là vết thương ở cổng thành lần trước." Ừm, Tề tốn chi rũ mắt nhìn Thái Dương nàng, cười cười, sắp lành rồi, thực ra cũng không đau lắm. Từ đô, xin lỗi, tề tốn chi kinh ngạc, việc nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng đại kế, chấm chỉ có thể làm như cái gì cũng không biết. Cho nên chuyện xảy ra ở cổng thành tạm thời cũng không thể truy cứu, vết thương này là vì chấm mà chịu, chấm lại nợ ngươi rồi. Tề tốn chi mím môi, ngữ khí trở nên dịu dàng, bệ hạ sao lại đột nhiên nói những điều này. An Bình không trả lời, bàn tay dọc theo chân hắn từ từ dịch chuyển xuống, cuối cùng ấn lên đầu gối cái chân bị thương kia của hắn nghiêng mặt nhìn hắn còn có tật ở chân này chấm vẫn luôn không đi sâu nghiên cứu năm đó đối phương nếu đã có thể ở trong cung động thủ ngươi hẳn cũng hiểu khó giải quyết thế nào ừm vi thần hiểu rõ an bình ngập ngừng chợt bật cười một tiếng nói ra thì chuyện lúc trước tần tôn ở quốc tử giám khi dễ chẫm ngươi còn nhớ chứ tề tốn chi nghi hoặc ừ một tiếng sau đó hắn cũng không dám bắt nạt trẫm nữa ngươi có biết vì sao không vi thần không biết là vì có người giáo huấn hắn sau đó hắn liền vô cùng sợ người kia mỗi lần gặp hắn gần như là muốn đi đường vòng an bình nhìn chằm chằm chóp mũi hắn môi cơ hồ dán lên vành tai hắn người kia lẽ nào không phải là người tề tốn chi thoáng cứng người kế đó bật cười bệ hạ liệu có phải nghĩ sai rồi không vi thần bị tật ở chân an bình nằm nơi hõm vai hắn thở hổn hển mồ hôi trên người gần như thấm ướt vạt áo hắn lời nói ra cũng càng lúc càng mềm nhũn không chút khí lực bàn tay giữ đầu gối hắn thế nhưng lại tăng chút sức lực chấm hận nhất bị lừa dối nhưng chỉ có chuyện này trái lại hy vọng là ngươi lừa chấm như vậy chấm cũng có thể giảm bớt chút hổ thẹn tề tốn chi siết chặt tay nàng trên mặt thế nhưng lại cười điềm nhiên như không bệ hạ nói những điều này làm gì vi thần nếu đã tự nguyện trở thành tâm phúc của ngài thì sẽ không tính toán chuyện cũ nữa ngài đương nhiên cũng không cần phải ái náy an bình không lên tiếng trái lại càng lúc càng thở dốc tề tốn chi vội vàng muốn chống người dậy xem nàng nhưng bị nàng lật mình đè xuống, từ đô, chấm đêm nay nếu như thật sự muốn ngươi, ngươi sẽ thế nào? Tác dụng của thuốc rõ ràng là không hề giảm đi, ý thức an bình mặc dù vẫn thanh tỉnh như cũ, nhưng đích thực cũng rất khổ sở, toàn thân giống như bị nhúng trong nước, y phục sớm đã ướt đẫm. Tề tốn chi rũ mắt mím môi, tóm lại không đến mức lấy cái chết để đe dọa, vì an bình cười một tiếng xoa mặt hắn, an tâm, chấm đùa thôi, chuyện đêm nay tuyệt đối sẽ không lộ ra, sự trong sạch của ngươi có thể bảo toàn. Tề tốn chi giấu ánh mắt, quay đi, vậy thì đa tạ bệ hạ. An Bình đã hoàn toàn không chút sức lực, cả người đều phủ phục trên mình hắn, đầu gác lên bả vai hắn khe khẽ thở dốc. Nhiệt độ trên người hình như giảm đi, nhưng người lại giống như trải qua một trận chiến, gần như kiệt sức. Hai người áp sát vào nhau một lúc lâu, nàng chợt thấp giọng cười, ngữ khí ái muội nói, từ đâu, ngươi thế nhưng lại động tình rồi. Bệ hạ, tề tốn chi lúng túng quay đi, vi thần dù gì cũng là một nam nhân. Huống hồ còn là đối với nàng, đại khái là vì ngượng ngùng, hai người đều rơi vào trầm mặc. Qua một lúc lâu, cảm thấy nơi cổ truyền tới hơi thở đều đều, tề tốn chi mới nghiêng đầu nhìn, phát hiện An Bình đã nhắm mắt, vậy mà ngủ rồi. Đoán chừng là quá mệt mỏi, tiếng động cố ý tạo ra sớm đã truyền rõ mồn một ra ngoài điện, viên hỉ xấu hổ trốn ra xa. Chỉ có song cửu phụng mệnh canh giữ là yên lặng đứng nơi cửa, giống như tượng đá. Ánh trăng soi dọi mặt đất, lạnh lẽo như xương giá, phát họa bóng hình hắn, cô tịch mà nhếch nhác hắn từng dành mạch rõ ràng nói với An Bình sẽ không để ý nàng ngồi ôm vô số Mỹ Nam, cho nên chuyện đến bây giờ cũng không trách được người khác. ngẩng đầu nhìn vầng trăng cô đơn trên cao, bàn tay cầm kiếm chợt siết chặt. Hắn không muốn bại bởi người kia, nhưng kế hoạch đã bị vạch trần. Mưu tính mặc dù vội vàng, nhưng cũng không phải xuất phát bởi một ý nghĩ trong chốc lát, chỉ là trong đó vẫn còn lẫn rất nhiều tình cảm cá nhân. Quả nhiên là nữ tử khó nắm bắt, lúc hắn cho rằng nàng có ý với hắn, thì nàng lại rõ ràng dứt khoát trao cơ hội cho kẻ khác. Tê tốn Chi, hắn híp mắt, lúc trước luôn nghĩ Lưu Tự mới là trở ngại, hoàn toàn bỏ qua Tề Thiếu sư vẫn luôn bất hòa với An Bình này. Ắt hẳn là có thủ đoạn, bằng không vì sao đêm nay lại khăng khăng để hắn vào cung. Đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng càng sáng vàng vặc, cả người hắn đều bao bọc trong ánh trăng. Vẫn là gương mặt bánh bao đáng yêu như cũ, nhưng nét mặt lại không chút ngây thơ như ngày trước, chỉ có nét tiêu điều cùng cao ngạo. Dược tính trước đó đích thực khá mạnh, An Bình trước giờ vốn tỉnh ngủ bị dày vò hồi lâu lần đầu tiên ngủ sâu như vậy. Tề tốn chi nhích cánh tay, để nàng nằm thoải mái hơn chút. Đến tận lúc này, thần kinh vẫn luôn căng thẳng mới hơi thả lỏng. Hắn nhìn chăm chăm đỉnh màn một lúc lâu, chợt cảm thấy có chút buồn cười. Chính mình vậy mà lại ngoài ý muốn leo lên long sàng. Nhưng nếu như An Bình đêm nay không chịu hắn, đổi thành người khác, vậy sẽ thế nào? Bàn tay chợt siết chặt, hắn nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, khe khẽ thở dài. Trước giờ đều là nhìn nàng từ xa xa, đến gần mới phát hiện thì ra bản thân vốn không cách nào lãnh đạm. Nhiều năm như vậy sớm đã quen chỉ nhìn người nay, sao có thể dễ dàng dứt bỏ. Hắn quả nhiên ngay từ trước đã thất bại thảm hại. Người trong lòng hô hấp đều đặn, nét mặt an bình, chỉ là dường như gặp phải giấc mộng gì đấy, hàng mi dài khẽ run rẩy. Tề tốn chi đột nhiên cảm thấy rất mãn nguyện, dáng vẻ này của nàng, mình là người đầu tiên trông thấy chăng. Chỉ mong hắn là người duy nhất có thể nhìn thấy hình ảnh này của người ấy. Một lúc lâu không cử động, cánh tay có hơi mỏi, hắn nghiêng người qua, cố gắng không đánh thức nàng nhưng an bình bất ngờ giữ lấy bả vai hắn thấp giọng hô một tiếng độc tề tốn chi bị sức mạnh dưới bàn tay nàng làm đau nghe thấy lời nàng nói nháy mắt liền hiểu rõ vội vàng vỗ lưng nàng dịu dàng an ủi bệ hạ không có gì ngài đã là chủ của đế quốc cũng sẽ không còn ai có thể tổn hại người nữa rồi an bình dịch dịch người an ổn trở lại tiếp tục ngủ tề tốn chi nhíu mày một cái dược này thế nhưng lại mạnh như vậy khiến người có ý chí kiên định như nàng cũng trở nên lơi lỏng phòng bị. Nếu là bình thường, chỉ sợ một chút tiếng động thì nàng đã tỉnh dậy rồi, càng khỏi nói đến nằm mộng. Huống hồ đây còn là ác mộng suýt nữa bị hại thời thơ ấu. Ánh mắt hắn hướng phía cửa sổ, song cửu vì sao lại đột nhiên trăm phương ngàn kế muốn leo lên long sàng. Vì đạt thành mục đích, thế nhưng còn không từ thủ đoạn dùng thuốc có dược tính mạnh như vậy. Ánh mắt thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, đến khi quay đầu nhìn sang An Bình mới lại trở nên nhu hòa. Tề tốn chi hôn thái dương nàng, đôi tay ôm chặt nàng, thì thào tự nói, ta rất vui vì người nàng chịu đến đêm nay là ta. Đêm tĩnh mịch không một tiếng động, người trong lòng yên ổn ngủ say, một lúc sau, đôi đồng tử thâm thúy từ từ mở ra, nét mặt mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại trong vắt. Tin an bình đăng cơ truyền tới thanh hải quốc, đương nhiên dẫn tới sự chấn động mãnh liệt của giới quý tộc. Mặc dù không cam lòng, nhưng nói là làm cũng chính là bản tính nữ tử, thanh hải quốc sẽ không tự mình làm trái khế ước. Cho nên Hiền Vương Đông Đức chắc y nhận được tin này không bao lâu thì liền viết một bức quốc thư gửi tới Đại Lương, bởi vì lúc trước không công khai, chuyện này vẫn còn là bí mật, quốc thư liền do sứ giả gửi đến tay Lưu Tự từng đảm nhiệm chức sứ thần, xin hắn chuyển dùng. Thế nhưng sáng sớm đã không thấy bóng dáng An Bình, lúc thượng triều xong cửu nét mặt kỳ lạ đi tới nói một tiếng bệ hạ thân thể không thoải mái, hôm nay miễn triều rồi liền rời đi, khiến một đám đại thần chả hiểu thế nào. Lưu Tự cảm thấy kỳ quái, dù sao mới vừa đăng cơ chưa bao lâu, an bình lúc này cho dù bị bệnh nhưng vẫn thượng triều thì cũng không có gì ngạc nhiên mới phải lẽ nào bệnh rất nghiêm trọng chuyện thanh hải quốc không thể chậm trễ lưu tự ngẫm nghĩ vẫn quyết định đưa quốc thư tới tẩm cung của an bình mãi đến giờ thìn an bình mới tỉnh giấc quay đầu nhìn thấy tề tốn chi đã ngồi bên giường chỉ mặc trung y màu trắng tóc thả nơi vai trong tay cầm một quyển sách yên lặng xem rõ ràng cũng vừa mới dậy không bao lâu nghe thấy tiếng động hắn quay đầu nhìn mỉm cười bệ hạ cuối cùng tỉnh rồi viên hỉ đã chuẩn bị sẵn nước nóng cho ngài trước rửa mặt thay y phục rồi lại nói đi an bình mặc y phục dính mồ hôi ngủ suốt một đêm sớm đã không thoải mái nghe thế ngồi dậy gật đầu thuốc này quả thật khá mạnh nàng từng luyện võ chịu đựng cả một đêm giống như bị kiệt sức đến bây giờ cũng vẫn không chút sức lực nào như cũ chỉ sợ còn phải bồi bổ cơ thể thật tốt mới được tề tốn chi nhìn sắc mặt nàng hơi tái liền biết nàng hãy còn chưa hồi phục thay nàng hướng bên ngoài gọi viên hỉ một tiếng viên hỉ nào biết nội tình thế nào lúc bảo cung nữ hầu hạ an bình tắm rửa nét mặt vẫn còn mờ ám nhìn tề tốn chi một lúc ôi chao nhìn không ra tề thiếu sư văn văn nhược nhược như vậy vẫn rất lợi hại nha tề tốn chi bị ánh mắt nhìn này nhìn chăm chăm đến khó chịu lại thêm áo ngoài bị mồ hôi an bình thấm ướt nhất thời cũng chỉ đành ở bên trong chờ đợi cuối cùng dứt khoát nhờ hắn sai người đến tề phủ báo tin mới coi như đuổi được hắn không bao lâu an bình đã tắm rửa xong mặc chiếc áo đơn nhẹ nhàng để hai cung nữ dìu bước đi đến bên cửa nội điện nhớ tới tề tốn chi đang ở đó không muốn bị người khác bắt gặp cảnh tượng mất danh dự này liền phất phất tay cho hai người lui xuống tự mình đẩy cửa đi vào trước đó bị giày vò cả một đêm lại thêm ngâm người trong nước nóng nên hiện giờ cước bộ có chút mơ hồ cảm giác yếu đuối này khiến an bình rất khó chịu tề tốn chi thấy tình hình như vậy thì buông sách xuống lúc tới gần nàng thì đưa tay đỡ cánh tay nàng dìu nàng ngồi xuống trước bàn trang điểm bên cạnh an bình liếc mắt nhìn hắn thở dài chấm lần đầu tiên thảm hại như vậy bệ hạ yên tâm vi thần sẽ không tiết lộ. An Bình cười lạnh một tiếng, dám nói ra sẽ cắt lưỡi ngươi. Được được được, vi thần tuân chỉ. Tề tốn chi cười cho qua, sớm biết khó chịu như vậy, bệ hạ đêm qua liệu có nhẫn nhị. Con người nếu như không hiểu làm cách nào tìm được niềm vui trong cuộc sống thì có thể sẽ sống không vui vẻ gì. Nhưng không chút lý trí, không chút đạo đức mà phóng túng buông thả thì sẽ càng khiến cho cuộc đời càng chẳng chút ý nghĩa. An Bình liếc mắt nhìn hắn, chấm chỉ dựa theo nguyên tắc của mình mà làm thôi. Tề tốn chi cười cười, nhưng đối với phẩm hạnh dù vẫn luôn phong lưu trăng hoa nhưng lại giữ mình trong sạch của nàng càng có một tầng lý giải sâu hơn. Cũng đúng, nàng trước giờ đều có nguyên tắc của chính mình, há sẽ vì một chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ mà dễ dàng thay đổi. Gương mặt phản chiếu trong kính có hơi tiểu tụy, an bình cao mày, dược liệu của Trung Nguyên đa số dược tính ôn hòa, thuốc này lại mạnh như vậy, chỉ sợ đến từ nước khác. Cũng có thể đây là một cơ hội, có thể giúp nàng tra được thân phận thực sự của song cửu. Nàng suy nghĩ sự việc đến nhập tâm, mãi đến khi cây lược trong tay bị người bên cạnh cầm lấy mới sực tỉnh. Bệ hạ nếu đã không có khí lực, vậy để vi thần trải tóc cho ngài. Tề tốn chi cầm cây lược, nói rồi liền chậm rãi trải tóc cho nàng. Mái tóc đen bóng, dài đến thắt lưng, hắn trải rất cẩn thận, một chút cũng không làm đau nàng. An Bình quan sát dáng vẻ hắn rũ mắt chuyên chú trải tóc cho mình trong gương, nhếch môi. Thực ra Tề Tốn Chi cũng lặng lẽ quan sát ánh mắt nàng, nhưng người trong gương sắc mặt vẫn như thường, nhìn không ra bất kỳ manh mối gì. Bệ hạ, lưu thiếu phó cầu kiến tiếng bẩm báo bên ngoài khiến hai người trong nội điện ngẩn người an bình không lên tiếng viên hỉ trước giờ có nhãn lực nhất mình không nói hắn cũng sẽ hiểu nhất định là vì không cách nào giữ chân lưu tự trên thực tế viên hỉ từ đầu đã nỗ lực ngăn cản lưu thiếu phó chỉ là song cửu vẫn luôn kiệm lời ít nói đột ngột ở trước mặt hắn cướp lời nói một câu bệ hạ không có gì đáng ngại thiếu phó đại nhân yên tâm khiến hắn khó mà tìm được lý do hắn tức giận chừng mắt liếc song cửu một cái xác định nội điện sẽ không trả lời mới lại bắt đầu khuyên giải lưu tự thiếu phó đại nhân bệ hạ thân thể mặc dù không sao nhưng trung quy cũng không thoải mái ngài vẫn là quay về trước đi có chuyện gì ngày mai lại nói cũng không muộn mà lưu tự nói vẫn xin làm phiền công công bẩm báo một lần nữa nói là trong thanh hải quốc gửi quốc thư tới xin bệ hạ nhanh chóng xem qua mới được viên hỉ hết cách đành phải lại đi vào trong điện ở cửa điện bẩm báo một lần an bình vô cùng bất đắc dĩ lưu tự là người chân thực gặp chuyện đương nhiên phải xử lý thỏa đáng mới yên lòng xem ra vẫn phải đích thân đi ra xem thử mới ổn nàng chống lên mặt bàn trang điểm định đứng dậy nhưng ra đầu bất chợt đau nhói a một tiếng vội đưa tay che chỗ đau tay áo vừa hay quét qua hộp son đặt trên bàn rơi xuống đất phát ra tiếng cạch giòn giã thấy nàng sắp ngã sấp xuống tề tốn chi vội đưa tay đỡ cúi mắt nhìn thì ra là trước đó lúc chải đầu tóc nàng và sợi tóc trước ngực mình đã quấn vào nhau bệ hạ ngoài điện truyền tới tiếng bước chân gấp gáp An Bình còn chưa kịp phản ứng thì cửa đã bị đẩy ra. Lưu Tự vẻ mặt lo lắng đứng nơi cửa, đến khi nhìn rõ tình hình trong phòng, nhất thời kinh hãi tái mặt, đây là chăn giường hỗn loạn, y phục đơn bạc, hai bóng người kia tựa vào nhau. Hắn loạn trọng lùi về sau một bước, quốc thư trong tay rơi xuống cũng không hay biết. Viên Hỉ vội chạy qua chặn cửa lại, gượng cười giàn xếp, thiếu phó đại nhân, ngài vẫn là về trước đi ha. Ha ha. Lưu Tự nhìn chằm chằm hai người kia một lúc lâu, bọn họ vậy mà người nào cũng không hề ngoảnh đầu lại hắn như thể mất đi linh hồn cũng không đợi nữa lảo đà lảo đảo hướng bên ngoài mà đi sớm đã quên mình vì sao lại xuất hiện ở nơi này mọi chuyện xảy ra khá bất ngờ hắn không biết vì sao lại xuất hiện cảnh tượng như vậy nhất định là hắn nhìn nhầm rồi không sai song cửu ở bên cửa nhìn theo bóng lưng thất thểu của hắn chợt cảm thấy rất giống với mình đêm qua tới cửa cung lưu tự vẫn như cũ chưa hoàn hồn suýt nữa thì ngã sấp xuống may mà có người kịp thời đỡ hắn lưu công tử người sao vậy hắn ngước mắt nhìn thì ra là chu liên tương không có gì chu liên tương nhíu mày không hiểu hắn vì sao lại mất hồn lạc phách như thế công tử cứ như vậy xuất cung không sao chứ ta còn phải đi gặp bệ hạ không tiễn công tử được lưu tự đưa đẫn gật đầu cất bước định đi nhưng bỗng nhiên lại kịp phản ứng quay người kéo nàng không tiểu thư không thể đi hả vì sao chu liên tương kinh ngạc nhìn hắn liệu có phải xảy ra chuyện gì rồi không không có không có gì cả lưu tự giữ chặt cổ tay nàng tóm lại tiểu thư hiện giờ không thể đi gặp bệ hạ chu liên tương nhập cung là vì an bình mấy ngày nay trước cuối cùng đã điều nàng đến bên cạnh mình nàng đặc biệt đến bái tạ có điều dáng vẻ hiện giờ của lưu tự thực sự không bình thường nghĩ tới nghĩ lui không an tâm nàng đành phải tạm thời gác chuyện này lại diều hắn nói nếu đã vậy ta vẫn là trước tiễn lưu công tử hồi phủ thôi trong điện lúc này bầu không khí vô cùng kỳ lạ trước đó an bình không nhìn lưu tự là vì cảnh tượng bản thân như vậy sẽ khiến hắn không nhìn ra manh mối Tề tốn chi bên cạnh thì lại không muốn đối diện với vẻ mặt đau lòng của hắn. Hắn chăm chú nhìn sợi tóc quấn vào nhau kia một hồi lâu, cuối cùng vẫn là dùng lực chảy từng sợi từng sợi một tách ra, bệ hạ, vi thần nên đi rồi. Ừ, An Bình gật đầu, chống người đứng dậy, viên hỉ canh giữ nơi cửa lập tức chạy tới đỡ nàng ngồi lên giường. Tề tốn chi phủ thêm áo ngoài, buộc tóc lên, nhìn nàng một cái rồi bước ra cửa điện. Song cửu đứng trong cửa, thấy hắn định đi thì lập tức giúp một tay, để thuộc hạ giúp thiếu sư đại nhân. Tề tốn chi nhớn mắt nhìn hắn, mặt không đổi sắc gật đầu một cái. Song cửu giúp hắn bước qua cửa, đang định tiễn hắn xuống bậc thềm thì bất ngờ cố ý rung lắc tay vịn xe lăn một chút. Trong lúc không có thời gian chú ý đến những thứ khác thì một trưởng đánh về phía gáy hắn, nhưng cách ra thịt vài tấc thì lại trựng lại. Tề tốn chi dựng thẳng tay, chặn nửa bên mặt mình, ngăn một trưởng đánh úp kia của hắn, thiếu sư đại nhân công phu thật tốt. Tề tốn chi quay đầu nhìn hắn, dư quang nơi khóe mắt quét qua cửa điện, chợt thả tay, hướng về trước ngã sầm xuống viên hỷ được an bình căn dặn ra giúp tề tốn chi xuất cung không ngờ vừa ra tới cửa đã thấy hắn ngã úp sấp trước mặt song cửu một tay song cửu còn chưa thu về rõ ràng là hắn đã ra tay hắn vội vàng chạy qua đỡ tề tốn chi ngồi dậy ổn thỏa thiếu sư đại nhân ngài không sao chứ đêm qua hắn còn ảo não trước đây quá quan tâm lưu tự vậy mà lại đoán sai tâm ý của bệ hạ bây giờ trong mắt hắn tề tốn chi đã thành công chiếm vị trí đương nhiên có cơ hội thì sẽ tích cực lôi kéo không sao tề tốn chi nhịn đau nhìn song cửu cau mày tự đẩy xe lăn đi về phía trước viên hỉ xoay người liếc song cửu một cái nét mặt có chút vui sướng khi người khác gặp họa cuối cùng hùng hùng hổ, hổ hổ hướng nội điện mà đi song cửu không có bất kỳ cử động nào chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng của tề tốn chi mà suy nghĩ khí tức không tính là trầm mạnh ước chừng là do cơ thể hư nhược nhưng phản ứng lại linh mẫn như vậy suy cho cùng cũng có chút bản lĩnh thoạt nhìn hắn rõ ràng là người không chút võ nghệ trước đây cũng chưa từng có ai thấy hắn để lộ công phu, thì ra lại che giấu kỹ như vậy. Kỳ thực nếu không phải vì chung quanh không có người, tề tốn chi cũng không ra tay, hắn sớm đã quen với việc che giấu, thậm chí đã quên trên người còn chút công phu quyền cước. Lúc sắp băng qua một góc núi giả, hắn dừng lại, quay đầu liếc nhìn song cửu, ánh mắt lạnh lẽo như một thanh kiếm rút ra khỏi vỏ. Người kia sừng sốt, lúc này mới hiểu rõ, hắn động thủ là để thăm dò, còn tề tốn chi ra tay chính là để cảnh cáo hắn không ngờ hắn lại che chở An Bình bệ hạ đến vậy. Mà hiện giờ viên hỉ đã cao hứng bừng bừng ở trước mặt An Bình báo cáo từng chút, bệ hạ, nô tài thật sự không nhìn nhầm. Song cửu ỉ vào sự sùng ái thường ngày của ngài, thế nhưng dám ra tay với thiếu sư đại nhân, ngài nói xem hắn liệu có phải không coi ai ra gì rồi không. Thiếu sư đại nhân cơ thể vốn không tốt, hắn vậy mà cũng xuống tay cho được. Hừ, nô tài sớm đã phát hiện bụng dạ hắn xấu xa, mặt có ác tướng, không phải người tốt, bên dưới lược bỏ mấy vạn chữ. An Bình nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, sau khi tỉ mỉ nghe xong, phất tay nói, đi ngự thiện phòng truyền làm chút đồ ăn thanh đạm tới đây. Rồi lại tới thái y viện bốc chút thuốc bổ dược tính tương đối, cuối cùng canh giữ nơi cửa đừng cho bất kỳ ai vào, chẳng muốn nghỉ ngơi thật tốt. Viên hỉ quệt miệng, tâm không cam lòng không nguyện rời đi. Bệ hạ ngài rốt cuộc liệu có nghe thấy tiếng lòng của nô tài không vậy, bụng dạ kia của song cửu là muốn làm thị vệ bám cành cao, ngài không thể không để ý nha. Nghỉ ngơi hết một ngày an bình đã rất khỏe, đúng lúc sứ thần tây nhung lại tới cầu kiến nàng vốn định tiếp kiến họ nhưng lúc thượng triều thì lại đổi ý sau khi lễ bộ thượng thư đưa ra vấn đề này tất cả đại thần liên quan đều bày ra bộ dạng không nghe không hỏi thậm chí trong số đó còn có vài người xem kịch vui an bình người mặc triều phục uy nghiêm ngồi trên long ỉ không chút biểu cảm quan sát nét mặt của chư vị đại thần ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo hiện giờ mặc dù đã đăng cơ nhưng văn võ trong triều vẫn có rất nhiều người bất mãn về nàng ngoài mặt không nói nhưng đụng chuyện thì ngấm ngầm giơ tay nhấc chân cũng không ít xem tình hình này là biết nếu bây giờ triệu kiến sứ thần còn không phải là làm trò cười cho người ngoài xem ra đã tới lúc khiến bọn họ chấp nhận mình là tân vương tử nếu như không cách nào tự mình đón nhận thì cưỡng chế bọn họ tiếp nhận không lâu sau triệu vương phủ cử hành xuân yến tiêu linh tích cực mời quần thần rất nhiều đại thần đều tham dự tiêu nghĩa đức cũng tới nhưng không gặp được thục vương nhớ hôm đó thục vương ở trên điện xung đột với an bình Hiện giờ không tiếp xúc với người khác nữa cũng là bình thường Tiêu lão gia tử lắc đầu thở dài một hơi Xốc phạt áo ngồi xuống ghế Trước khi đến Tiêu thanh dịch còn cố gắng ngăn lão Nói lần trước triệu vương đắc tội bệ hạ Tốt nhất là đừng tiếp xúc với hắn nữa Nhưng tiêu lão gia tử cảm thấy tiêu linh tốt xấu gì cũng là hoàng tộc Đã mời Mình lý nào lại không đi Cho nên vẫn tới đây Có điều ngày hôm nay có chút khác lạ Nếu như bình thường Triệu vương nhất định sẽ đón tiếp thượng khách Thế nhưng hiện thời lại giao cho thuộc hạ của hắn mặc cho Lý Minh tầm giám sát ngự sử 13 đạo nói nói cười cười. Tiêu lão mặc dù ngay thẳng, nhưng cũng không ngốc, vừa nhìn tình hình là đã biết bởi vì thằng con lão là tâm phúc của An Bình Điện Hạ mà bản thân bị xa lánh. Lão lắc đầu thở dài, hiện nay thời cuộc đã định, lẽ nào bọn họ còn trông mong sẽ có thay đổi gì ư? Lão bưng chén rượu yên lặng tự giải sầu, cũng không để ý tình cảnh xung quanh. Mãi đến khi một quan viên nào đó ngồi xuống bên cạnh trọt chọt, chọt tay lão, ngự sử đại nhân, ngài xem chúng ta liệu có nên đi trước không tiêu lão ngạc nhiên không hiểu mô tê gì nhìn người đó vì sao phải đi quan viên kia nhìn trái ngó phải ghé sát lại gần lão nhỏ giọng nói ngài không nghe mấy đại nhân có mặt ở đây bàn luận à dù không rõ ràng nhưng nếu như bị kẻ có tâm nắm được sơ hở truyền đến tai bệ hạ chúng ta cũng gặp tai ương đó tiêu nghĩa đức trước đó vốn không hề nghe lời bọn họ nói đương nhiên không biết nội dung trong đó vừa định hỏi họ nói gì thì đã nghe thấy triệu vương tư linh ở bên trên cười bảo Chư vị đại nhân đừng thảo luận những chuyện này nữa, bệ hạ đã lên ngôi, há lại để chúng ta xen vào, hôm nay chỉ uống rượu, đừng bàn chính sự. Lời này nói ra rất chân thành, hàm chứa phong thái nhu hòa thường thấy, cộng thêm gương mặt tươi cười ngượng ngùng muốn ngăn mà ngăn không được kia, thật sự đã ngăn cản sự thảo luận của mọi người. Chẳng qua yên tĩnh chỉ duy trì trong thoáng chốc thì bất ngờ có hạ nhân tông cửa chạy vào, trong ánh mắt sừng sốt của mọi người quỳ sụp xuống. Gấp gáp bẩm báo, khởi bẩm vương ra, bệ hạ vừa phái tiêu tướng quân tịch biên phủ đệ lý ngự sử hiện giờ đã dẫn người hướng vương phủ chúng ta mà tới cái gì triệu vương kinh ngạc bật dậy lý minh tầm thì ngẩn người khó khăn lắm mới hoàn hồn lập tức liều mạng hướng ngoài cửa chạy đi làm đổ rượu trước mặt cũng bất chấp nháy mắt khay chén hỗn độn người nào người nấy đều kinh hãi biến sắc vừa chạy tới cửa triệu vương phủ thì đã thấy một đoàn binh sĩ tay cầm đuốc nhanh chóng xông vào chia thành hai hàng tề chỉnh không bao lâu tiêu thanh dịch người mặc quân phục liền đi vào trong thấy lý minh tầm ở ngưỡng cửa hắn không nói hai lời kêu người trói lại đang định tìm lý ngự sử ngay vậy mà lại tự mình đến cửa lý minh tầm vừa giận vừa lo lắng nhớ tới lời hạ nhân bẩm báo trước đó cũng không biết là thật hay giả nhất thời muốn rơi nước mắt tiêu tướng quân ngươi nói thật với bổn quan trong nhà bổn quan có phải thật sự bị sư tra tiêu thanh dịch liếc nhìn chư vị đại nhân hiện đã xông tới tiền đình cười lạnh một tiếng thiên chân vạn xác tiêu thanh dịch bước chân thong thả đảo một vòng trước mặt mọi người trầm giọng nói bệ hạ có chỉ 13 đạo giám sát ngự sử lý minh tầm lạm dụng tư quyền kết bè kết đảng giật dây triệu vương mưu phản tội đáng phải chém lý minh tầm chừng lớn mắt phẫn nộ nói toàn là sàm ngôn bổn quan sao lại trở thành kẻ giật dây bổn quan bị oan lý đại nhân khuyên ngài vẫn nên tiết kiệm hơi sức đi bệ hạ sớm đã có cân nhắc tiêu thanh dịch ngắt lời hắn ánh mắt đảo qua chư vị đại thần mặt sớm đã biến sắc ở phía sau lúc thấy phụ thân mình thì khẽ cau mày sau đó phất tay một cái bắt hết tất cả triệu vương vội vàng đứng ra nói tiêu tướng quân đây là đang làm gì vậy phủ đệ bổn vương ngươi há có thể muốn bắt người là bắt triệu vương điện hạ hiểu lầm rồi mà tướng chức quyền có hạn sao có thể tùy tiện bắt người tiêu thanh dịch chấp hai tay quay về phía hoàng cung chẳng qua bệ hạ sớm đã có chỉ bắt gặp hơn 10 quan viên lén lút gặp gỡ kết bè kết kết đảng bàn bạc cho nên mà tướng chỉ có thể áp giải chư vị đến chờ bệ hạ can dặn có người tức giận nói chẳng lẽ ngươi ngay cả phụ thân của mình cũng muốn bắt tiêu thanh dịch từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài sáng bóng mặt như xương lạnh mà tướng nói rồi bắt hết tất cả ai nấy không còn gì để nói nháy mắt bị binh sĩ trói lại ngay cả triệu vương thân phận tôn quý cũng không thể may mắn tránh thoát một khắc trước vẫn là yến hội ngày xuân nói cười hì hả thoáng chốc đã sấm rung chớp giật gió thổi mưa rông trước cơn bão thượng triều ngày kế tiếp an bình thần sắc như thường bách quan thế nhưng lại nơm nớp lo sợ rất nhanh mười mấy đại thần mắc tội đã bị giải lên kim điện tề tốn chi đứng phía trước quay đầu nhìn sáng tỏ an bình lần này thật sự là muốn tạo dựng uy tín người quy trên điện bách quan im thiên thít không dám nhiều lời lý minh tầm lại là người đầu tiên lên tiếng liên tục nói mình có tội nhưng không đáng chết an bình không chút biểu cảm lắng nghe cười lạnh không nói nàng bịa ra một tội danh kết bè kết cánh giải mấy người họ tới đây vốn tội không đáng chết nhưng lý minh tầm lại khác nàng nhẫn nhịn tới bây giờ mới động thủ chính là tính toán dựa vào hắn thu một mẻ cá lớn nhưng hắn nếu như cho đến tận giờ phút này vẫn một mực bảo vệ kẻ kia, tất phải giết. Rất rõ ràng, hắn đã chọn lựa bảo vệ kẻ đó, đối phương quả nhiên là nhân vật khó nhằn. Nàng liếc mắt nhìn Viên Hỉ, hắn hiểu ý, lập tức từ trong tay áo lấy ra một xấp thư tín đưa tới trước mặt chư vị đại nhân, mở ra. Lý Ai Khánh từng câu từng chữ đều vô cùng xúc động, chấm nghe cũng không nhịn được nảy sinh lòng trắc ẩn, nhưng chứng cứ xác thực. Ngươi sai thuộc hạ bí mật chế tạo binh khí, ngầm mua bán muối, phản nghịch là việc lớn chấm sao có thể tha cho ngươi vô tội lý minh tầm sợ hãi ngã phịch ra sau nhất định là có người bán đứng hắn nhưng những việc này nào phải một mình hắn làm vì sao đến cuối cùng tất cả tội trạng đều là của một mình hắn trong thấy sắc mặt trắng bệch kinh hãi tột cùng của hắn thì những quan viên khác đều đã tin tưởng trong lòng không khỏi len lỏi một tia ớn lạnh đối với nữ tử ngồi trên long ỉ im hơi lặng tiếng vạch trần kế hoạch mưu phản trong chiều hiển nhiên bốn bề đều có tai mắt của nàng xem ra sau này cần phải cẩn thận hơn mới được An Bình đứng dậy nói, Lý Minh tầm ý đồ mưu phản, còn định liên lụy đến Triệu Vương, đích thực tội không thể thả, trên dưới Lý ra, một người cũng không thể giữ lại. Lý Minh tầm thảm thiết kêu lên một tiếng, liên tục dập đầu, thoáng chốc trên trán đã đầy máu, khóc lóc kêu, "Bệ hạ, tội thần đáng chết, nhưng một nhà tội thần già trẻ đều không biết sự tình, vẫn mong bệ hạ rộng lòng khai ân." Triệu Vương ở cạnh cũng sợ đến mặt mũi trắng bệch, gục đầu không dám hé răng. An Bình thấy hắn từ đầu chí cuối kiên quyết không mở miệng chỉ điểm kẻ đứng sau, hừ lạnh nói, chấm đã rộng lòng khai ân rồi, bằng không hẳn đã phán ngươi chu di cửu tộc. Lý Minh tầm chợt chết đứng, mắt trợn trắng, ngã xuống bất tỉnh. Những đại thần bị trói kia người nào người nấy toàn thân run rẩy, chẳng dám thở mạnh. Ngoài ra, những người trong triều liên quan tới án của Lý Minh Tầm, toàn bộ tước bỏ quan tước, con cháu vĩnh viễn không được vào triều. An Bình quay đầu nhìn Tư Linh, Triệu Vương ở kinh đô cũng đủ lâu, đã tới lúc trở về chấn thủ biên cương rồi đó. Chuyện đêm qua, chấm biết Hoàng Thúc bị liên lụy, nhưng vương tử phạm pháp đồng tội như dân, cho nên chấm có một đề nghị. Nàng ngừng lại, từ từ bước xuống thềm ngọc, đứng bên cạnh tiêu linh đang cúi đầu, Hoàng Thúc vẫn lãnh binh chấn thủ biên cương như cũ. Chấm không trách phạt người, nhưng chấm nói trước, nếu biên giới Tây Nam có nửa phần sơ suất, kết cục của Lý Đại Nhân người cũng thấy rồi đó. À, để bày tỏ sự quan tâm của chấm, vẫn là cho người nhà đang ở đất phong của người thu xếp vào cung đi, chấm nhất định sẽ chăm sóc bọn họ tử tế tiêu linh run rẩy hết nửa ngày nặng nề dập đầu vi thần tuân chỉ an bình cười lạnh không nói xoay người bước lên thềm về phần những người khác toàn bộ quan phẩm hạ một cấp phạt ba năm bổng lộc lĩnh mười quân côn người nào người nấy sợ hãi vâng dạ sớm đã thấy khổ không thể tả không nói thứ khác chỉ mười quân côn kia thôi ha có phải ai cũng có thể chịu được có điều tiêu ngự sử tuổi tác đã cao lại một lòng trung thành không đổi an bình cố ý kéo dài giọng nói đó nhận ánh mắt ngạc nhiên của tiêu nghĩa đức cho nên chấm đặc biệt miễn hình phạt 10 quân côn kia vi thần tạ chủ long ân không chỉ tiêu nghĩa đức mà những người có mặt đều biết lý do an bình đưa ra là bịa đặt trước đây người lớn tiếng phản đối nàng nhất chẳng phải chính là tiêu ngự sử hiện thời tha cho lão một lần chẳng qua là vì con trai lão là tâm phúc bên cạnh mình mà thôi nghĩ tới đây ai nấy nháy mắt đều giật mình thuận ta thì sống nghịch ta thì chết bất quá cũng chỉ thế thôi à An Bình đứng phía trên thu hết biểu cảm của những người ở đó vào trong mắt, giọng nói chợt trở nên lạnh lẽo. Chư vị có mặt phần lớn đều là trọng thần bên cạnh Thái Thượng Hoàng, mọi người nhớ chủ cũ cũng được, không phục nữ tử cũng được, nhưng hiện giờ chấm đang tại vị đã là sự thật. Thiên hạ trung quy là thiên hạ của tiêu gia ta, chấm chính là cửu ngũ trí tôn, thiên mệnh đã định, không cách nào thay đổi. Nếu có người không phục, trong vòng ba ngày cáo quan hồi hương, chấm tuyệt đối không ngăn cản, nhưng người ở lại chỉ có thể là thần tử của chấm, kẻ có tâm tư muốn gây rối, chấm tất diệt trừ. Bốn chữ cuối cùng dùng ngữ điệu mạnh mẽ điềm tĩnh rơi vào trong tai mọi người, khiến những người có mặt đều không khỏi hơi run sợ. Ngay cả Tế Tốn Chi trước giờ hiểu rõ tính tình nàng tim cũng thoáng chốc đập nhanh. Lúc gần hạ chiều, Thái phó Lưu Kha rốt cuộc không nhịn được, bẩm tấu, bệ hạ bớt giận, Lý Ngự Sử mặc dù phạm đại tội tày trời, nhưng vi thần nghe nói hắn có một ấu nữ bất quá chỉ mới đầy tháng, bệ hạ liệu có thể? Thái phó lẽ nào không nghe rõ? Chấm nói rồi, toàn gia phạm tội, một người cũng không giữ lại. Dứt lời, An Bình phất áo rời đi, chúng thần sợ hãi sụp lại, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chu Hiền Đạt liếc nhìn Lưu Kha một cái, mặc dù đồng tình, nhưng nhịn không được thầm gật đầu. Trước đây còn cho rằng nàng là nữ tử sẽ khó tránh khỏi lòng dạ đàn bà, thậm chí ngay cả Sùng Đức Bệ Hạ cũng từng nhắc với bọn họ về điểm này. Nhưng hiện giờ xem ra, nàng không phải không can đảm, càng không phải không chút hiểu biết, mà là nhẫn nhịn không động thủ. Tiên lễ hậu binh, không uống rượu mời thì chỉ có rót độc dược xuyên tâm, giành giang sơn dễ, giữ giang sơn khó. Chính quyền thiên hạ, âm mưu phân tranh, cuối cùng khó tránh khỏi hy sinh đổ máu, đây là đạo lý vĩnh viễn không đổi. Ngươi không ra tay thì sẽ có người đem ngươi ra mà ăn tươi nuốt sống. Triều đình gian dảo, thân ở vị trí trí cao, càng không được phép có nửa phần lơ là. Tề Tốn Chi đưa mắt nhìn về phía An Bình rời đi, thầm thở dài, ở vị trí này hẳn là rất mệt. Quay đầu nhìn khoảng trống bên cạnh, hắn giấu đi nét buồn bã khánh chi mấy ngày nay đều cáo bệnh không lâm chiều cũng không biết thế nào rồi hắn từng nghĩ tìm cơ hội nói rõ với khánh chi nhưng không ngờ cuối cùng lại đúng lúc dùng cách thức trực tiếp nhất trong thư phòng phủ thủ phụ lưu kha thở dài nói với chu hiền đạt quan viễn huynh bệ hạ đột nhiên hành sự quyết liệt như vậy liệu có phải có kế hoạch gì không bệ hạ trước giờ luôn có tính toán chúng ta đoán không ra cứ theo đó mà làm là được chu hiền đạt vỗ lưng lưu kha cười nói không nói chuyện này nữa triều khanh Mấy ngày trước khuê nữ nhà ta liệu có phải đã tiễn khánh chi nhà đệ hồi phủ không? Lưu Kha suy nghĩ, gật đầu, đúng là có chuyện này. Quan viễn huynh hỏi là có ý gì? Ha ha, đệ đúng thật là, vẫn là một tên đầu gỗ mà. Ngô huynh không tận mắt thấy mà còn biết trong đó có vấn đề. Đệ thế nhưng còn mơ mơ hồ hồ, ủa, có gì khác cơ? Chu hiền đạt lường Tề giản đang ngồi bên cạnh một cái, áp lại gần ông nhỏ giọng nói. Hôm ấy nghe A đầu bên cạnh liên tường nói. Năm ngoái hai đứa từng gặp nhau vào tiết Trung Nguyên. Mấy ngày trước ta còn tưởng A à đầu ấy tâm hồn thơ thần vì ai, không ngờ chính là vì Khánh Chi nhà đệ A. À. Lưu Kha nhíu mày, không thể nào đâu, ông thấy nhi tử nhà mình thường nhắc tới An Bình bệ hạ, hẳn là có ý với nàng chứ. Từ lúc nào lại dính dáng tới khuê nữ chu ra rồi. Tê giản ở bên cạnh bất mãn, nhỏ tiếng như vậy đệ sẽ không nghe sao. Đã biết quan viễn huynh bất công mà, nhà huynh có khuê nữ thì chỉ biết gả tới Lưu ra thôi. Đệ ban đầu còn tưởng con bé sẽ làm dâu nhà họ tề đệ chứ, nào ngờ lại bị tiểu tử khánh chi đó cướp trước chán thật mà tốn chi nhà đệ chỗ nào không tốt chứ chẳng phải chỉ là có chân bị tật thôi sao chu hiền đạt nén cười nói vô uyên từ đô nhà đệ rõ ràng đã ở trong cung qua đêm còn nói vậy chẳng phải là được lợi mà còn khoe mẽ à nói là thế nhưng thực ra chu hiền đạt cũng không khẳng định vì hôm đó chỉ là có người thấy tề tốn chi sáng sớm xuất cung mà thôi oầy đừng nhắc tới nữa tê giản ảo não nói đệ cũng thật sự tưởng có chuyện gì chạy tới hỏi tốn chi ai ngờ chỉ là giúp bệ hạ xử lý chính vụ suốt đêm, huynh nói có tức hay không chứ. Bệ hạ không muốn chọn nó, còn để nó lao tâm lao lực, cho dù thân là thần tử, nhưng đệ cũng phải oán thán chứ. Lưu Kha qua quýt khoát tay, hai người đừng có mỗi người một câu nữa, đệ nghe tới hồ đồ rồi, thằng nhóc Khánh Chi ấy rõ ràng là có ý đối với bệ hạ, sao lại dây dưa với liên tương chứ. Bệ hạ, Chu Hiền Đạt phất phất tay, đệ cũng biết ở Thanh Hải Quốc Hoàng hậu Nương Nương còn từng ép bệ hạ thành thân, kết quả người mượn danh nghĩa của Tây Nhung, không nói hai lời liền chạy về nước. Xem dáng vẻ đó của người, rõ ràng là đối với hôn sự nửa phần suy nghĩ cũng không có, cho nên nếu trông chờ vào bệ hạ, chi bằng đệ trông chờ vào liên tương nhà ta còn thực tế hơn nó. Lưu Kha nghe thế không khỏi phát dầu, ông cũng để tâm điều đó, an bình bệ hạ hình như hoàn toàn không có ý định thành thân. Lúc trước còn hơi trăng hoa, hiện giờ cả ngày lại chỉ chuyên tâm vào chính vụ, dáng vẻ minh quân, ngay cả nét ngả ngớn trước kia cũng không còn. Đây vốn là chuyện tốt, nhưng tâm tình nhi tử dạo gần đây không ổn cũng là sự thật đã nhiều ngày cáo bệnh không lâm chiều không nói còn không muốn nói cho ông biết nguyên do nghĩ thế nào cũng không hợp lý mặc dù hy vọng nhi tử và bệ hạ thành đôi là chuyện tốt nhưng là lưu kha khi đó xuất phát từ việc muốn dành một công đạo cho bệ hạ trên thực tế từ khi dính phải an bình tâm tình lưu tự vẫn luôn ở trạng thái phập phồng không ổn định bây giờ ngẫm lại lúc đó túm nó quay về rốt cuộc là đúng hay sai đây nghĩ tới đây ông không khỏi hiếu kỳ nhìn tề giản vô uyên từ đô nhà huynh ở cùng Bệ Hạ thế nào?" Tê Giản run lên một cái, chuyện này càng đừng nhắc tới, mỗi lần đệ đều nhắc nhở nó đừng có tranh cãi đối nghịch với Bệ Hạ, Bệ Hạ hại chân nó bị tật, nhưng Trung quy vẫn là Bệ Hạ. Nhưng thằng nhóc này rất cứng đầu, thích nhất là đấu võ mồm với Bệ Hạ. May mà tới giờ Bệ Hạ cũng chưa từng trách tội, bằng không có 10 cái mạng cũng không đủ chém. Lưu Kha lại nói, "Thế Từ Đô có từng xuất hiện triệu chứng thần trí ngẩn ngơ, tâm tình bất ổn, cơm nước không màng, ăn ngủ không yên không?" Tất nhiên không có. Tề Giản sau khi dứt khoát phủ nhận thì cùng Chu Hiền Đạt đưa mắt nhìn nhau, cùng cả Kinh, Khánh Chi nhà đệ vậy là bệnh rồi. Hả? Chu Hiền Đạt lắc đầu, trông chờ tên đầu gỗ như đệ có thể hiểu được vẫn là không có khả năng, đây rõ ràng là bệnh tương tư mà. Chu Hiền Đạt thời tuổi trẻ là người phong lưu nhất trong ba người, đối với mấy tâm sự nhi nữ này rõ ràng là người thành thục nhất. Sau so ra thì, Lưu Kha chất phác nhất, đương nhiên không bì kịp suy nghĩ thấu triệt của ông, nghe thế thì không khỏi cuống lên, nói thế, phải làm thế nào mới tốt đây? Chu Hiền Đạt ngẫm nghĩ, hỏi, Triều Khanh, Khánh Chi từ lúc nào xuất hiện triệu chứng này? Ừm, đại khái là sau khi liên tương tiễn nó về ngày hôm đó. Thế thì đúng rồi. Chu thủ phụ nham hiểm một lòng muốn vì nữ nhi chọn lưu tự làm lang quân tốt bật cười, bây giờ còn nói con trai để đối với liên tương vô ý không? Lưu Kha nhăn mày, lẽ nào thật sự là vì Chu liên tương? Tê giản ở bên cạnh đau buồn chống cằm, hai nhà hai người kết tình thông ra rồi, tốn chi nhà đệ nên làm sao bây giờ? Gần trạng vạng, trong cung vô cùng yên tĩnh, có người xách một hộp thức ăn hình vuông bước nhanh vào tẩm cung hoàng đế đến cửa viên hỉ lập tức đón lấy hướng hắn phất tay một cái người tới liền lặng lẽ lùi đi viên hỉ xách hộp thức ăn vào cửa đi thẳng tới nội điện đặt hộp thức ăn lên cạnh nhuyễn tháp an bình đang tựa vào tháp ngồi dậy khoát tay một cái với hắn mở ra nhanh lên đừng chơi xấu viên hỉ vội vâng dạ mở nắp hộp lộ ra một đứa trẻ hãy còn bọc tã bệ hạ ngài có muốn nhìn thử không viên hỉ ôm đứa bé đến trước mặt nàng chấm giết cả nhà con bé, con bé sẽ không muốn thấy chấm đâu, ngươi lo là được rồi. Viên hỉ tiếc nuối đồng ý, kế đó sợ hãi, bệ, bệ hạ, sao lại là nô tài lo chứ, hắn bệnh quai hàm, nô tài là, là thái giám, làm sao lo cho con nít được. Thái giám mới tốt chứ, vừa làm phụ thân vừa làm mẫu thân nha, an bình trêu chọc hắn, bệ hạ. Viên hỉ ôm đứa trẻ trong ngực, bộ dạng tiến thoái lưỡng nan, đây là một sinh mệnh đó. Nếu không cẩn thận bị nô tài hại chết, nô tài cả đời sẽ ăn ngủ không yên, người xem nó vừa tròn vừa mềm, đáng yêu như vậy. Bên dưới lược bỏ mấy vạn chữ, được rồi, được rồi. An Bình day day lỗ tai, ngươi dạo gần đây đúng là càng lúc càng lải nhải, chấm đùa với ngươi thôi. Viên hỉ nghe thế lúc này mới mặt mày hớn hở, An Bình chỉ đứa trẻ, nó là ai? ạ à. Viên hỉ ngần ra, theo phản xạ liền nói, là nhà lý ngự sử, cầm miệng. An Bình chừng hắn, ngươi nhớ cho kỹ, con bé hiện giờ họ lâm, không phải họ lý. Dạ, họ lâm, đương nói thì bên ngoài điện vang lên giọng nói, bệ hạ, vi thần đến rồi. An Bình đánh mắt ra hiệu cho viên hỉ, hắn liền vội vàng đặt đứa trẻ xuống, mời người tới vào trong, thì ra là lâm giật. Tham kiến bệ hạ, không biết bệ hạ triệu kiến vi thần có việc gì, miễn lễ đi. An Bình chỉ hộp thức ăn, cười nói, chấm hôm nay muốn làm quan âm tống tử mà thôi. Lâm giật ngạc nhiên, theo ngón tay nàng nhìn vào chiếc hộp, sửng sốt, đây là. Tiên sinh và thẩm ái khanh cũng đến lúc lo liệu hỉ sự rồi, xong hỉ lâm môn không phải càng tốt sao? lúc này sao lại đột nhiên nhảy ra thêm một đứa trẻ? lâm giật vừa nghĩ thì liền biết nhất định là nàng thủ hạ lưu tình. hắn bế đứa trẻ nhìn nhìn, thấy nó ngoan ngoãn nằm ngủ, trên mặt lộ ra ý cười. nhưng lúc quay đầu lại cố ý nói với an bình: bệ hạ, vi thần sau này sẽ nói với nó thân phận thật sự của nó đó. muốn nói cứ nói, trẫm dám giữ nó lại, ha có thể sợ nó chứ? ha ha, nói đúng lắm, vi thần đa tạ tống tử quan âm nương nương. An Bình mỉm cười, khoát khoát tay, hắn liền lại đặt đứa trẻ vào hộp thức ăn, lặng lẽ xách ra khỏi cung. Viên Hỉ đi theo yểm hộ cho hắn, không bao lâu đã trở lại, trong tay có thêm một cuốn sổ. Bệ hạ, vừa rồi thay phó đại nhân nói giao vật này cho ngài, xin ngài nhất định phải tự mình xem qua. Ồ, An Bình lập tức nghiêm mặt, còn cho rằng là đại sự quốc gia quân sự gì đấy, đến khi mở tấu trương ra xem, thế nhưng phát hiện không phải những việc này. Lưu Kha trong tấu trương nói, hy vọng nàng có thể ban hôn cho con trai lưu tự và khuê nữ chu liên tương của chu thủ phụ nàng nhíu mày hành động này của thái phó là thăm dò thái độ của nàng đối với lưu tự hay là thật lòng muốn vậy kỳ thực nếu như đôi bên hữu ý có thể trực tiếp ước định hôn sự nhưng vì lưu tự trước đây là người được đề cử vị trí phò mã bởi chính sùng đức bệ hạ nếu muốn kết mối hôn sự khác nhất định phải thông qua an bình an bình nói không muốn hắn mới có thể cưới người khác có điều nếu thật sự như vậy lưu ra không tránh khỏi mất mặt cho nên lưu kha liền đề nghị để an bình ban hôn có như vậy đôi bên đều có bậc thang để xuống an bình cầm bản tấu suy nghĩ trong thoáng chốc không tránh khỏi liên tưởng đến nguyên nhân lưu tự hôm đó vì bị tổn thương nên mới nảy sinh suy nghĩ này đương nhiên không thể qua loa hành sự liền bảo viên hỉ đến lưu phủ truyền hắn nhập cung hỏi thử đúng lúc chu liên tương cũng đang ở ngự thư phòng làm việc cũng hạ lệnh truyền không lâu sau chu liên tương đã tới an bình ngồi sau án thư không nói lời nào nàng cũng không dám lên tiếng Mãi đến lúc Lưu Tự theo sau Viên Hỷ bước vào, An Bình mới chỉ chiếc ghế, nói, ngồi đi, hôm nay nói việc riêng, không cần đa lễ. Viên Hỷ đã khép cửa đứng ở bên ngoài canh giữ, Chu Liên Tương cung kính ngồi xuống, Lưu Tự sau khi hành lễ, ngập ngừng một lúc lâu mới theo đó an tọa. An Bình quan sát thần sắc hắn, chỉ ngắn ngủi mấy ngày không gặp, hắn đã gầy sộp đi không ít, cầm bao xanh thẳm rõ ràng rộng hơn rất nhiều, ngồi ở đó một lúc lâu cũng không nhìn nàng lấy một lần. Nghĩ tới hôm đó hắn thổ lộ với mình ở Thanh Hải Quốc, trong lòng nàng ít nhiều cũng có chút không đành. Nàng tự nhủ không xa vào nam nữ tình ái, nhưng lưu tự là người đầu tiên thành tâm thành ý bộc lộ chân tâm với nàng, cho dù vô ý, hiện thời nội tâm cũng có chút rung động. Ba người trầm mặc trong chốc lát, nàng mới lên tiếng nói, hôm nay chấm tìm hai người tới là muốn hỏi một vấn đề. Nàng đẩy quyển sổ trước mặt đến phía trước lưu tự, đây là tấu chương lệnh tôn gửi tới, chấm muốn biết là tâm ý của chính bản thân ngươi, hay là ngươi cũng nguyện ý, chấm sẽ thành toàn. Nét mặt lưu tự thoáng thay đổi, Nhận lấy mở ra xem, sắc mặt chợt trở nên trắng bệch, kế đó lập tức đứng dậy, lùi về sau một bước hành lễ với An Bình, nói, vi thần không thể ưng thuận. An Bình thấy bộ dạng hắn như vậy liền biết là thái phó tự mình quyết định, đại khái là quá lo lắng cho nhi tử, nói cho cùng, Âu cũng là nàng hại hắn. Chu Liên Tương từ sớm đã không biết gì, bất ngờ nhận lấy ánh mắt ra hiệu của An Bình, cũng đón lấy bản tấu lướt xem, nháy mắt cả kinh thất sắc, đứng bật dậy, lớn tiếng nói, bệ hạ, chuyện này chuyện này vạn vạn lần không được đâu an bình hơi ngạc nhiên tâm tư lưu tự nàng hiểu nhưng chu liên tương trước giờ nhu thuận đột nhiên phản đối dữ dội như vậy đích thực là ngoài dự liệu của nàng nàng gật đầu đừng vội liên tương có gì muốn nói cứ nói thẳng là được chu liên tương cắn răng không lên tiếng chỉ dùng sức xoắn góc áo gương mặt đỏ bừng nhưng không nói lời nào liên tương trẫm từng nói sau này phải nhớ ngẩng đầu có gì thì có thể nói thẳng ngươi đã là mệnh quan triều đình rồi chu liên tương nghe thế thì đột ngột ngước lên nhưng vẻ mặt vẫn như cũ có chút xấu hổ, nhìn lưu tự bên cạnh. Ấp a à, ấp úng một hồi lâu mới giống như gom hết dũng khí, bỗng nhiên nói, vi thần từ sớm đã có người trong lòng, vẫn xin bệ hạ minh xét. Không chỉ An Bình mà ngay cả lưu tự tâm trí đang lơ đễnh cũng sửng sốt. Ồ, An Bình mỉm cười, là người nào? À, Chu Liên Tương rũ mắt, ngập ngừng hồi lâu, Lý Nhi nói là tề thiếu sư tể tốn chi. Từ lúc xuân qua đến khi vào hạ, sứ thần Tây Nhung tới hôm nay cuối cùng đã như ý nguyện được tiếp kiến, kích động đến suýt rơi lệ thật không dễ dàng gì trên kim loan điện sớm đã không còn một tia ý tứ không tập trung như có như không giống như trước đây trái lại nghiêm túc trật tự bách quan vô cùng cung kính nhị vị sứ thần hôm nay thượng triều có lẽ cũng mang theo một tia thăm dò mà đến lúc gặp an bình ở thanh hải quốc nàng mặc dù mang theo khí thế nhưng cũng có chút lười nhác nhưng hôm nay ngước lên nhìn về phía vị nữ đế đang đoan trang ngồi trên long ỉ đó lại là tư thái ngạo thị quần hùng thì không khỏi có chút hoảng hốt có thể chỉ trong thời gian ngắn khiến quốc gia nam tử vi tôn thần phục dưới chân một nữ tử như nàng hiển nhiên không thể khinh thường sau khi làm lễ chào hỏi nhị vị sứ thần trước tiên mượn từ ngữ tán tụng ba hoa trích chòe một hồi về những gì mắt thấy tai nghe ở kinh thành thời gian qua rồi đem chủ đề chuyển tới vấn đề cầu thân nhắc đến ngày hôm đó lần này bách quan cũng không xem cuộc vui nữa cùng đưa ra nghi vấn nhất thời đôi bên anh tới tôi lui điều kiện đưa ra cũng càng lúc càng cao tề tốn chi ở bên dưới ngẩng đầu nhìn an bình thân sắc nàng như thường không biết rốt cuộc là đang nghĩ gì. Rất nhanh nhị vị sứ thần đã ý thức được tình hình, trở đi trở lại nói một hồi lâu như vậy. Nhưng nữ đến nửa chữ cũng chưa hề thốt ra, hai người họ suýt bị một đám đại thần khiến cho đầu óc vắng vất rồi. Người bên trái vội chắp tay nói với An Bình, hoàng đế bệ hạ, hôm ấy lúc vương thượng nước thần cầu hôn, ngài từng nói muốn suy nghĩ kỹ, nhưng không biết đã lâu như vậy, ngài suy nghĩ thế nào rồi. Chấm đích thực từng nói vậy, An Bình bất động thanh sắc, nhưng lúc đó chấm là nữ vương của thanh hải quốc, còn bây giờ chấm đã là đế quốc hoàng đế thân là vương của hai nước mọi việc đương nhiên phải nghĩ lại từ đầu hai sứ thần đưa mắt nhìn nhau thầm cau mày khổ não biết vậy rồi mà có điều chấm cũng không muốn làm khó hai vị an bình biết tây nhung không phải thật lòng liền muốn tương kế tự kế khiến tây nhung vương ngạnh khuất một hồi có thể hai vị sứ thần cũng từng nghe qua chấm trước giờ thích nhất là nam tử tuấn tú cho nên chấm trước khi hòa thân cũng có vài vấn đề muốn hỏi nghe nàng thẳng thắn nói ra việc phong lưu trước kia chư vị đại thần lương quốc nhất thời đều kích động muốn chọc thủng hai mắt mà xông ra cửa điện nhưng hai vị sứ thần tây nhung lại không chút để ý nháy mắt nghe an bình đem cầu thân nói thành hòa thân trong lòng họ liền đột ngột trở nên mừng rỡ xem ra nàng thật sự động lòng rồi a à. hoàng đế bệ hạ xin nói thẳng tây nhung thần mặc dù cằn cỗi nhưng vương thượng muốn cưới bệ hạ điều kiện gì cũng đều tận lực đáp ứng ừm an bình thay đổi dáng vẻ trang nghiêm thường ngày tựa lên tay vị long ỉ một tay chống má tay kia gõ nhẹ tay vị cười đến hớn hở, tư thái tiêu sái không chút gò bó khiến hai sứ thần nhìn đến ngẩn ngơ. Vậy chấm trước hỏi hai người, Tây Nhung Vương niên Kỷ tướng mạo thế nào, đã có thể thất. Bẩm hoàng đế bệ hạ, vương thượng nước thần năm nay vừa tròn 30, tướng mạo đường đường, trí dũng song toàn, nổi danh ở Tây Vực. Vị trí vương hậu đương nhiên bỏ trống, bên cạnh bất quá chỉ có vài phi tử thị thiếp mà thôi. Ai? An Bình thở dài lắc đầu, vậy thì hết cách rồi. Hai vị sứ thần ngạc nhiên, lại nghe nàng tiếp lời, chấm chỉ thích nam tử trong sạch, cho nên nếu quý quốc thật sự có ý định hòa thân, e rằng rất khó. Chư vị đại thần đại lương ngay cả khí lực chọc mù mắt cũng không có. An Bình nhìn bộ dạng chấn kinh của hai sứ thần, chuyển mắt nhìn về phía tề tốn chi, nhíu nhíu mày, thiếu sư trước giờ là người có nhiều biện pháp nhất. Hiện chấm cũng rất khó xử, vừa không muốn ủy khuất chính mình, vừa không muốn phụ hảo ý của Tây Nhung, ngươi xem làm thế nào mới được. Tề tốn chi thoáng tiếp xúc với ánh mắt nàng, nhận thấy trong mắt nàng lấp lóe ý trêu tức như có như không lập tức sáng tỏ đây là muốn hắn phối hợp diễn kịch nghĩ nghĩ cô ý cau mày nói vi thần nhất thời cũng không có biện pháp tốt nhưng nếu thật tình nghĩ đến đại sự quan hệ thông gia giữa hai nước cũng có thể có biện pháp khác hửng biện pháp khác thế nào sứ thần tây nhung vội hỏi những người có mặt cũng đồng loạt hướng ánh mắt về phía vị thiếu phó đại nhân trước giờ vẫn luôn không nổi bật này vi thần cho rằng tây nhung vương hẳn là còn có những huynh đệ khác muốn tìm một phương tử thanh bạch chưa có thị thiếp ắt hẳn không khó đến lúc đó tây nhung vương lại dùng mấy thành trì để bù đắp bệ hạ cũng có thể cân nhắc ừm nói rất có lý an bình trịnh trọng gật đầu nói nếu đã vậy nhị vị sứ thần hãy quay về bẩm tây nhung vương chọn một phương tử tuấn tú thanh bạch để hòa thân đưa tới lương đô đi hai sứ thần sớm đã bị lời nói của tề tốn chi chọc cho vừa tức vừa ngẹ lúc nghe câu này thì hoàn toàn trợn mắt há mồm cả vấn đề hỏi cũng có chút mơ hồ vì vì sao phải đưa tới lương đô An Bình vung vung tay vẻ đương nhiên, không phải muốn hòa thân sao. Đương nhiên là quý quốc đưa người tới đây rồi. Nghẹn lời đã chẳng đủ để hình dung tâm tình của sứ thần Tây Nhung. Đương nhiên, chấm không thích nhất là ép buộc, cho nên hai vị cũng có thể trực tiếp bẩm báo với Tây Nhung Vương, chu đáo chuẩn bị hòa đàm nhé. Hai sứ thần thầm ảo não, vốn không định hòa đàm nên mới vẫn luôn dây dưa chuyện kết thông ra, không ngờ lại bị nàng vòng ngược trở lại. Hòa đàm át hẳn phải cắt đất đền tiền, Tây Nhung hiện đang nghỉ ngơi dưỡng sức, một đòn này liệu còn có thể khôi phục. Xem ra hôm nay nhất định sẽ bàn bạc không được rồi. Hai người vội nói một câu sau khi bẩm báo vương thượng sẽ phúc đáp rồi liền ỉu xìu ra khỏi cửa điện. Sau khi bãi chiều, tâm tình an bình khá tốt, suốt đoạn đường về ngự thư phòng vẫn luôn tươi cười. Tề tốn chi đi cạnh, thấy thế cười nói, còn tưởng bệ hạ thật lòng muốn tiếp nhận điều kiện hòa thân của Tây Nhung, không ngờ lại đem bọn họ ra đùa giỡn một phen. Không thể nói như vậy, an bình liếc hắn một cái, nếu điều kiện Tây Nhung đưa ra đủ tốt, có thể chấm cũng sẽ đồng ý, tay tề tốn chi chợt dừng lại hai người cách nhau một khoảng đúng rồi an bình bất ngờ dừng bước xoay người nhìn hắn hai hôm trước chấm triệu kiến khánh chi và liên tương biết được một tin thú vị tề tốn chi phục hồi lại tinh thần đẩy xe lăn về phía trước bệ hạ biết tin gì đã tới cửa ngự thư phòng an bình phất tay cho viên hỉ lui đi hướng bên trong gọi một tiếng liên tương ngươi có thể tự mình nói không chu liên tương lên tiếng chào hỏi thấy tề tốn chi ở cạnh lập tức sợ hãi lùi về sau một bước trên mặt lúc đỏ lúc trắng, phong phú vô cùng. Chu tiểu thư sao vậy? Tề tốn chi khó hiểu nhìn nàng. Ta, ta không có gì, sao lại không có gì? Lời ngươi nói với chậm hôm đó, trực tiếp nói với hắn là được rồi. An Bình khoanh tay dựa vào cột trụ bên cạnh, chiêu phục trên người còn chưa thay, nhưng không có lấy nửa phần cảm giác trang nghiêm, tựa như một khán giả, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt. Tề tốn chi mù mờ, Chu liên tương ở cạnh bộ dạng lại ấp a ấp úng, không khỏi khiến hắn có chút uể oải, rốt cuộc là chuyện gì chu tiểu thử cứ nói thẳng là được chuyện này chu liên tương lặng lẽ nhìn hắn một cái trái tim như gõ trống nàng đã bao giờ gặp phải chuyện xấu hổ thế này đâu hôm ấy ở trước mặt bệ hạ nói ra cũng là do nhất thời kích động hiện giờ giữa thanh thiên bạch nhật bày tỏ trước mặt nam tử trong lòng bảo nàng mở miệng thế nào đây chắc là trẫm ở đây nên liên tương ngượng ngùng thế trẫm tránh đi vậy an bình ra vẻ định đi lại bị tề tốn chi giữ lại Chuyện giữa vi thần và Chu tiểu thư cũng không phải chuyện không thể cho người khác thấy. Đương nhiên không cần tránh đi, Chu tiểu thư có chuyện gì cứ nói thẳng được rồi. Hắn có bao nhiêu nhãn lực, tình hình trước mắt chỉ sợ giống như hắn nghĩ. Chu Liên Tương nghe hắn nói vậy thì không khỏi thẹn thùng. Không sai, nàng ngưỡng mộ phong thái quân tử của chàng, có gì mà không thể cho người khác thấy chứ. Nói thẳng thì nói thẳng, có thể nói một lần, vậy thì cũng có thể nói lần thứ hai. Nàng siết tay, ngẩng đầu nhìn Tề Tốn Chi sắc đỏ lựng trên mặt không hề bớt đi, nói ra sợ tề đại công tử chê cười, nhưng câu câu của ta đều xuất phát từ thật tâm. À, ta ngưỡng mộ công tử đã lâu, chưa từng bộc bạch, hôm nay tùy tiện nói ra, vẫn mong công tử đừng ghét bỏ liên tương lỗ mãng là được. Tề tốn chi không lên tiếng, giống như hắn dự đoán, nhưng hắn không ngờ sẽ diễn ra trước mặt An Bình. Hay nói cách khác, không ngờ là do nàng khuyến khích. Hắn quay đầu nhìn An Bình một cái, người kia vẫn là thái độ thản nhiên xem kịch vui, khóe miệng khẽ nhếch, ý tứ không rõ tề tốn chi thu lại ánh nhìn rũ mắt trầm ngâm trong thoáng chốc cho thấp giọng cười tấm lòng thành của tiểu thư từ đô cảm kích vô cùng thế nhưng tạo hóa trêu người mà a à, chu liên tương nói xong lời này thì còn chưa hoàn toàn bình phục cảm xúc chợt nghe hắn nói thế thì có hơi mịt mờ đối diện với ánh mắt của tề tốn chi nhưng thấy đôi đồng tử đen như mực của hắn như được gió xuân gồ sửa ý cười giạt rào khiến đôi má lại từ từ phiếm hồng thở dài nói tiếc là ta đã là người của bệ hạ rồi Chu Liên Tương kinh ngạc che miệng, lùi về sau hai bước, không dám tin nhìn hắn. An Bình nhíu mi, nhưng không lên tiếng, ba người cứ rằng co như vậy, như thể bị siết chặt yết hầu, bầu không khí khiến người khác khó thở. Cuối cùng chính Chu Liên Tương là người trước tiên không nhịn được, vội vội vàng vàng hướng An Bình hành lẽ rồi liền vội vã cáo tử. Bóng dáng trước giờ luôn đoan trang tao nhã hoàn toàn sụp đổ, gần như chạy trốn khỏi ánh mắt của hai người. Tề Tốn Chi nhìn An Bình, vén gọn vài sợi tóc xõa trên vai, ra vẻ quyến rũ mỉm cười, bệ hạ hài lòng chứ an bình tựa cột không cử động ánh mắt thâm trầm khóe miệng lại vẫn như cũ nổi lên chút ý cười vì sao phải nói ra không sợ tổn hại danh dự à vi thần không muốn làm trinh tiết liệt phu gì gì nữa cần danh dự gì chứ nói rồi hắn buồn cười thở dài chẳng qua bất cần phá hỏng danh dự của bệ hạ trái lại thật sự là tội đáng muôn chết an bình đứng thẳng người lại bước từng bước đến trước mặt hắn hơi nghiêng người về trước hai tay chống trên tay vịn xe lăn từ trên cao nhìn xuống hắn âm u mỉm cười người đây là cố ý làm cho chấm xem bệ hạ ngài sao vậy tề tốn chi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt nàng híp mắt nở nụ cười quỷ dị lẽ nào ăn dấm rồi vừa dứt lời cằm đã bị an bình giữ lấy ngón cái nàng nhẹ nhàng ma sát cằm hắn di chuyển trái phải như thể đang thưởng thức một món chân phẩm một lúc lâu sau chợt nói gương mặt này nhìn suốt mười mấy năm mãi đến bây giờ mới phát hiện nét tinh tế trong đó tề tốn chi nghi hoặc nhíu mi nhưng thấy nàng đột nhiên cúi mặt xuống hôn hắn, đôi môi nháy mắt dán vào nhau, hắn ngay cả tim đập cũng lỡ một nhịp. An Bình rõ ràng cường thế đã quen, vẫn luôn mở mắt nhìn chăm chăm biểu cảm của hắn, lực đạo trên môi lúc nặng lúc nhẹ, mang theo ý tứ dần vặt lòng người, mãi đến khi hắn nhịn không được thấp giọng rên lên một tiếng, đưa tay giữ lưng nàng, kéo nàng về phía mình. Hắn mười mấy năm âm thầm dõi theo, vì lẽ gì đổi lấy một màn ngượng ngùng ngày hôm nay. Hắn chưa bao giờ cầu xin điều gì xa xỉ, nhưng chuyện vừa rồi đã khơi màu cảm giác không cam lòng trong tận đáy lòng hắn. Đáng tiếc An Bình không có ý định để hắn chủ động, bàn tay giữ cầm hắn càng dùng lực, hắn đành bị bắt mở miệng, nên đón lưỡi nàng công thành chiếm đất. Môi lưỡi giao nhau, nàng tỉ mỉ liếm, cọ sát từng tấc một, khiến hắn từng chút từng chút thất thủ. Hắn liên tiếp chủ động quấn lấy, nhưng lại bị nàng ra sức khiến hắn trở thành người tuân theo. Tề Tốn Chi chợt phát hiện một điều, bản thân lớn hơn nàng mấy tuổi nhưng lại hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Nhưng thế thì sao chứ? Hắn hơi mở mắt nhìn đôi đồng tử thâm thúy ấy, rồi lại khép lại, thả lỏng để nàng dẫn dắt. Dù hắn không được lợi, nhưng hắn mới không để ý ai mạnh ai yếu, với hắn mà nói, người này bất luận thế nào, đều tốt cả. Nụ hôn mơ hồ không rõ này tới bất ngờ, mãi đến khi cảm giác tê tê dại dại lan khắp toàn thân, hai người mới tách ra, đôi bên đều hơi thở dốc. Tê Tốn Chi đã hơi bình phục lại, thấp tiếng cười, "Bệ hạ vừa nói mới phát hiện điểm đặc biệt gì?" bàn tay an bình giữ cầm hắn vẫn như cũ không buông dùng ngón cái ma sát cánh môi bị hôn đến hơi đỏ bừng của hắn nét mặt lộ ra ý cười ngả ngớn hắn từng quen thuộc điểm đặc biệt chính là trẫm đột nhiên phát hiện gương mặt ngươi khiến người ta muốn trà đạp tề tốn chi thoáng giật mình kế đó bật cười cô y há miệng ngậm lấy ngón cái nàng mổ mổ nói thế bệ hạ cứ tùy nghi là được chớp mắt đã tới giữa mùa hè trời nóng trói trang ve kêu dâm gian lưu tự mặc hồ phục tay hẹp băng qua ngự hoa viên lúc từ xa trông thấy mái hiên cong vút kia của ngự thư phòng bước chân dừng lại khánh chi hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn tề tốn chi bạch y tóc đen ở cách hắn vài trượng đang lặng lẽ nhìn hắn hắn mím môi rời mắt không lên tiếng tề tốn chi không để bụng từ từ tới trước mặt hắn cười cười hôm nay trang phục có hơi đặc biệt chẳng lẽ muốn luyện võ đệ lưu tự cuối cùng mở miệng thấp giọng nói đệ có chuyện cầu kiến bệ hạ thì ra là vậy thấy bộ dạng này của hắn Tề tốn chi nhất thời không biết nên nói gì, tình cảnh hiện giờ, rốt cuộc rất ngượng ngùng. Đương nói thì song cửu từ xa đi tới, lúc thấy hai người thì chắp tay hành lễ, bệ hạ hiện đang ở thao trường diễn luyện, dặn thiếu sư đại nhân tới đó tìm người. Tề tốn chi nhếch khóe môi, đa tạ chỉ điểm. Song cửu mâu quang khẽ giấu, cúi đầu không nói, bâng cua dẫn đi. Lưu tự mặc dù cảm thấy hai người này có gì đó là lạ, nhưng từ lời nói của song cửu cảm giác được giữa An Bình và Tề Tốn Chi có quan hệ sâu sắc. Khó tránh trong lòng chua chát, cũng vô tâm truy cứu, chỉ nói với song cửu, làm phiền thông báo một tiếng, nói vi thần lưu tự có chuyện muốn cầu kiến. Song cửu lập tức nói, thiếu phó đại nhân có thể đi cùng thiếu sư đại nhân đến thao trường bái kiến, có thiếu sư đại nhân ở đây, bệ hạ nhất định sẽ không nói gì. Sắc mặt lưu tự trắng bệch vài phần, nói rất đúng, khánh chi, lời này là thị vệ song cửu nói, nếu bị trách phạt, để làm chứng cho ta. Tê tốn chi đẩy xe đi lên trước, lúc ngang qua bên cạnh song cửu, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái lúc trước còn muốn kiềm chế xem thử hắn rốt cuộc ý đồ thế nào hiện thời xem ra hắn đã bày trận thế với mình vậy đành phải đấu một trận thôi lưu tự hít sâu một hơi giấu đi tâm tình hướng thao trường diễn luyện mà đi bước chân thế nhưng lại có chút nặng nề an bình đang luyện cung chỉ mặc áo đơn màu trắng nhưng người vẫn sớm đã đầy mồ hôi thẩm thanh tuệ lại cải tiến một loạt vũ khí nàng hôm nay liền muốn thử số tiễn mới đó quả nhiên là uy lực gấp bội thế nhưng tật phong cứ luôn loanh quanh bên nàng quấy dày nàng phát bực, dứt khoát thả cung nghỉ ngơi. Tật Phong thấy nàng không để ý tới nó, sự kiêu ngạo của hãn huyết bảo mã lại dâng lên, phì mũi một cái quay người chạy tới đầu kia của thao trường, đại khái là xu hướng đoạn tuyệt với nàng. An Bình ngồi dưới bóng dâm cổ thụ, vừa cởi bao cổ tay cột nơi tay áo, vừa từ từ suy nghĩ về tiến trình chuẩn bị lương binh hiện nay. Nàng biết Tây Nhung vẫn chưa chết tâm, sớm đã an bày, xem ra quân đội luyện tập âm thầm kia cũng nên tìm cơ hội gửi tới biên cương rồi. Bệ hạ, thiếu sư đại nhân tới rồi, Viên hỉ thấy nàng đang suy nghĩ, bẩm báo rất nhỏ tiếng. An Bình thu lại tâm tư, quay đầu nhìn, tề tốn chi đã đến trước mặt, hành lễ với nàng, bệ hạ, khánh chi đã tới. Hà, An Bình nhìn sau lưng hắn, quả nhiên là lưu tự, vi thần tham kiến bệ hạ. Hắn bước lên trước, cúi đầu cung kính hành lễ, sau đó mới chậm rãi ngẩng lên nhìn An Bình một cái, vi thần hôm nay có chuyện cầu kiến. An Bình thấy hắn nét mặt bình thản, đoán thời gian này tâm tình hắn cũng đã hồi phục rất nhiều, cười gật đầu, Khánh Chi có gì cứ nói, không sao. Vi thần muốn xin đi hiệp trợ triệu lão tướng quân chấn thủ Tây Bắc. Lời vừa thốt ra khiến những người có mặt đều sửng sốt. Viên hỉ lùi về sau một bước, thầm nghĩ thiếu phó đại nhân đáng thương át hẳn là vì chuyện ngày hôm đó mà đau xót khó chịu, cho nên muốn rời xa kinh thành. Hai, hắn không nỡ nhìn. Song cửu đứng canh giữ cách đó không xa trái lại có hơi thất vọng, vốn hy vọng dựa vào hắn loại bỏ kẻ ngáng chân tề tốn chi này, không ngờ hắn lại chọn rút lui. Tề tốn chi thì ngạc nhiên vô cùng, nhưng biết rõ thân phận ngượng ngùng hiện tại thế này của bản thân không nên nhúng tay vào bất cứ quyết định nào của lưu tự liền đẩy xe lăn ra xa một chút dọa tật phong vừa mới thong thả nhịp bước bên cạnh vèo một tiếng lùi ra xa an bình không nói gì chỉ nhíu mi mãi đến khi lưu tự gọi nàng mới lên tiếng hỏi vì sao đột nhiên có quyết định này ở thanh hải quốc vi thần từng nói với bệ hạ sau khi kiến công lập nghiệp sẽ đường đường chính chính đứng trước mặt bệ hạ lời này chưa bao giờ quên trẫm biết ngươi trung thành báo quốc nhưng chuyện này ngươi đã bàn bạc với thái phó chưa? Vì những việc làm trước đây của trẫm, thái phó đã rất vất vả, nếu ngươi không nói rõ mà tùy tiện rời đi, trẫm sẽ thẹn với lão nhân ra người. Bệ hạ yên tâm, gia phụ cũng không phản đối. An Bình nhất thời không biết nói gì, thở dài, đứng dậy bước tới trước mặt hắn, thấp giọng nói, nếu vì chuyện ngày hôm đó, trẫm hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, bệ hạ. Lưu tự cúi đầu, giọng nói có chút chua xót. chuyện hôm ấy đích thực khiến vi thần khó chịu vô cùng, nhưng vi thần muốn đền đáp nước nhà cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, chỉ là đúng lúc lựa chọn thời điểm nên đi nhất mà thôi. An Bình nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, quay người đi tới sân rút ra hai thanh kiếm, vậy để chấm xem thử bản lĩnh của ngươi rồi lại quyết định ngươi liệu có thể lên chiến trường trấn thủ biên cương hay không. Lưu Tự kinh ngạc ngẩng đầu, thấy nàng ném thanh kiếm tới, theo bản năng đón lấy trong tay. Ngươi không phải từng nói muốn tỉ thí kiếm thuật với chấm ư? Nhìn trang phục của ngươi hôm nay cũng rất thuận tiện. An Bình cầm kiếm đi tới giữa sân, tố y đơn giản theo gió khẽ tung bay phảng phất như một hiệp sĩ hành tẩu giang hồ lưu tự siết chặt thanh kiếm trong tay đành cất bước theo tề tốn chi đã lùi đến mép sân tâm tình phức tạp nhìn hai người nọ nhưng cũng không thể xen vào quay đầu nhìn xong cửu nét mặt căng thẳng canh giữ ở không xa chỉ là trong đó lại có mấy phần là thật mấy phần là giả đại khái cảm giác được cái nhìn chăm chú của hắn song cửu đột ngột quay đầu nhìn hắn một cái thiếu niên trước giờ luôn nhu thuận ngoan ngoãn chợt lộ ra một nụ cười khẽ xảo quyệt khiêu khích hắn thu lại tầm mắt làm như chẳng trông thấy gì song cửu cũng không đơn giản vẫn luôn nỗ lực chọc giận hắn ước chừng là muốn vạch trần hắn này. hai người đứng trong sân đưa mắt nhìn nhau trong thoáng chốc an bình ước lượng trường kiếm trong tay cười nói chấm học nghệ có phần hỗn tạp không như khánh chi ngươi sư phụ xuất thân danh môn cho nên có đôi khi sẽ ra tay không đúng nguyên tắc ngươi phải cảnh giác một chút lưu tự vừa định gật đầu đồng ý thì trước mắt lóe lên ánh kiếm an bình đã tấn công tới hắn kinh hãi lùi về sau một bước tránh đi kiếm phong vội đưa tay đón đỡ nhưng lại không dám làm bị thương nàng nhất thời chỉ có thể phòng thủ khó mà tấn công an bình vừa vung kiếm đã bị thân kiếm hắn đưa lên ngăn lại nghiêm nghị nói chiến trường giết địch vốn không có quy tắc có đôi khi thậm chí chém giết lung tung ngươi không cách nào bỏ đi những chiêu thức hoa mỹ đó muốn đi chịu chết à lời này rất nghiêm túc khiến lưu tự không khỏi sững sờ trong lòng hơi ấm lên bất luận thế nào nàng rốt cuộc đối với mình vẫn có chút tâm ý cho dù chỉ một chút thôi cũng đã đủ rồi. nếu đa vậy, thứ cho vi thần thất lễ. hắn tung kiếm, chuyển từ bị động thành chủ động, chưa thức trở nên sắc bén, thu phóng thu phóng, gần như thật sự thân đã ở chiến trường. tề tốn chi ở mép sân mặc dù không có biểu cảm gì, nhưng bất giác siết chặt tay vị. viên hỉ không biết đã đứng cạnh hắn từ lúc nào, kinh ngạc kêu lên, bệ hạ sẽ không sao chứ? càng khiến hắn lo lắng. lưu tự đương nhiên nắm chắc, nhưng an bình sau khi nói hết lời vừa rồi thì thu lại khí thế ban đầu. Khiến trong nháy mắt đã để hắn chiếm thế thượng phong. Hắn thậm chí nhịn không được suy đoán nàng chỉ vì nhắc nhở mình một điểm này chứ kỳ thực vốn không muốn thật sự tỉ thí với mình. Nhưng cũng chính vì vậy khiến hắn hoàn toàn không có chút khái niệm nào về võ nghệ công lực của người trước mắt, như thể kiếm chém vào nước cuồn cuộn, chỉ chém được bề ngoài vài phần, khó mà thăm dò đến độ sâu cuối cùng. Hắn chỉ có thay đổi chiêu thức, kiếm phong quét ngang, dùng lực phá đi khí thế ngàn quân của nữ tử trước mặt. Chiêu này trông rất bình thường, nhưng lực đạo dai rằng chỉ cần nàng đỡ một chiêu này sau đó nhất định phải biến chiêu tiếp tục phá những chiêu kế tiếp lưu tự cũng tò mò mới muốn thăm dò thử xuất thủ cũng đều khống chế trong phạm vi có thể xoay sở thế nhưng chưa tới lúc an bình ra tay thì trước mặt đã đột nhiên có một thanh kiếm khác xuất hiện linh hoạt tiếp đỡ thiếu phó đại nhân muốn làm bị thương bệ hạ sao hắn chượng lại kiếm thế chợt trở nên hỗn loạn đang định thu kiếm dừng lại thì song cửu đã bất ngờ dán tới trước đưa tay đánh lên cổ tay hắn trường kiếm trong tay vụt bay thẳng hướng mép sân mà đi viên hỉ sợ đến độ kinh hãi kêu lên một tiếng theo phản xạ ôm đầu bỏ chạy quên mất tề tốn chi ngồi bên cạnh cử động bất tiện hắn vốn ngồi cách không xa một kiếm này khí thế rất nhanh mắt thấy đã tới trước mặt lưu tự cả kinh thất sắc vội hô lên một tiếng tử đô huynh cẩn thận nhận ra bản thân rơi vào hiểm cảnh tề tốn chi lập tức lộ vẻ hốt hoảng gấp gáp muốn lùi về sau kiếm kia lại giống như được tính toán tốt sượt qua bả vai hắn rơi xuống mang theo vết máu cắm xuống đất hắn bị đau thấp giọng kêu lên một tiếng ôm cánh tay ngã xuống đất chật vật vô cùng an bình lập tức buông trường kiếm nhanh chóng chạy tới vừa đỡ hắn vừa phân phó viên hỉ mau chuyển ngự y viên hỉ từ trong bất ngờ hoàn hồn vội vàng chạy đi làm việc một nửa tay áo tề tốn chi bị máu tươi nhiễm đỏ nhìn mà giật mình lưu tự hốt hoảng chạy qua nét mặt áy náy từ đô huynh đệ không phải cố ý đệ hắn còn muốn nói nhưng thấy tề tốn chi đột nhiên nhìn về phía mình ánh mắt hàm chứa ý an ủi lưu tự ngẩn người trong lòng càng thêm hổ thẹn lập tức cong lưng cõng hắn hướng bên ngoài mà đi bệ hạ thứ tội thuộc hạ lo lắng an toàn của bệ hạ nhất thời nóng lòng mới song cửu vội quỳ xuống tạ tội an bình quay đầu nhìn hắn một cái không hề lên tiếng xoay người đi theo lưu tự song cửu ngẩng đầu nhìn Tê tốn chi nằm trên lưng lưu tự chợt quay đầu hướng hắn lộ nụ cười như có như không phản chiếu trên gương mặt dần dần trắng bệch đó chỉ khiến người ta cảm thấy sợ hãi quả nhiên không được khinh thường cho dù đã tính toán cẩn thận đến thế nhưng hắn lại tình nguyện bị thương cũng không muốn lộ rõ bộ mặt thật che giấu thực lực kỹ đến vậy rốt cuộc là muốn làm gì nhìn bóng lưng an bình theo hai người đó ở xa xa song cửu chợt nghĩ tới lần đó mình bị thương ở tề phủ nàng cũng bảo vệ hắn như vậy trong lòng chua xót khó nói tề tốn chi vì bị thương mà ở lại trong cung an bình không trách phạt song cửu nhưng tự hắn đã cảm thấy được có chút không ổn hơi không an lòng đêm khuya vắng người sau nửa đêm hắn trở về nơi ở đang định thay y phục nằm xuống thì bất ngờ có người đẩy cửa lách mình đi vào hắn nhìn người tới cười lạnh một tiếng vẫn như cũ thay y phục có chuyện kẻ kia người mặc y phục cấm vệ nhưng không có lấy nửa điểm tôn kính đối với thượng cấp ta thấy kẻ có chuyện chính là ngươi đó ngươi đột nhiên biểu hiện giống như oán phụ ở lãnh cung muốn làm hỏng đại kế có phải không nơi này là hoàng cung ngươi liều lĩnh tìm tới như vậy mới là làm hỏng đại kế hừ nếu không phải thấy không ổn ta mới lười bận tâm tới ngươi trước mắt mỗi một bước đều phải cẩn thận, nhưng ngươi lại chỉ lo tranh thủ tình cảm. Ta tự có tính toán, sao hả, ngay cả ngươi cũng dám tùy tiện khoa tay múa chân với ta. Song cửu híp mắt, lạnh lùng chừng hắn, hy vọng ngươi còn nhớ thân phận của ta. Hút, người kia sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hậm hực hừ một tiếng, quay người ra cửa. Một lúc sau, một bóng đen từ trên nóc nhà yên lặng vút qua, tựa như ma quỷ, thẳng hướng tẩm điện hoàng đế mà đi. Đêm hôm khuya khoát, thế nhưng An Bình vẫn chưa ngủ, trong tầm cung chỉ thắp một ngọn đèn khiến cả đại điện rộng lớn trông có phần tối tăm ảm đạm một ám vệ quỳ trước mặt sau khi tỉ mỉ bẩm báo một lượt thì lặng lẽ lui ra nàng ngồi đấy không hề cử động suy tư một lúc lâu đứng dậy bước ra cửa trên người khoác chiếc áo đơn màu trắng trong gió đêm bước đi tựa như bóng ma song cửu đã ngủ trời sắp sáng đương là lúc tối tăm nhất giống như tình cảnh hiện giờ của nàng đi đến thiên điện phía tây bước chân nàng dừng lại hai công nhân gác cửa đang lim dim trong điện thế nhưng hãy còn sáng ánh nến đại khái là do tiết trời quá nóng cửa sổ mở toang an bình đi tới khẽ thò đầu vào nhìn thấy tề tốn chi tựa vào đầu giường tóc đen thả xuống che nửa gương mặt ngón tay thon dài khéo léo quấn băng vài nơi bả vai trái đang tự mình thay thuốc nàng vốn định gọi cung nhân tới hầu hạ nhưng xem tình hình thì lại bỏ đi suy nghĩ này động tác thay thuốc của tề tốn chi rất thuần thục mặc dù bị thương bả vai khiến cử động có hơi bất tiện nhưng đối với hắn lại cơ hồ không chút khó khăn đến khi băng bó xong hắn mới ngẩng lên ánh mắt quét về phía bóng người bên cửa sổ nhất thời giật mình nhảy dựng bệ hạ khuya thế này đứng ở cửa sổ muốn dọa thần à an bình nhếch môi cũng không đi cửa lớn thoải mái chống tay lên bệ cửa sổ nhảy vào nở nụ cười phóng đãng ái trà không cảm thấy như vậy rất có phong thái của đạo tặc hái hoa sao bệ hạ cho rằng đạo tặc hái hoa như vậy là phong cách an bình không thèm để ý tới bên đầu giường hắn ngồi xuống chỉ miệng vết thương xem dáng vẻ ngươi hình như rất thành thục nhỉ tề tốn chi mỉm cười tình hình của ta như vậy bị thương cũng là chuyện thường lâu dần rồi cũng thông thạo ánh mắt an bình chợt lóe không cho ý kiến trước đây hắn bị thương bao nhiêu nàng không biết nhưng hiện thời hắn ở bên cạnh nàng nhiều lần bị thương là sự thật bệ hạ khuya như vậy vì sao còn chưa nghỉ tề tốn chi chợt mở miệng cắt ngang dòng suy tư của nàng không có gì đi dạo loanh quanh thôi tề tốn chi cẩn thận quan sát thần sắc nàng Mơ hồ cảm thấy trong lòng nàng có chuyện, nhưng đành ra vẻ ung dung mỉm cười khuya như vậy đi tới chỗ Vi Thần cũng thật khéo nhỉ. An Bình duỗi ngón tay nâng cầm hắn, cười phóng túng, sợ cái gì? Ngươi nói với người khác là người của trẫm rồi, còn để ý mấy chuyện này? Nghe thấy lời ấy, không khỏi nhớ tới Chu Liên Tương hôm đó hốt hoảng rời đi, Tề Tốn Chi khẽ thở dài một tiếng. Mặc dù vô tâm với nàng, nhưng Chu tiểu thư là một cô nương tốt, làm tổn thương nàng rốt cuộc vẫn là không đành tâm. Từ đâu đang nghĩ gì vậy? quay đầu nhìn thấy ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của an bình hắn cười cười Gián sát bên tai nàng thấp giọng vi thần cảm thấy bệ hạ nói rất có đạo lý an bình nghiêng đầu nhìn hắn hai người cơ hồ áp sát mặt vào nhau có thể nghe thấy hô hấp của đối phương nàng chưa bao giờ tỉ mỉ nhìn người này hay có thể nói chưa bao giờ tỉ mỉ nhìn bất kỳ một nam tử nào đưa tay từ khóe mắt hắn nhẹ nhàng mơn trớn dọc theo gò má di chuyển xuống cằm cơ hồ dùng ngón tay phát họa đường nén của hắn tề tốn chi thần sắc không đổi nhưng hàng mi dài khẽ run run, dưới ánh nến càng đặc biệt động lòng người. Chấm nhớ ngươi trước đây từng nói, bán nghệ không bán thân. Vi thần cũng từng nói tùy ý để bệ hạ trà đạp, hô. An Bình bật cười, ngươi không phải là bị chấm làm hư rồi đấy chứ. Bệ hạ nói thế gia phụ sẽ đau lòng đó, con không được phép không nghe lời cha. Tề tốn chi khay khẽ cười, tay ôm eo nàng, đầu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt trên chán nàng. Cảm giác tiếp xúc ấm nóng nơi vầng trán từng chút dần dần tan vào cốt tủy, lan vào tim như nước hồ xuân không có hành động nào khác nữa chỉ dựa vào nhau như vậy đã hơn hẳn những lần triền miên thực ra mấy ngày nay hắn luôn rất muốn hỏi xem nụ hôn ngày hôm đó là thế nào nhưng đến bây giờ chỉ cần ở cạnh nhau dịu dàng ấm áp như thế đã khiến trái tim hắn mãn nguyện chuyện gì đi nữa cũng mặc kệ không hỏi người này đang ở bên cạnh thế là đủ rồi an bình cũng không động đậy toàn thân đều bao bọc trong hơi thở của người ấy mang theo cảm giác thân thuộc thời thơ ấu thì ra giữa đôi bên mặc dù có cách biệt nhưng người này vẫn luôn bầu bạn bên mình nhiều năm như thế. Từ đâu, nàng khẽ tách ra, nhìn hắn, trở về đi, tê tốn chi sửng sốt, gì cơ. Về tề phủ đi, khoảng thời gian này không có phân phó của chấm, không được vào cung. Tê tốn chi nhíu mi, bệ hạ không lẽ lại có tính toán gì. Đúng vậy, An Bình không giải thích nhiều, chấm cho viên hỉ tiễn ngươi. Bệ hạ muốn vi thần hiện thời đi ngay, tê tốn chi kinh ngạc nhìn nàng. Ừm, An Bình gật đầu, đứng thẳng dậy, không chỉ như vậy, ngươi còn không thể cứ lẳng lặng mà đi như thế nàng đưa tay lấy cây châm cài tóc trên đầu xuống vén y phục vạch một nhát trên cánh tay lập tức máu liền thấm ướt từng giọt từng giọt dọc theo cánh tay dỏ xuống bệ hạ Tê tốn chi cả kinh vội vàng muốn kiểm tra cho nàng nhưng an bình lại đem cây châm nhét vào tay hắn tát hắn một cái đầu ngón tay hơi âm ấm, ấm thiếu sư phối hợp cho tốt nói rồi đứng thẳng dậy hướng bên ngoài lớn tiếng hô người đâu mau tới đây cửa điện bị công nhân hốt hoảng lúng túng đẩy ra chạy tới nội điện nhìn xem, trông thấy bệ hạ ôm cánh tay đầy máu đứng đấy, lập tức vừa hoảng vừa sợ, vội quỳ sụp xuống. Dám làm chẫm bị thương, tề tốn chi người to gan lắm. Cung nhân đang quỳ người nào người nấy đều sợ đến run rẩy tề tốn chi mím môi nhìn nàng, thần sắc phức tạp. Viên hỉ nhận được tin báo đã vội vàng chạy tới, vừa trông thấy tình hình bên trong thì nhất thời cả kinh thất sắc, bệ hạ sao lại bị thương. Đừng hỏi nhiều, đuổi tề tốn chi ra khỏi cung cho chẫm Viên hỉ lo lắng nhìn tề tốn chi đang ở trên giường một cái, ánh mắt vừa quét tới cây châm trong tay hắn, suýt nữa thì sợ đến hồn vía lên mây. Hừ, chấm niệm tình ngươi là thanh mai trúc mã, ngươi lại đối với chấm như vậy. Chấm coi trọng ngươi là phần phúc của ngươi, ngươi lại ỉ sủng mà kêu. An Bình quắc mắt nhìn viên hỉ, không nghe chấm nói sao, tống hắn về tề phủ đi. Viên hỉ đã bao giờ thấy nàng phát hỏa lớn như vậy, vội vàng vâng dạ, kêu người tới giường dìu tề tốn chi, trong lòng âm thầm kêu khổ. Tề thiếu sư của tôi ơi, ngài cũng đâu phải lần đầu tiên thân thiết với bệ hạ, sao lại đột nhiên nổi lên trinh liệt gì chứ hả? Ai, nô tài đây là lại dựa sai người rồi sao? Cung nhân ở một bên sớm đã đi truyền ngự y, An Bình vẫn như cũ thở hồng hộc đứng trong nội điện, đến khi tề tốn chi bị đưa ra tới cửa cũng không nhìn hắn lấy một lần. Không bao lâu liền có ngự y chạy tới băng bó vết thương cho nàng, nàng ngồi nghiêm trang. Đảo mắt nhìn một vòng đám cung nhân đang thấp tha thấp thỏm cùng ngự y, nhưng từ đầu chí cuối cũng không căn dặn bọn họ không được đem chuyện đêm nay tiết lộ ra ngoài trên thực tế nàng đang muốn mượn miệng đám người này lan truyền để người ta biết tề tốn chi đã thất sủng ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện trước mắt nàng nữa như vậy người khác cũng sẽ không sốt ruột coi hắn như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt ngoài cửa cung tề tốn chi lúc này đã leo lên xe ngựa vén màn nhìn viên hỉ làm phiền viên hỉ công công đưa tiễn xin hãy chăm sóc bệ hạ thật tốt viên hỉ lúng túng trách cứ thiếu sư đại nhân nếu đã quan tâm bệ hạ như vậy sao còn chọc giận bệ hạ chứ Tề Tốn Chi nở nụ cười khó xử, ta không thích bệ hạ dùng sức mạnh ấy mà. Viên Hỉ rơi lệ, đây là gì à? Tề Tốn Chi thu lại nụ cười, đưa mắt nhìn về cửa cung nửa ẩn nửa chìm trong bóng đêm trước mặt, siết chặt cây châm trong tay, từ từ thả rèm xe, đi thôi. Hôm sau song cửu lúc trực liền nghe được tin đồn từ chúng cung nhân, hắn nhíu mày, hoài nghi. Đến khi nhìn thấy An Bình Hạ chiều quay về, dưới ống tay áo lộ ra băng vải băng bó thì mới tin tưởng vài phần. Viên Hỉ theo sau An Bình đi vào ngự thư phòng, lúc thấy hắn đứng ở cửa, buồn bực sầu môi. Hừ, tề thiếu sư không có hy vọng rồi, cũng chỉ còn có thể trông cậy lưu thiếu phó cải tử hồi sinh, dù thế nào cũng không thể để tên thị vệ mưu toan trèo cao này lên chức. Chu Liên Tương mấy ngày trước vì tình mà đau lòng hiện giờ đã trở lại ngự thư phòng làm việc, thấy An Bình bước vào điện. Lập tức bước lên hành lễ, tham kiến bệ hạ, Liên Tương vì chuyện tư ảnh hưởng việc công, cô phụ Hoàng Ân, vẫn xin bệ hạ thứ tội. Thực ra tới bây giờ nàng vẫn khó chịu, nhưng hiện nay nàng đã là mệnh quan triều đình, không còn là thiên kim tiểu thư trốn trong phủ thủ phụ, có những việc mặc dù khó khăn nhưng cũng phải đối mặt. An Bình thấy nàng thì chỉ cười cười, cũng may liên tương trở lại rồi, tay chấm bị thương, ngươi giúp chấm viết đi. Nàng cố ý chuyện gì cũng không nói, thực ra là cố tình lờ đi một màn xấu hổ trước đó. Bản thân nàng hành sự kỳ quặc không theo lẽ thường, nhưng Chu Liên Tương tuân thủ quy củ đích thực vì chuyện hôm đó mà đau lòng, thâm tâm đương nhiên sẽ ái náy. Chu Liên Tương nghe nàng nói vậy thì trong lòng nhẹ nhõm không ít, vâng một tiếng, đi đến sau án thư, mai mực để bút. An Bình nói, chấm định sắc phong thiếu phó lưu tự làm tham tướng, ngay trong hôm nay đến chấn thủ biên cương Tây Bắc, ngươi viết vậy đi. Chu Liên Tương nghe thế thì sửng sốt, cầm bút hết nửa ngày trời vẫn không động đậy, nàng không khỏi có chút ngạc nhiên, sao vậy? Dám hỏi bệ hạ, lẽ nào vì lưu công tử cự tuyệt hôn sự với vi thần, cho nên mới, sao có thể chứ? An Bình cười cười an ủi nàng, Khánh Chi vẫn luôn có lòng báo quốc, chấm chỉ là tuân theo ý nguyện của hắn mà thôi, ngươi yên tâm soạn chỉ là được. Chu Liên Tương lúc này mới an lòng, cầm bút hạ từng nét từng nét thảo chiếu lệnh trên quyển lụa vàng. Viên Hỉ lo lắng nhìn nóc nhà, xem ra Lưu thiếu phó cũng không có hy vọng rồi. Lúc nghỉ trưa An Bình trở lại tẩm cung, Song Cửu dẫn Ngự Y đi vào điện thay thuốc cho nàng, vẫn luôn đứng cạnh canh giữ, mãi đến khi thật sự trông thấy vết thương đó mới xem như hoàn toàn tin tưởng. An Bình cũng mặc kệ hắn, sau khi ngự y rời đi mới mở miệng gọi hắn đang định lui ra ngoài song cửu ngươi qua đây nàng tựa vào tháp song cửu nghe thế thì sững lại quay người đi tới quỳ một gối xuống trước mặt nàng bệ hạ có gì căn dặn an bình đưa tay nâng cầm hắn rũ mắt khẽ nhìn hắn căn dặn thì không có trái lại có câu hỏi trong lòng song cửu giật thót im lặng không nói trẫm hỏi ngươi lần trước đã bỏ thuốc vào rượu thì ra là chuyện này trong lòng hắn không thể nói là căng thẳng hay nhẹ nhõm một lúc lâu sau mới gật đầu phải ngươi đây là muốn trèo lên long sàng của chấm. giống như bị người ta cho một bạt tai sắc mặt song cửu hơi tái rũ mí mắt giấu đi ánh mắt khó xử cắn môi thấp giọng nói thuộc hạ đáng chết được rồi chấm đến hôm nay mới nhắc nhở ngươi chính là đã không muốn truy cứu nhưng ngươi phải nhớ chấm không phải dễ lừa gạt lần sau còn dùng loại thủ đoạn này chấm sẽ giết ngươi ngón tay an bình lạnh lùng quét qua cổ hắn cười cười thu tay về ra ngoài đi song cửu đứng dậy lùi ra cửa điện bất giác đổ mồ hôi khắp người. May mà nàng chỉ cho rằng bản thân muốn tranh sủng, bằng không thì phiền phức. Lúc lưu tự rời kinh đã là cuối hạ đầu thu, tiết trời dần mát mẻ, thích hợp đi đường. Thái phó đương nhiên lưu luyến không đành, ngay trước ông chưa bao giờ nghĩ tới con trai sẽ đi xa tới biên cương còn cho rằng hắn cả đời này sẽ noi theo bước chân của mình bước lên con đường quan văn, thế nhưng sau khi nghe lời hắn nói, lại cảm thấy không được bỏ qua lý tưởng của hắn. Huống hồ ông cũng rõ, nhi tử lựa chọn thời điểm này rời đi, là vì an bình bệ hạ đến cổng thành lưu tự liền không cho người nhà tiếp tục đưa tiễn nữa lưu kha nhắc đi nhắc lại mấy câu như ở bên ngoài bảo trọng rồi lên xe ngựa hồi phủ trước lúc đi còn nhịn không được lau lau mắt lưu tự thế nhưng không hề dừng lại thúc bụng ngựa phóng đi nhưng khi đã cách mấy chục trượng thì gìn cương quay người lặng lẽ nhìn về phía cổng thành vừa đi đã là ba nghìn dặm khi quay về không biết sẽ là hoàn cảnh như thế nào biết ngay tên thối tiểu tử nhà ngươi muốn âm thầm rời đi mà sau lưng chợt truyền tới tiếng trách cứ phẫn nộ đùng đùng của một người hắn quay người nhìn thì trông thấy tiêu thanh dịch bên cạnh là tần tôn cùng với tề tốn chi ngồi trên xe lăn đứng bên vệ đường trước mặt các người sao lại tới đây lưu kha sửng sốt xoay người xuống ngựa tiêu thanh dịch bĩu bĩu môi hôm đó lúc ta và khác miễn cùng vào quân ngươi và tử đô huynh tới tiễn bây giờ ngươi cũng muốn tòng doanh làm huynh đệ sao có thể làm như không thấy chứ tần tôn đứng cạnh tức giận liếc lưu tự một cái đồ xấu xa bọn ta vốn định làm tiệc tiễn ngươi ngươi được lắm ngay cả ngày xuất phát cũng không hề thông báo nếu không phải tử đô huynh biết được chỉ e ta và cẩm phong cũng không đuổi kịp lưu tự có chút xấu hổ nhất thời lại không biết nên giải thích thế nào đành không lên tiếng được rồi tiễn cũng tiễn rồi hai ngươi nói ít hai câu đi tề tốn chi cười cười nhìn sang hai người bên cạnh cẩm phong khác miễn có phiền tránh đi trước một chút không ta có vài lời muốn nói riêng với khánh chi tần tôn trốn hắn còn không kịp vội gật đầu không ngừng chuẩn bị rời đi chỉ có tiêu thanh dịch là hơi bất mẫn liếc một cái nói rốt cuộc là huynh đệ thân tình còn đối với bọn đệ giấu giấu dếm dếm nữa chứ hừ hừ lưu tự nghe tới câu huynh đệ thân tình thì lòng chợt căng thẳng im lặng không nói hắn và tề tốn chi đích thực tình như thủ túc trên hắn có một huynh một tỷ nhưng tính tình trầm lặng lại thêm hắn cũng trầm tính như vậy nên có một vài chuyện không nói được nhưng hắn và tề tốn chi thì lại khá hợp nhau trong mắt hắn tề tốn chi trầm ổn bình tĩnh gần gũi cùng kiên nhẫn là một thính giả cực tốt cho nên trước giờ đều luôn tự nguyện tâm sự với hắn chỉ là không ngờ có thể đi tới tình cảnh ngượng ngùng như hiện giờ khánh chi tiếng gọi bất chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn vừa ngẩng lên đã thấy tề tốn chi ở ngay trước mặt còn nhớ lúc trước ở tử lầu cẩm phong trêu gẹo đệ và huynh không lưu tự hơi giật mình thoáng suy nghĩ liền nhớ lại năm đó mấy người họ gặp nhau tiêu thanh dịch thấy hai người quan hệ thân thiết thì chế nhạo nói hai người tốt với nhau thế nếu sau này cùng thích một nữ tử thì làm thế nào đây Lúc đó tề tốn chi phe phẩy quạt quay đầu cười với hắn một cái, sẽ không đâu. Khánh chi từng nói, để ấy thích cô nương đoan trang nhã nhặn khác với khẩu vị của ta. Lưu tự làm gì có ra mặt được như thế, sớm đã mặt mày đỏ lựng, một hồi lâu mới ử một tiếng. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió khay khẽ lướt qua ngọn cây, lưu tự nhẹ gật đầu, nhớ. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ nét mặt lúc nói lời đó của tề tốn chi, mày như vẽ, mắt như biển sâu, bình tĩnh mà tự tin, hiện giờ không ngờ một lời thành tiên tri. Tề tốn chi thu lại tầm mắt, ngước mắt nói, ta vốn cho rằng đệ sẽ không thay đổi, trái lại ta đã sai rồi, đệ cũng không nghĩ mình sẽ thay đổi. Lưu tự đón ánh mắt hắn, như kể như than, lúc trước đệ luôn muốn biết tại sao lại xuất hiện cảnh tượng ngày hôm ấy, nhưng hiện thời ngẫm lại, lại cảm thấy cũng không cần thiết. Đệ chỉ muốn biết, từ đô huynh huynh, liệu có phải sớm đối với bệ hạ đã? Phải, tề tốn chi không chút do dự liền gật đầu thừa nhận. Sắc mặt lưu tự hơi tái, vậy vì sao? Chưa từng nói với đệ. Lúc đệ mới vào cung, ta cho rằng đệ tuyệt đối sẽ không thích bệ hạ nên không nhắc tới, đến khi phát hiện đệ động lòng thì đã không kịp nữa rồi. Tề tốn chi thở dài, ta không ngờ đệ vừa rơi vào đã lún sâu đến thế, nhưng trung quy là do sự do dự của ta làm tổn thương đệ. Đệ muốn trách ta thì cứ trách, nhưng chuyện ngày hôm đó, bệ hạ cũng là có nỗi khổ. Lưu tự không tiếp lời, qua một lúc lâu, đi tới bên cạnh rắt ngựa qua, tử đô huynh có hơi xem thường đệ rồi, cho dù không ích gì đi chăng nữa nhưng tình và nghĩa đệ vẫn luôn phân rõ, đệ đối với bệ hạ vẫn có tình như trước, cũng chưa từng nói muốn buông tay. Nhưng sẽ không ảnh hưởng đến tình nghĩa giữa huynh và đệ, bất luận cuối cùng bệ hạ lựa chọn ai, đệ vẫn sẽ kính trọng huynh như huynh trưởng. Tề tốn chi sửng sốt, vui mừng mỉm cười, khánh chi, đệ trưởng thành lên rất nhiều, thật xin lỗi. Không phải hổ thẹn vì chuyện ngày hôm đó, mà là vì vẫn xem hắn như đệ đệ mà che chở như trước đây. Nét mặt lưu tự khẽ thay đổi, nhưng cuối cùng không nói gì nữa, nhanh nhẹn xoay người lên ngựa, chắp tay với hắn từ đô huynh bảo trọng tề tốn chi lùi sang bên đường vuốt phẳng tay áo nhấc tay trả lễ bảo trọng nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập rời đi tần tôn và tiêu thanh dịch mới từ đằng xa bước tới ế cứ như vậy mà đi tần tôn vẻ mặt thất vọng còn định kéo hắn về thành làm tiệc đưa tiễn chứ si ngươi chẳng qua chỉ là muốn tự mình ăn một bữa mà thôi tiêu thanh dịch khinh thường vạch trần nói rồi bước lên trước đẩy tề tốn chi đi về phía cổng thành muốn ăn cũng là hai người chúng ta ăn Ngươi ở bên cạnh nhìn là được rồi. Tần Tôn tức đến độ chẳng thèm tranh cãi, sớm đã nối gót chạy theo. Lúc tới cổng thành thì có xe ngựa Tề phủ đến đón, Tề Tốn Chi cười nói, ta thực ra có tâm theo cùng, nhưng xem tình hình này thì hai người tự đi vậy. Tiêu Thanh Dịch đâu thèm để ý sự từ chối của hắn, tự mình theo sau hắn leo lên xe ngựa, còn đưa tay hướng Tần Tôn vẫy vẫy, vui một mình chi bằng cùng vui đi, từ đâu huynh lẽ nào một huynh đệ đi rồi thì không nhận mấy huynh đệ tụi đệ nữa. Tần Tôn cũng leo lên vừa đúng lúc nghe tề tốn chi sâu xa nói với tiêu thanh dịch một câu miệng lưỡi cẩm phong thật sự là càng lúc càng lợi hại xem ra quân doanh là một nơi rất tốt không biết vì sao rõ ràng chỉ là lời nói bình thường nhưng nghe vào trong tai hắn lại có thâm ý lập tức dùng mình ớn lạnh một cái thầm nghĩ vẫn là đừng ăn bữa cơm này quên đi đang suy nghĩ thì bên ngoài có người chợt lên tiếng gọi ô đây không phải xe ngựa tề phủ à lẽ nào người ngồi bên trong là tề đại công tử tề tốn chi vén màn nhìn một người đang ngồi trên lưng ngựa híp mắt cười nhìn về phía này hắn khẽ giật mình vội đưa tay hành lễ bài kiến nhiếp chính vương thế tử khách khí thế làm gì tiêu chữ cười đánh ngựa lại gần toàn thân mang đậm phong thái giang hồ không nhìn kỹ vốn sẽ không nhận ra hắn đường đường là thế tử của nhiếp chính vương tiêu thanh dịch và tần tôn cũng lập tức vén màn định hành lễ nhưng bị hắn đưa tay ngăn lại rời nhà ra ngoài nghi lễ có thể miễn nói rồi lại quay sang phía tề tốn chi gia mẫu còn bảo ta tới phủ gặp lệnh đường chưa từng nghĩ sẽ ở đây tình cờ gặp ngươi mẫu thân tề tốn chi tần dung cùng mẫu thân của tiêu chữ văn tố từng có một đoạn nghiệt duyên nhiều năm như vậy vẫn luôn qua lại với nhau hàng tiểu bối bên dưới mặc dù không thể nói là thân thiết nhưng cũng là chỗ quen biết nghe hắn nói như vậy tề tốn chi cũng bật cười nhưng không biết thế tử hiện giờ định đi đâu ai đang định vào cung thăm bệ hạ tề đại công tử có muốn cùng đi tiêu chữ cũng nghe không ít tin liên quan đến quan hệ mờ ám không rõ giữa hắn và an bình nên mới hỏi thế lúc nói chuyện còn mang theo ý chế nhạo nồng đậm nhưng tề tốn chi vừa nghe thì lại hoàn toàn không lên tiếng hết nửa ngày trời mới lắc đầu đa tạ thế tử có lòng tại hạ đã có hẹn với nhị vị công tử tần tiêu không đi được thì ra là vậy tiêu chữ cười gật đầu nói tạm biệt với ba người rồi đánh ngựa rời đi xe ngựa vẫn tiếp tục đi vào thành tiêu thanh dịch kéo tay áo tề tốn chi sao vậy lại đồng ý cùng đi ăn với bọn đệ lật lọng phải mời khách đó mời khách tề tốn chi nhíu mày ánh mắt lạnh lẽo quét về phía tần tôn ở bên cạnh a à, chuyện đó vẫn là ta mời cho tần công tử đáng thương ôm túi tiền bên hông trong lòng thầm rơi lệ bi thương lúc hoàng hôn trong cung bất ngờ có ba vị khách hiếm người thật ra không xa lạ gì chỉ là một đoàn ba người như vậy cùng vào cung thì đích thực xưa nay chưa từng thấy an bình đang ở trong ngự hoa viên bày cờ từ xa nghe thấy tiếng cười của lâm giật ai một người thì bị giam lỏng trong nhà một người thì ở biên ngoại xa xôi bệ hạ cô đơn ngồi trong lương đình thật khiến người khác không nỡ nhìn mà nàng quay đầu sang cười nhạo ta nói tiên sinh sao có gan chế nhạo chẫm thì ra là có người chống lưng nhỉ sau lưng lâm giật có hai người đi cùng một người trong đó nghe thế lập tức nhanh chân bước lên ui chao bệ hạ bộ dạng ngài thế này thúc thúc ta thấy mà đau lòng nha khóe miệng an bình giật một cái thế tử nhiếp chính vương đại giá quang lâm chẳng phải tốn tâm tư chưa đãi thật tốt chỉ sợ dạ dày đau hơn cả đau lòng tầm mắt rời tới người cuối cùng kia chỉ thấy vẻ uy phong trên mặt hắn giống như kết băng nàng gian tà cười hề hề một tiếng thục vương cuối cùng chịu gặp chấm rồi tiêu tĩnh kiêu ngạo nhìn nàng một cái diễn ninh đường huynh nói hôm nay tổ chức họp mặt người thân vi thần há có thể không nể mặt người diễn ninh là tên chữ của tiêu chữ nghe thấy mình bị chỉ đích danh hắn lập tức xua tay tỏ vẻ trong sạch thực ra là giật biểu ca gọi ta tới lâm giật nhìn trời lắc đầu thở dài ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục ba vị thúc thúc cùng lúc quang lâm thật sự khiến chấm kinh hỉ vô cùng an bình mỉm cười phất tay nếu đã là người thân tụ họp vậy tự nhiên ngồi đi. Ba người cũng không khách khí, thoải mái ngồi xuống xung quanh bàn đá. An Bình nhìn tiêu chữ, cười nói, thúc thúc vì sao bỗng nhiên tới đây, hầy, đừng nhắc nữa. Tiêu chữ khoát khoát tay, vẻ mặt phiền muộn, tiểu cô cô người đột nhiên chạy tới Tây Nhung, người làm ca ca như ta đương nhiên muốn đi tìm con bé về, ngang qua kinh thành tới hỏi thăm người thôi. Tiêu tĩnh ở cạnh kinh hãi nói, đi một mình sao, tiêu chữ yêu sầu gật đầu. Thế thì khéo thật, chấm ở Tây Nhung cũng có chút chuyện muốn cha, chi bằng an bình híp mắt cười nhìn tiêu chữ thúc thúc người tiện tay giúp chứ tiêu chữ chợt cảm thấy quyết định đến thăm nàng này thật sai lầm về phần thục vương hoàng thúc thì an bình thong thả kéo dài giọng một tay chống cằm ý cười giạt rào nhìn hắn thua thì cũng đã thua rồi người cũng phải nghĩ thoáng chút đi nếu như ngữ khí của nàng thay đổi còn đỡ đằng này vẫn là loại ngữ điệu đắc ý còn mang theo vẻ châm biếm kiêu ngạo như tiêu tĩnh sao chịu được chứ hắn bẻ ngón tay đập bàn một cái định xông tới nhưng bị lâm giật ở đằng sau níu lại bình tĩnh đi thục phương bình tĩnh bình tĩnh cái gì dù sao cũng là người thân gặp nhau thúc thúc giáo huấn chất nữ là đạo lý hiển nhiên tiêu chữ vội chặn trước mặt ui 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 tốt xấu gì an bình cũng được coi là một nửa đồ đệ của ta đường ca người khâu cho ta mặt mũi sao lại nói không chỉ là hậu bối trong nhà còn là nữ nhi nữa mà tiêu tĩnh cuối cùng ngừng lại giật giật khóe miệng cũng chỉ có ngươi coi nó là nữ nhi thôi an bình khoanh tay mặt tỉnh bơ còn nữa nha trẫm cảm thấy hoàng thúc người nghỉ ngơi cũng đủ rồi thời gian tới sẽ trả soái ân lại cho người để người về lại tây bắc thế nào vui chứ ạ à? bệ hạ đây là đang bố thí phải không tiêu tĩnh híp mắt lại bẻ ngón tay như thể muốn lao tới lâm giật và tiêu tử tay chân luống cuống giữ hắn lại bình tĩnh mà bĩnh tĩnh chúng cung nhân canh giữ ở đằng xa trông thấy thì âm thầm bàn tán bị viên hỉ trách mắng vung tay đuổi đi nhìn cái gì mà nhìn thục vương điện hạ bộ đang diễn kịch à một đám không có mắt nhìn vào thu tề tốn chi đã ở trong tề phủ gần một tháng vốn dĩ an bình thấy hắn chân bị tật tảo chiều nếu có thể được thì cũng miễn hiện giờ đương nhiên càng không cần thượng triều cho nên suốt một tháng này hắn một lần cũng chưa từng gặp an bình là người trung quy đều sẽ có lòng tham lúc trước khi chưa có mấy chuyện ám muội kia hắn vốn có thể làm như chuyện gì cũng cũng chưa xảy ra mà hiện tại hồ sâu tận đáy lòng đã bị quấy nhiễu có ngăn cũng không ngăn được những ý nghĩ lan tràn trong đó một ngày không gặp như cách ba thu bất quá cũng chỉ là như vậy lúc tề giản tới tìm hắn đúng lúc thấy hắn đang ngồi sát mép nước bên hồ trong vườn cho cá ăn bạch y trắng hơn cả tuyết phong tư lỗi lạc không thể miêu tả chỉ là có hơi không tập trung mồi trong tay không ngừng thả xuống hồ cá trong hồ bên dưới chả còn hứng thú con đây là đang định đem lượng thức ăn trong nửa năm của chúng nó cho hết một lần à ông quả thực nhì không nổi nữa đi qua cướp lấy hộp thức ăn trong tay hắn tề tốn chi sực tỉnh cười nói phụ thân sao lại đến đây đương nhiên là có việc tìm con thương lượng cũng không biết liệu có phải do nóng vội. Tề đại học sĩ trước giờ cử chỉ nhã nhặn thế nhưng lại ngồi phịch lên tảng đá bên cạnh hắn. Tốn chi, lúc trước con và bệ hạ thân mật, vi phụ cũng chưa từng hỏi nhiều. Hiện giờ con vì sao lại không vào cùng nữa? thân cận với bệ hạ đương nhiên là vì công việc, dạo này rảnh rỗi mà thôi. Tề Tốn chi cười như gió xuân, trên mặt không còn chút nào nét ủ rũ trước đó. Tề giản hoài nghi nhìn hắn một cái, cũng không hỏi nhiều. vậy ta nói chính sự. Bệ hạ dạo gần đây có chút kỳ quái, mấy lão thần chúng ta không biết suy nghĩ trong đầu người, cho nên nếu như con không có hiềm khích gì với bệ hạ thì không ngại vào cung thăm dò thử, rốt cuộc người đang có ý định gì. Tề Tốn Chi có chút khó hiểu, có gì kỳ lạ ạ? À? Ờ, quên không nói với con, sứ thần Tây Nhung lại tăng thêm điều kiện đề thân, xem ý định của bệ hạ, hình như muốn đồng ý, đây còn không phải kỳ lạ ư? Cái gì? Hắn nhất thời sững người, nàng muốn đồng ý. Lần trước rõ ràng đã cự tuyệt hai sứ thần đó rồi bây giờ vì sao lại thay đổi chủ ý? Đúng rồi, hôm đó nàng từng nói, nếu điều kiện Tây Nhung đưa ra đủ tốt, nàng cũng có thể sẽ chấp nhận, kinh ngạc nhỉ. Tê giản chống gối thở dài, bệ hạ không như người khác, nàng là chủ của hai nước, khoan nói tới Tây Nhung vốn xảo quyệt hay thay đổi. Chỉ xét đấy là quốc gia nhỏ bé một phương, Tây Nhung vương cũng tuyệt đối không xứng với bệ hạ. Cho nên thủ phụ và ta thương nghị một phen, con nếu đã gần gũi với bệ hạ, chi bằng vào hỏi thử người rốt cuộc đang định làm gì, cũng vừa hay để mấy thần tử bọn ta trong lòng có tính toán với. Tề tốn chi một hồi lâu vẫn chưa nhúc nhích, nghe ra như tượng đất, chỉ có ánh mắt nhìn chăm chăm mặt hồ kia là để lộ một khe cảm xúc rất nhỏ tận đáy lòng. Từ bên trong đó len lỏi luồn lách, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra một loại tâm tình không rõ tên. Thế nhưng cuối cùng, hắn chỉ siết chặt tay vịn xe lăn, gật đầu một cái với phụ thân, được, con đợi một lúc rồi sẽ vào cung cầu kiến bệ hạ. Lúc màn đêm vừa buông xuống, tề tốn chi vào cung. An Bình vẫn còn đang phê duyệt tấu trương trong ngự thư phòng, hắn liền đợi bên ngoài, đối diện với ánh mắt thăm dò của Song Cửu. Viên Hỉ vừa hân hoan, vừa khích lệ, bởi vì tề thiếu sư cuối cùng biết hối cải rồi, xem ra vẫn có hy vọng giữ chức như cũ a. Hắn vui mừng hớn hở chạy đi báo với An Bình, nhưng bị tạt thẳng một chậu nước lạnh. An Bình chỉ không mặn không nhạt nhìn hắn một cái, mạnh mẽ thốt ra hai chữ, không gặp. Người ngoài cửa đương nhiên đã nghe thấy, cho dù biết là diễn kịch nhưng nghe thấy lời này thì ánh mắt vẫn không khỏi buồn bã. Song cửu nhếch môi, không có biểu hiện dư thừa nào, chỉ kiên nhẫn đợi câu sau. Thế nhưng không có câu sau, An Bình không nói gì nữa, tề tốn chi cũng không rời đi. Nàng ngồi trong ánh nến sáng rực, hắn cô độc trong màn đêm, chỉ một cánh cửa ngăn cách đôi bên, nhìn như rất gần, nhưng lại cũng rất xa. Mãi đến khi hạt mưa tí tách rơi xuống, mang theo một tia lạnh giá khi vào thu len lỏi vào da thịt, tề tốn chi vẫn như cũ không hề rời đi. Đêm càng lúc càng khuya, mưa cũng càng ngày càng to hắn vẫn ngồi đấy mặt trầm như nước đáy lòng trái lại từ đầu chí cuối không hề yên tĩnh người muốn gặp đang ở đây chỉ cần đẩy cửa liền có thể bước ra sao nỡ rời đi cửa cuối cùng cũng mở nhưng người đi ra lại là viên hỉ hắn nói với song cửu mấy câu gì đấy người kia trần trừ trong thoáng chốc liền cất bước đi oái thiếu sư đại nhân ngài đang làm gì vậy đuổi song cửu đi rồi viên hỉ liền lập tức chạy qua không kịp trở lại lấy ô liền loạn xạ nhấc tay áo che mưa ngài lần trước không phải vừa mới bị thương sao đừng hủy hoại thân thể nhanh trở về chút đi mà bệ hạ hết giận thì sẽ không có chuyện gì nô tài sẽ nói vài lời cho ngài làm phiền công công lại đi bẩm báo một tiếng tề tốn chi ngắt lời hắn viên hỉ bất đắc dĩ đành phải lại chạy trở vào ngự thư phòng bệ hạ thiếu sư đại nhân vẫn chưa đi đâu hắn chạy tới trước mặt an bình cần cẩn thận thận quan sát sắc mặt nàng ngài thật sự không định gặp an bình đầu cũng không ngước lên tiếp tục phê tấu trương xong cửu đi rồi lại đi khuyên thiếu sư, bảo hắn về đi, nói chậm tạm thời không rảnh là được. Viên Hỉ bệnh quai hàm, ôm tâm tình đồng cảm với thiếu sư đại nhân bước ra khuyên nhủ, thế nhưng chưa được bao lâu đã lại trở về, cọ cọ chân không nói lời nào. An Bình ngẩng đầu, sao rồi, vẫn không đi? Viên Hỉ gật gật đầu, Lý Nhi nói, thiếu sư đại nhân nói muốn gặp bệ hạ một lần. An Bình thoáng ngừng tay, nét mặt hơi thay đổi, từ từ gáp bút trong tay xuống. Ngọn đèn trước mặt tách một tiếng bùng lên hoa lửa, ánh sáng đột nhiên bùng lên kế đó càng lúc càng tỏa ra hơi nóng mưa thu dai dẳng lại mang theo khí lạnh dầm lâu cuối cùng sẽ không chịu nổi tê tốn chi đưa tay ôm cánh tay bị thương tránh để bị nước mưa ngấm vào khoảnh khắc này chợt cảm thấy bản thân thập phần cố chấp chuyện của an bình trước giờ hắn ủng hộ nhất bất kể là yêu cầu gì có lý cũng được vô lý cũng được chưa từng nghiên cứu kỹ chỉ là hôm nay nghe thấy nàng có thể sẽ đồng ý lời cầu thân của tây nhung thì không dằn lòng được tiếng mưa trên đỉnh đầu chợt nhỏ đi đôi chút trái lại có tiếng vang lột đột nho nhỏ quanh quẩn bên tai hắn ngẩng lên có người cầm ô che mưa im lặng đứng trước mặt bây giờ ngay cả ngươi cũng ngang bướng trẫm thực đau đầu hắn nhếch khóe miệng làm phiền bệ hạ quan tâm vi thần đáng chết cứ như vậy trái lại thật sự có thể sẽ chết đó an bình lắc đầu một cái quay qua nói với viên hỉ dẫn thiếu sư tới thiên điện thay y phục khô trẫm sẽ tới sau tề tốn chi khẽ mỉm cười nói tạ ơn viên hỉ ở phía kia đã vui vẻ bước lên trước đầy hắn thiếu điều còn muốn cổ vũ khích lệ hắn một phen đến thiên điện tắm rửa qua rồi thay y phục an bình vẫn bận rộn chưa xong hắn liền lặng lẽ ngồi bên bàn mà chờ vừa rồi viên hỉ vào lấy y phục ướt của hắn hắn nhớ ra trong tay áo hãy còn cất cây châm kia của an bình liền lấy ra lúc này cầm trong tay đủ nghịch không bao lâu cửa điện cạch một tiếng đẩy ra an bình đi vào quay lưng về phía hắn gấp ô khẽ vẩy nước gác bên cửa sau đó khép cửa lại chẳng qua một tháng không gặp Giờ phút này chỉ nhìn thấy bóng dáng ấy thôi, Tề Tốn Chi đã có chút căng thẳng không hiểu vì sao, đem cây châm cất kỹ, giấu đi tâm trạng mới hỏi, bệ hạ tự đến à? Sao ngay cả người che ô cũng không có? Đúng thế, tự mình tới. An Bình đi đến trước mặt hắn, nhíu mày, trên mặt đều là vẻ chế nhạo, mới bao lâu mà ngươi đã vội chạy vào cung, nhớ chậm đến thế. Nghe thấy giọng nói thân thuộc này, hắn mới hoàn toàn an tâm, khẽ cười nói, cũng không phải, đêm ngày tưởng nhớ, chăn chọc chăn trở thôi ha ha an bình bật cười ngồi xuống đối diện với hắn nói đi tìm trẫm có việc gì tề tốn chi vốn định hỏi thẳng nhưng nhìn nàng thì đột nhiên lại không nói ra lời được hắn quá quen với tính cách của nàng nhưng lại không nắm rõ được suy nghĩ trong đầu nàng cũng có thể vào lúc ngươi trông chờ một đáp án nên có nàng lại thường đưa ra một câu trả lời khác mà hắn vẫn luôn đuổi theo bước chân nàng đi đi rồi lại dừng dừng lúc nàng dừng lại hắn trông lên ngưỡng vọng vì thế hắn cuối cùng chỉ rũ mắt thấp giọng nói vi thần muốn tới hỏi bệ hạ xin một kiến giải. Ồ, vi thần cũng đã ở trên giường rồng ngủ một đêm, bệ hạ ngài cũng không chỉ chiếm tiện nghi của vi thần một lần, nhìn thế nào cũng phải chịu trách nhiệm chứ nhỉ. Sắc mặt an bình vốn vô cùng nghiêm chỉnh, chợt phi một tiếng cười khúc khích, nghe ngươi nói như vậy, thật sự cảm thấy không quen. Sắc mặt tề tốn chi hơi đen lại, bệ hạ, vi thần rất có phẩm hạnh. Gì chứ, vậy ngươi muốn chẫm chịu trách nhiệm thế nào đây? An Bình khoanh tay, ý cười trong mắt vẫn không giấu được như cũ, chấm không phải mấy vị đế vương trước đây, nơi này cũng không phải thanh hải quốc. Cho dù có lòng muốn mở rộng hậu cung thì cũng không dám tùy tiện thực hiện đâu, nhưng nếu như học theo võ hậu kiếm vài nam sủng thì cảm thấy ủy khuất cho người. Ánh mắt tề tốn chi khẽ tối, thì ra trong lòng nàng, mình chẳng qua cũng chỉ như thế, trung quy không phải là duy nhất. Vị trí duy nhất đó, thật sự muốn giữ lại cho Tây Nhung vương ư. Ánh mắt an bình lướt qua nơi Thái Dương đang cúi xuống của hắn, giống như nhìn thấy gì đấy, nhưng lại làm như hoàn toàn không để ý. Có điều ngươi có thể an tâm, chấm tốt xấu gì cũng sẽ nuôi ngươi, nếu không ai hỏi tới ngươi, chấm cũng sẽ chiếu cố ngươi. Như vậy, Bệ Hạ định nuôi vi thần bao lâu? Nuôi tới một ngày nào đó ngươi qua đời, thế nào? Ngữ khí của nàng chợt trở nên dịu dàng, giống như muốn tiến vào lòng hắn. Tê Tốn Chi bật cười, ngẩng đầu nhìn nàng, mạng này của vi thần trao cho Bệ Hạ, Bệ Hạ nói không cần, vi thần sẽ chết. An Bình không lên tiếng, chỉ kiên định nhìn hắn, một lúc lâu sau, đưa tay vuốt má hắn nhớ lời ngươi nói ngày hôm nay những lời mờ ám nàng từng nói với hắn trước đây đa phần đều là đùa giỡn chỉ có câu này không chút mập mờ xuất phát từ chân tâm ngàn thuyền lướt qua thương hải tang điền hắn vẫn có thể ở bên cạnh mình cho dù chỉ là cãi vã lẫn nhau nhưng ở trên đỉnh cao nhất ít ra cũng không quá cô độc tề tôn chi thuận thế kéo giữ tay nàng ánh mắt dưới ánh nến dịu dàng đa tình vi thần cả người đều đã là của bệ hạ rồi sao quên được đừng nói chắc chắn như vậy Chấm hôm đó đâu có thật sự ăn người. Nàng nhếch môi trêu gẹo, vừa dứt lời, bàn tay đột nhiên bị dùng lực kéo tới, người cũng theo đó nghiêng về trước, rồi vững vàng rơi vào lòng Tề Tốn Chi. Tay hắn ôm siết eo nàng, cánh môi kề sát bên tai nàng thấp giọng, "Vậy hôm nay thành thật là được rồi." An Bình ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn, híp mắt nói, "Ngươi đây là đang khinh bạc chấm." "Không, bệ hạ." Tề Tốn Chi hôn má nàng, "Đây là hầu hạ, hay nói cách khác." Thị tẩm. đêm đến, mưa càng lúc càng to cơ hồ là mưa như chút nước. Viên hỉ cho hạ nhân đưa tề tốn chi vào cung hồi tề phủ, lúc quay đầu lặng lẽ nhìn một cái về hướng thiên điện, như ý nguyện của hắn, đèn đã tắt rồi. Viên hỉ công công tự xưng chính trực không đi đường tắt trước hết cảm tạ ông trời ban tặng cơn mưa thật đúng lúc. Sau đó lại hướng lên trời âm thầm cầu khấn, ngày nào đó ông chân tề thiếu sư chắc chắn phải thành công à. Mà bên này vừa nghĩ xong, bên kia đã có người đội mưa gửi thư tới tay hắn. Gió thu len lỏi lùa vào nội điện, xa trướng tung bay, bốn bề ánh sáng yếu ớt, hai người trên giường gần như chỉ có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ của đối phương. Qua một lúc lâu, tiếng nói an bình mang theo buồn bực truyền ra, ngươi làm cái gì mà cứ luôn đè chấm. Bệ hạ, đã là hầu hạ, đương nhiên để vi thần phục vụ ngài rồi. Lời tê tốn chi nói cực kỳ cực kỳ thành khẩn, nhưng an bình nghe thấy lại thành ra ý tứ nham hiểm giả dối. Nàng đâu phải nữ tử đoan trang rụt rè, càng không để những thứ như phụ đức gió điều trói buộc mình, hú chi nàng cũng không bài xích tề tốn chi nhưng đường đường là đế vương một nước lại bị người ta áp đảo trên giường. Đây là gì? Tay dùng lực chuẩn bị đẩy hắn ra, nhưng người phía trên đã cúi đầu xuống, lập tức hôn nàng. Nụ hôn này không gấp gáp không ngang ngược bá đạo, chỉ triền miên mà mãnh liệt, xúc cảm hơi man mát từng chút quét qua cánh môi nàng, phát họa từng đường nét. Dục niệm, tình ý, chân trừ cùng buông thả, ngàn vạn cảm xúc giao thoa, mãi đến khi nàng mở miệng, mặc hắn cùng mình dây dưa. Một nụ hôn thâm tình không dứt, một nụ hôn đến thiên hoàng địa lão ngón tay thon dài uốn lượn lướt qua gò má nàng, lại phủ lên cổ, cổ áo từ từ bị kéo ra, một tay sớm đã rút đai lưng nàng, giống như lần đầu nàng đối với hắn. Ý thức an bình vẫn tỉnh táo như cũ, tựa tiếu phi tiếu hỏi một câu, ngươi đây là đang phục thủ. Bệ hạ, vi thần nói rồi, đây là hầu hạ. Giọng nói hắn thế nhưng hơi khàn, trong lòng không khỏi tự diễu, bất luận chủ đạo có phải là hắn hay không, người động tình trước nhất chắc chắn là hắn. Cánh môi dán lên xương quai xanh của nàng, nhẹ nhàng gạm cắn, bàn tay từ từ di chuyển mà nàng bên dưới hắn nở rộ tùng xanh hiên ngang mở ra đóa hoa diễm lệ là sự câu dẫn cực hạn mà lóa mắt cướp đi hồn người tề tốn chi cũng không thông thạo hay nói là còn rất chúc chắc so với lời hắn thì động tác đã sớm bán đứng hắn thế nhưng tình là loại thuốc kích tình tốt nhất hắn ôm chặt nàng cơ hồ muốn đem nàng khảm vào cơ thể của chính mình hai tay di chuyển đến sau lưng nàng không phải lấy lòng chỉ là muốn cho nàng càng nhiều ấm áp mặc dù cơ thể của hắn cũng không có bao nhiêu hơi ấm đôi môi dán lên da thịt cứ thế một đường mà hôn mãi đến khi đến chỗ mẫn cảm an bình cuối cùng khe khẽ run rẩy miệng ưng um lên một tiếng như thể được khích lệ tề tốn chi cuối cùng cảm thấy nữ tử có khả năng tự chủ đến đáng sợ này ở trước mặt mình đã có một khe hở an bình đưa tay cởi áo hắn ngón tay dán lên da thịt trần trụi nơi lưng hắn kéo hắn đến gần mình nhẹ gọi một tiếng từ đâu? không một lời lẽ dư thừa nào càng không có ngữ điệu đa tình chỉ là tiếng xưng hô bình thường nhất nhưng lại khiến hắn liên tiếp thối lui từng chút từng chút đám chìm. Tề Tốn Chi nhớ đến nhiều năm trước khi lần đầu vào cung, bóng dáng non nớt nhưng tôn quý ấy, cô đơn ngồi trong gió xuân, tình cờ ngước mắt nhìn cũng đoan trang tao nhã, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tới ngày hôm đó lần đầu tiên nàng vào quốc tử giám, bạch y nam trang, phong lưu thoải mái phe phẩy quạt đi qua trước mặt hắn. Dừng bước nhìn, khóe mắt chân mày đều là nét cười đắc ý, như thể cười hắn bất quá mới xa cách 2-3 năm đã không nhận ra nàng, thế nhưng hắn sao lại nhận không ra chứ. Bất luận dung mạo tính cách thay đổi thế nào, cảm giác cô đơn trống vắng như nhập vào tận xương tủy cùng với nét cao ngạo ghi khắc trên sống lưng kiên cường ấy, chưa bao giờ thay đổi. Suy nghĩ càng sâu, động tác cũng càng trở nên mãnh liệt, người dưới thân cuối cùng bắt đầu thở dốc. Hắn dùng sức đem nàng ôm vào trong ngực, hôn nàng thật sâu, mút mát khẽ cắn, mang theo ý không cam lòng, thậm chí là kích động. Người bảo vệ suốt mười mấy năm, không thể trao nàng cho bất kỳ ai, tuyệt đối không thể. Điều hắn quan tâm không phải là danh phận nam sủng cũng được, một người trong hậu cung cũng không sao, đối với hắn mà nói. Cho dù cả đời này bị người khác chỉ chỉ trò trò, chỉ cần có thể ở cạnh nàng thì không có gì là quan trọng. Cửu trùng cung điện mặc dù tốt, nhưng nơi hắn muốn trú lại, chỉ có trái tim nàng mà thôi. Có điều không thể cùng người khác chia sẻ, lúc thật lòng yêu một người, sao có thể khoan dung bên cạnh nàng còn có kẻ khác. Như hắn ở độ tuổi này, nếu không phải an bình, có lẽ ngay cả một chức quan chính thức cũng không có lúc trước không chỉ một lần bị người cười nhạo nói ngực không có trí lớn nhưng thế thì sao chứ trong lòng nàng chứa cả thiên hạ mà trong lòng hắn chỉ chứa mình nàng nàng chính là cả thế giới của hắn mưu trí của hắn võ nghệ của hắn tất cả mọi thứ của hắn xa rời người này tình nguyện che giấu cả đời mặt trời lên trăng lặn xuống biển sâu chìm nổi hắn chẳng qua chỉ là một con thuyền nhỏ nhưng vẫn vọng tưởng cho nàng một nơi trú ẩn vững chắc to rộng chỉ thế mà thôi thống khổ trống rỗng khoái cảm an bình từ trong đủ loại tâm tình mở mắt nhìn hắn chỉ thấy đường nét bờ vai rộng lớn mơ hồ rõ ràng là cơ thể gầy yếu mỏng manh nhưng lại lộ ra nét vững chãi như núi nàng như thể lần đầu tiên hiểu được hắn lại như thể chưa bao giờ thật sự hiểu hắn từ lúc quyết định bước lên vị trí này từ lúc dùng quạt nâng cầm người thiếu niên mỹ mạo đầu tiên thì nàng sớm đã cắt đứt ý niệm này nơi cao không chịu nổi gió lạnh khi quyết định muốn đứng ở vị trí tối cao sẽ phải thừa nhận những đà kích ngấm ngầm hoặc công khai theo đó mà tới thế nên nàng không thể có nhược điểm, mà tình cảm vừa vặn lại là nhược điểm lớn nhất của con người. Tề tốn chi chính là kẻ ngốc nhất đời, ở trước mặt người khác ngụy trang kín kẽ không chê vào đâu được, nhưng một đêm kia đã đem nhược điểm của bản thân không chút phòng bị phơi bày ra trước mắt nàng. Ta rất vui người nàng chịu đến đêm nay là ta. Nàng từ trong ác mộng tỉnh lại, nghe thấy chính là hắn thấp giọng nói như thế. Không phải không kinh ngạc, nhưng nàng cho rằng bản thân cũng chỉ ngạc nhiên mà thôi. Tình cảm con người chẳng qua chỉ như thế, bất quá chỉ là một loại cảm xúc, nàng nghĩ như thế. Vì thế lúc lên chiều, nàng là minh quân, hắn là cận thần, đôi bên vẫn như trước không lưu tình, độc mồm độc miệng chế giễu chồng gạo, thời gian cứ thế trôi qua, cái gì cũng không thay đổi. Đến khi Chu Liên Tương nói nàng ấy thích tề tốn chi, vì sao lại thích một người như vậy? Vô lại lại ác miệng, không có tiết tháo không chút đáng tin, nhưng nàng lại đột nhiên nổi giận. Nàng, tiêu dệ tiêu an bình, sùng an bệ hạ chủ của hai nước, thế nhưng lại vì chuyện này mà tức giận ẩn nhẫn, tràn trọc, thờ ơ lạnh nhạt, chờ đến khi nghe thấy hắn mặt dày nói ta đã là người của bệ hạ rồi, trong lòng lại chợt bình lặng. Loại tình cảm này dưới sự kìm hãm như mưa giật gió gào, tan phá mưu trí hoài bão nàng ôm ấp, âm u như vực sâu. Trái tim này đã qua muôn ngàn thử thách, thà gãy quyết không cong, nhỏ thì lấy mạng người, lớn thì khuyên đảo thiên hạ, nhưng lại bị ánh mắt của hắn làm rung động. Đôi mắt ấy chỉ cần một dấu hiệu của nàng liền có thể hiểu được suy nghĩ của nàng, đôi mắt ấy cũng chỉ nhìn thấy nàng bên ngoài che mắt mãi đến bây giờ nàng mới nhìn thấy bên cạnh có người luôn dõi theo chưa từng lãng quên nhưng lúc này cho dù muốn ôm chặt người trước mặt nàng cũng chỉ đưa tay từng chút từng chút chậm rãi đẩy hắn ra từ đâu hiện giờ vẫn không được người phía trên nháy mắt bất động kế đó là một khoảng lặng thật lớn bao phủ đôi bên sau đó sự tĩnh lặng bị phá vỡ ngoài cửa điện vang lên giọng nói xấu hổ của viên hỉ bệ hạ sứ thần tây nhung gửi sớ tấu tới nói nói An Bình nghe thế lập tức khép vạt áo, ngồi dậy, nói. Tây Nhung Vương đã dẫn người đến Lương Đô, muốn tự mình cầu hôn bệ hạ. Giọng viên hỉ càng lúc càng thấp, trong lòng đồng thời vì tề thiếu sư đáng thương mà đổ lệ chua sót. Hai người trong điện đều không lên tiếng. Một lúc lâu sau, An Bình nhẹ thở dài một tiếng, chỉnh lại trang phục định xuống giường. Cần đến rốt cuộc sẽ đến, trách nhiệm của đế vương dù thế nào cũng trốn không thoát. Thế nhưng cơ thể lại chợt bị người từ sau lưng giữ lấy, bệ hạ lẽ nào thật sự định đồng ý lời cầu thân của tây nhung môi tề tốn chi dán sát bên tai nàng ngữ khí trầm thấp mà dụ hoặc ẩn chứa áp lực cùng không cam lòng theo hơi thở ấm nóng lượn lờ bên gáy nàng nhưng lại khiến cơ thể an bình khẽ cứng lại ngươi vì nguyên nhân này mới ở lại người sau lưng sững sờ an bình đã dãy khỏi vòng ôm của hắn tự mình mặc y phục xuống giường sau đó trong điện sáng lên ánh nến nàng ngồi trước bàn trang điểm chải tóc mặc dù chưa từng nhiều lời nhưng rõ ràng đã có chút xa cách tề tốn chi khoác áo Tựa vào đầu giường, nhìn chăm chăm nửa gương mặt có chút mơ hồ dưới ánh nến của nàng, ta sớm đã muốn lưu lại, chuyện Tây Nhung chẳng qua là cái cớ mà thôi. Hắn không tự xưng vi thần, cũng vứt bỏ ngữ khí đùa giỡn trước giờ, chỉ là tuyên bố nghiêm túc mà chân thành. An Bình đặt cây lược trong tay xuống, quay đầu nhìn hắn, nhếch nhếch khóe miệng, thì ra là vậy. Không cần nhiều lời, một câu đã giải thích tất cả. Nàng đứng dậy đi đến ngồi xuống cạnh hắn, bàn tay áp lên mặt hắn, "Chuyện Tây Nhung, chấm sẽ xử lý thỏa đáng." Dạo này ngươi vẫn nên ít vào cùng mới tốt. Nếu là vì song cửu, bệ hạ có thể an tâm. Tề tốn chi bắt lấy tay nàng ôm gọn trong lòng bàn tay, hắn sẽ không dám manh động. An bình thở dài, bên cạnh nàng âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp, há chỉ dừng lại ở một mình song cửu. Căn cơ chưa ổn, tây nhung chưa diệt trừ, trung quy sẽ có vô số bàn tay âm thầm dục dịch, chờ dịp kéo nàng xuống. Huống hồ vào thời điểm cầu thân mẫn cảm như thế này, sự xuất hiện của hắn sẽ là trở ngại với người nào đó nàng nhấc bàn tay không bị giữ kia vỗ vỗ tay hắn từ đô làm như chậm nói tề tốn chi không nói gì nhẹ rút tay chỉnh lại y sam thẳng thớm buộc tóc lên sau đầu không đối mặt với nàng thấp giọng nói vi thần dường như đã tạo thành phiền phức cho bệ hạ an bình thoáng kinh ngạc dưới ánh nến nửa bên sườn mặt hắn tái nhợt mi mắt rũ xuống hàng mi dài che đi ánh mắt lòng nàng chợt nảy sinh cảm giác không đành lòng thậm chí muốn dùng sức ôm lấy hắn thế nhưng bàn tay vừa đưa ra được một tấc cuối cùng vẫn dừng lại. Chấm là quốc vương, bách tính làm trọng, ngươi nên hiểu. Vi thần hiểu rõ, tề tốn chi chống người ngồi lên xe lăn đặt cạnh giường, nhìn nàng một cái, bệ hạ làm gì, vi thần đều hiểu. Hắn xoay người hướng bên ngoài mà đi, viên hỉ trông thấy, vội vàng chạy lên giúp đỡ. Lúc an bình theo sau bước ra, viên hỉ đã mặt mày ủ rột bung ô tiễn hắn đi trong màn đêm. Nàng đứng nơi cửa nhìn theo bóng lưng áo trắng từng chút từng chút hòa vào trong màn mưa đêm tối, cô đơn lặng lẽ, không còn nữa sự dịu dàng trước đó lại trở về một tề thiếu sư cẩn thận như thường mặt trời lên trăng lặn xuống biển sâu chìm nổi hắn chẳng qua chỉ là một chiếc thuyền con nhưng vẫn luôn vọng tưởng muốn cho nàng một nơi trú ngụ bình yên rộng lớn nhưng đã quên nàng là côn bằng bay xa vạn dặm vốn sẽ không ổn định ở một nơi vì thế duyên khởi tình kết tâm tại người đi tiên tây nhung vương đích thân dẫn binh mã đến lương đô cầu thân rất nhanh đã truyền khắp trong ngoài triều đình chúng đại thần sôi nổi nghị luận chưa đường như sục sôi mà an bình chỉ yên lặng lắng nghe trầm tĩnh quan sát những điều khác cũng chưa từng biểu hiện qua nhưng tin này truyền tới chưa được bao lâu thì lại xảy ra biến cố tây nhung vương dọc đường mắc bệnh tạm thời dừng chân ở thanh hải quốc đến lúc này an bình mới có động tĩnh lần lượt mấy bận triệu kiến nội các đại thần và võ tướng tình hình như vậy chỉ từng xảy ra trước lúc nàng đăng cơ thế nên chúng đại thần nhị không được suy đoán hoàng đế bệ hạ liệu có phải lại có hành động lớn gì đó tiếc là bọn họ đoán không đúng rất nhanh an bình đã trở lại như thường thượng triều hạ triều phê duyệt tấu trương danh mạch phân minh từng bước từng bước thần tử tốt tính thì thở ngắn than dài thần tử nóng tính thì đập bàn lật ghế đi theo một hoàng đế như vậy tóc trên đầu sớm hay muộn cũng sẽ dụng hết đó 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 thủ phụ lưu kha và tề giản ba người đương nhiên là càng không đoán được lần trước tề tốn chi thăm dò không thành công cũng không biết bệ hạ liệu có phải thật sự đem trung thân đại sự ra cống hiến hay không đây Chuyện này đích thực là vấn đề làm người ta đau đầu mà. Trong tay An Bình cầm bức thư Thanh Hải Quốc gửi tới, cười lắc đầu. Trong thư bày tỏ sự oán giận đối với việc nàng lúc trước phớt lờ chuyện lập vương phu, đồng thời quyết liệt phản đối nàng cùng Tây Nhung vương kết thông gia. Trong ngự hoa viên dụng đầy lá, gió thu lạnh lẽo lượn ngoài lương đình, lâm giật ngồi đối diện nàng, thở dài, bệ hạ cuối cùng có tính toán gì. Quan sát biến động, An Bình đem chồng thư đặt vào trong tay áo, nên tới rốt cuộc sẽ tới, chấm đã đợi ngày này rất lâu rồi nàng tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái đứng dậy bước ra ngoài lâm giật nhìn theo bóng lưng nàng trong tiết trời ngày thu lá vàng rơi rụng như vậy nàng mặc cung trang hoa lệ bước đi thế nhưng không hiểu vì sao lại toát lên đôi chút cảm giác cô độc tiêu điều kiên quyết cao ngạo tự tin chưa bao giờ dốc sức để lộ điều gì nhưng khi thế đế vương lại khó mà che giấu đại khái đây là một trong những nguyên nhân khiến hắn lựa chọn tiếp tục ở lại chiều đường A, có chí với thiên hạ, cũng cần phải có một vị chủ tốt bằng không những thứ khác đều có thể chỉ là nói xuông. Có điều quá thâm trầm, tất cả mọi người đều muốn suy đoán ý đồ của nàng, ai nấy đều thử phỏng đoán tâm tư của nàng, nhưng không ai có thể thành công. Thế nên bên cạnh nàng không có sủng thần, bởi vì vốn dĩ không ai có thể khiến nàng vui vẻ. Thân hiền xa nịnh đối với nàng mà nói đương nhiên cũng không tồn tại, chúng đại thần chỉ cần phục tùng, người nào việc nấy, nàng cũng chưa bao giờ có ý định dựa dẫm vào ai. Triều đường như ván cờ, triều thần là quân cờ, nàng là người xem, cũng là người một tay thao túng bởi là người đứng trên đỉnh cửu trùng nàng cô độc lẻ loi từ trước đến giờ đều chỉ có một mình lâm giật khe khẽ thở dài sau khi ở chung với thẩm thanh tuệ hắn càng lĩnh hội được những khổ cực của nữ tử trốn chiều đường nhưng cũng chỉ vào thời khắc này mới đột nhiên hiểu được tế tốn chi vì sao đặt một người trong lòng hơn 10 năm như vậy chỉ một bóng lưng cũng có thể khiến người ta vĩnh viễn khó quên hú chi là năm tháng đã cùng nhau trải qua bầu trời nặng nề gió lạnh từng cơn mơ hồ có cảm giác mưa gió sắp đến an bình chậm rãi bước trên con đường trong cung cung nhân qua lại đều đồng loạt cúi đầu hạ bái nào dám nhìn thẳng nàng không để ý mặc dù mắt nhìn thẳng phía trước thế nhưng ánh mắt lại không có tiêu điểm vì trong lòng vẫn đang từ từ suy tính kế hoạch mãi tới khi một bóng áo trắng lọt vào tầm mắt nàng mới dừng bước lúc này mới phát hiện đã sắp tới đông cung trên bậc thềm trống chảy có người yên lặng ngồi đấy dường như đã đợi rất lâu thâm thở dài một tiếng một tay nàng nhấc vạt áo bước lên bậc thềm, ánh mắt từ đầu chí cuối vẫn rơi trên người hắn, đến khi đứng trước mặt hắn cũng chưa từng rời đi. Không phải bảo ngươi cố gắng ít vào cung sao? Tề Tốn Chi khẽ mỉm cười, chắp tay hành lễ, bệ hạ thứ tội. Viên hỉ và Song Cửu xa xa đứng nhìn, ai cũng không tới gần. Thế nhưng An Bình lại phất tay cho bọn họ lùi đi, vì Tề Tốn Chi đợi ở đây. Trung quy khiến nàng cảm thấy hắn dường như muốn nói gì đấy, mà nàng cũng không hy vọng người thứ ba nghe thấy có lời nói với chấm. An Bình đứng bên lan can, như người đối diện với hắn, nhìn chằm chằm góc mái hiên cong vút hình trăng khuyết xa xa, bệ hạ biết vi thần định nói gì. Tề Tốn Chi chăm chú nhìn sườn mặt nàng, bàn tay siết chặt tay vịn, một lúc sau mới nói, bách tính đương nhiên quan trọng, nhưng vi thần hy vọng bệ hạ đừng đánh bạc với trung thân đại sự của mình. Hửm, An Bình quay đầu nhìn hắn, cằm khẽ nhếch lên, nhếch khóe miệng, không hổ là thiếu sư, ngay cả trung thân đại sự của trẫm cũng muốn can thiệp. Tề Tốn Chi nét mặt chợt cứng lại, mím môi không nói, nhưng thấy nàng quay người đối diện với mình cúi xuống nói ngươi đặc biệt vào cung là vì nói điều này ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn trên mặt là ý cười thú vị là muốn nói ngươi thích trẫm có phải không tề tốn chi bất ngờ ngước mắt chừng nàng lẽ nào trong mắt nàng đây là lời nói đùa không phải là không đủ kiên nhẫn chỉ là nghĩ thấy tây nhung vương sắp đến trung quy sẽ có náo động gì đó do lòng người mà nên nàng là minh quân sẽ không vì muôn dân chăm họ mà để ý đến tư tình nàng có thể nhịn cũng nguyện ý lặng lẽ chống đỡ, nhưng vẫn muốn một câu nói của nàng. Thế nhưng nàng cái gì cũng không nói, trái lại hỏi ngược lại một câu như vậy. Đưa tay kéo bàn tay đang dán trên gò má mình của nàng xuống, hắn dùng sức giữ chặt, trong mắt như thể có cùng phong bạo vũ. Gần như hung hăng gầm nhẹ, tiêu an bình, ta đối với nàng từ trước đến giờ không chỉ là thích. Không chỉ là thích, ngay cả từ yêu cũng không đủ để biểu đạt. Nhiều năm như vậy, quãng thời gian âm thầm dõi theo nàng ấy, những câu nói động lòng người chưa bao giờ thốt ra ấy, cuối cùng chỉ hóa thành một câu này. An Bình cái gì cũng không nói, ngoại trừ đã thu lại ý cười, nét mặt cơ hồ không có bất kỳ thay đổi gì. Đôi mắt ấy gần trong gang tấc, tựa như hắc ngọc, vỡ thành từng đốm từng đốm ánh sáng, dập dờn, tiêu tan, tựa như chính cảm xúc của hắn lúc này. Nàng chưa bao giờ thấy hắn nổi giận, trước đây bởi vì chân có tật, bị người khác châm biếm đà kích thế nào, thậm chí là chửi rủa, hắn cũng chỉ cười cho qua. Nhưng hắn hiện thời lại nổi giận với nàng, sắc mặt thậm chí hơi trắng bệch, cánh môi mang theo nội ý khẽ hé mở cơ hồ chỉ cần cúi đầu thì liền có thể chạm vào là nàng bức hắn thành thế này sao tề thiếu sư thận trọng không có lấy một sơ hở thế nhưng dùng ngữ khí như vậy gọi tên húy của nàng thậm chí hiện giờ còn siết chặt ngón tay nàng nàng chỉ muốn dùng cách phương thức ngày trước né tránh vấn đề này nhưng hắn lựa chọn xé rách lớp ngụy trang của nàng trực tiếp không chút lưu tình đem phần tình cảm này đẩy đến trước mặt nàng thế nhưng hắn thắng rồi cho dù mặt không chút biểu cảm nhưng rung động trong lòng khó mà né tránh mấy ngày nay vẫn luôn kìm nén, chỉ một câu nói này thôi gần như đã tan rã. Như nàng chỉ rút tay ra, đứng thẳng người lại, từ đô, chấm hiểu tâm ý của ngươi, nhưng hiện giờ không phải là lúc, chuyện này sau này lại nói. Nàng nói rất bình tĩnh, mang theo uy nghiêm nên có của bậc đế vương, từng lớp từng lớp, bao bọc, che giấu con tim trước đó đang nhảy loạn. Tề tốn chi lấy lại bình tĩnh, khẽ rũ mắt, gật đầu một cái, bệ hạ có thể hiểu được, vi thần đã cảm kích vô vàn. Ai cũng không lên tiếng nữa, chỉ có gió thu không hiểu thế sự lướt qua vạt áo hai người, quấn quýt không rời. Thực ra vi thần hôm nay đến đây, còn có một chuyện muốn bẩm tấu bệ hạ. Cảm thấy có hạt mưa li ti rơi trên người, tề tốn chi mới mở miệng, nghe nói bệ hạ có ý định đưa ám quân đến biên cương, nhưng còn thiếu người lãnh binh đáng tin cậy, vi thần nguyện tiếp nhận chuyện này. An Bình sừng sốt nhìn hắn, trong mắt dần dần lộ ra kinh ngạc, ngươi làm sao biết được việc này. Tiêu thanh dịch vậy mà lại nói với ngươi, tề tốn chi ngẩng đầu nhìn nàng, cười khổ, bệ hạ, chỉ có người không tin tưởng vi thần mà thôi. Tiêu Thanh Dịch đương nhiên sẽ không tùy tiện tiết lộ kế hoạch của An Bình, nhưng Tề Tốn Chi là tâm phúc của nàng. Từng tay cầm lệnh bài tới quân doanh thị sát, lúc An Bình ở Thanh Hải quốc, người tin tưởng nhất cũng là hắn, cho nên có thể tiết lộ với người mình mà thôi. Nhưng An Bình lại không cho là như vậy, nàng không vui, rất không vui, đặc biệt là sau khi nghe thấy câu này của Tề Tốn Chi. Nàng đưa tay nhấc cầm hắn, giống như hắn trước đó siết chặt ngón tay nàng, cơ hồ có chút nghiến răng nghiến lợi chấm không tin người Ngươi có biết biết càng nhiều, bị cuốn vào càng sâu, chính là sẽ càng dễ mất mạng. Tề tốn chi lông mi khẽ run, tích tụ trong lòng được giải bỏ đôi chút, không hề để ý đau đớn nơi cảm. Trái lại khẽ bật cười, vi thần từng nói, bệ hạ không đồng ý, vi thần sẽ không dễ dàng chết đi. Thế ngươi hiện thời còn nói muốn lãnh binh đi đến biên cương, sao vậy? Đây là cố ý tranh hơn thua với chấm, sao có thể chứ? Hàn chăm chú nhìn gương mặt mang theo phẫn nộ của nàng, chuyện bệ hạ muốn làm, vi thần chỉ có thể suy đoán đại khái tây nhung là tai họa ngầm mà ngài ước chừng muốn đem nó cùng với mấy mối họa ngầm trong chiều cùng lúc trừ bỏ kế hoạch khổng lồ như vậy ngài cần sự giúp đỡ ngón tay an bình buông lỏng chỉ có người cùng nàng trải qua những âm mưu tính toán mới có thể đoán được những điều này nàng xác thực có dự định đó cho nên mới từng bước từng bước tính toán không một sai sót thuận theo mong muốn của lưu tự phái hắn đến biên cương cũng là tránh để hắn bị cuốn vào cuộc phân tranh sắp tới mà tề tốn chi người không cần nhọc tâm nhất Trái lại là người cần lo lắng nhất, nàng muốn để hắn tránh xa những việc này, nhưng hắn lại khăng khăng muốn đâm đầu vào. Ngươi bị tật, còn muốn dẫn binh?" An Bình cố ý cười lạnh. Tê Tốn Chi không hề ngạc nhiên, chỉ bình tĩnh phân tích, tần tôn hai người ít nhất cần giữ một người ở lại trong kinh sắp xếp chu toàn. Vi thần tuy chân bị tật, nhưng ám bộ không được xuất hiện ngoài sáng, cho nên để vi thần lãnh binh, trái lại càng có thể che giấu tai mắt người khác. Hắn nhìn mắt nàng, nở nụ cười, "Bệ hạ, luôn luôn chỉ có một mình" không cảm thấy mệt mỏi sao quân sự cường thịnh mưu trí song toàn giang sơn chính quyền tranh giành thiên hạ gì gì đó một mình không thể gánh vác người có thể tin bên cạnh nàng quá ít chuyện khó giải quyết lại quá nhiều hắn sao có thể vào lúc này giúp trong tề phủ không nghe không hỏi kế hoạch này bất luận tỉ mỉ như thế nào hắn chỉ hy vọng nàng đừng đem trung thân đại sự của mình ra đánh cược càng không muốn một mình nàng âm thầm chống trọi an bình không trả lời trên mặt nàng thậm chí còn lộ ra tia phẫn nộ quay người định lướt qua hắn rời đi cứ như thế triệt để cắt đứt ý định của hắn nhưng ngay khoảnh khắc ngang qua tay đã bị hắn níu lại xin bệ hạ ân chuẩn nàng thoáng giật mình xin lần đầu tiên hắn mở miệng xin nàng thế như lại để mạo hiểm dù có ngăn cản thế nào hắn cũng muốn nhảy vào vũng nước đục này thời gian như ngừng trôi chỉ có lồng ngực khẽ phập phồng của an bình thể hiện tâm trạng không thoải mái trong lòng nàng đưa tay từng chút từng chút gỡ ngón tay hắn nàng phất áo bỏ đi hung hăng bỏ lại hai từ chuẩn tấu người sau lưng duỗi ngón tay chống không kinh ngạc khẽ cười nói cảm tạ tạ chủ long ân an bình không dừng lại hạt mưa li ti rơi xuống bóng lưng nàng dần hòa với cửa điện u ám cao cao tại thượng cô tịch vạn năm hết phần ba